Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 214 đến tập 220. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn nghi lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 218. Ngô Bình, không sai. Cậu cũng nói rồi, cái bóng càng lợi hại thì địa vị trong quân càng cao. Ta có thể khiến cho cái bóng của cậu còn lợi hại hơn cả quân chủ, từ đó, có thể thay thế được vị trí của hắn. Xích Ảnh Tam Thất không thể tin được, nói, cậu dựa vào đâu mà nói có thể giúp ta trở thành quân chủ. Ngô Bình lập tức khởi động huyền ảnh công, ngay lập tức, dưới chân của anh xuất hiện mấy ngàn huyền ảnh, sau đó, huyền ảnh phân hóa ra, một thành hai, hai thành bốn, rất nhanh đã xuất hiện mấy chục vạn huyền ảnh. Số huyền ảnh đó đông nghìn nghịt, kết thành từng cái huyền ảnh sát trận. Khí tức khủng bố đến ngay cả Lý Thần Đồ cũng phải giật mình. Cả người Xích Ảnh Tam Thất run lên, lẩm bẩm nói, cậu là Ảnh Hoàng. Ngô Bình nhướng mày, Ảnh Hoàng. Xích Ảnh Tam Thất, không sai, chỉ có Ảnh Hoàng mới có thể có được sức mạnh khủng khiếp và số lượng bóng lớn đến như thế. Ngô Bình cười nói, ta không phải là ảnh tộc, đây là một loại công pháp mà ta tu luyện. Nếu cậu nguyện ý đi theo ta có thể truyền thụ công pháp này lại cho cậu. Giúp cậu trở thành tân quân chủ. Trong lòng Xích Ảnh Tam Thất trở nên rối rắm, hắn ta chắc chắn luôn khao khát về sức mạnh mạnh mẽ và công pháp cường đại, nhưng hắn ta lại không muốn phản bội Thiên Ảnh Quân. Ngô Bình nhìn hắn ta, nói, cậu do dự cái gì? Cho rằng bản thân mình đang phản bội Thiên Ảnh Quân sao? Hoàn toàn ngược lại, cách làm này của cậu chỉ có trăm lợi mà không có một hại với Thiên Ảnh Quân. Cậu nghĩ thử xem, chờ sau khi cậu trở thành quân chủ rồi. Là có thể truyền thụ huyền ảnh công cho thân tín của cậu, làm thực lực của bọn họ tăng lên. Như vậy thì không bao lâu nữa, thực lực của Thiên Ảnh Quân có thể tăng lên mấy lần. Xích Ảnh Tam Thất suy tư một lúc, hỏi, vì sao cậu lại muốn giúp ta? Ngô Bình nói, ta giúp cậu, đương nhiên là có mục đích. Chờ sau khi cậu trở thành quân chủ, thì phải hiệp trợ chúa tể khống chế ảnh quốc. Thậm chí, đến lúc đó cậu cũng có thể trở thành quốc vương ảnh quốc. Xích Ảnh Tam Thất hít sâu một hơi, hỏi, sao Thiên Ảnh Quân có nhiều vạn phu trưởng như thế, thậm chí có người còn mạnh hơn cậu, vì sao cậu lại chọn ta? Ngô Bình cười nói, tất cả đều là duyên phận, bây giờ ta gặp được cậu nên quyết định giúp cậu, cho cậu suy nghĩ 15 phút, nếu cậu không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, anh xua tay ra hiệu dẫn người đi. Sau khi Xích Ảnh Tam Thất lui ra, Lý Thần Đồ cười hỏi, Ngô Công Tử. Làm như thế là có thể thật sự khống chế được Thiên Ảnh Quân sao? Nộ Bắc gật đầu, ta không có thời gian, nếu không thì sẽ tự thân làm quân chủ của bọn họ. Huyền ảnh công của ta và Thiên Ảnh Quân quả thật là tuyệt phối. Chỉ cần bọn họ tu luyện huyền ảnh công, thì thực lực ít nhất cũng có thể tăng lên gấp 10 lần. Lý Thần Đồ, nhưng một khi bọn họ mạnh lên rồi, chưa chắc gì đã nghe lời của cậu. Ngô Bình nở nụ cười, huyền ảnh công của ta, khi tu luyện đến giai đoạn cuối cùng. Gọi là huyền ảnh. Huyền ảnh có thể tạo ra ảo cảnh, hóa hư thành thật, chuyển thật thành hư. Cho nên, ta có thể ghép huyền ảnh của mình vào bóng của Xích Ảnh Tam Thất, giúp hắn ta trong thời gian ngắn có thể tu luyện được huyền ảnh. Nhưng cho dù huyền ảnh của hắn ta mạnh đến bao nhiêu đi nữa, đều phải chịu khống chế của ta. Nói trắng ra là, đây là một loại thuật khống chế cao minh. Hơn nữa chờ khi có cơ hội, ta sẽ khống chế thêm nhiều thiên phu trưởng, vạn phu trưởng. Kể từ đó, ta có thể nhẹ nhàng khống chế được toàn bộ Thiên Ảnh Quân. Hai mắt Lý Thần Đồ sáng lên, nói, nếu có thể bắt được Thiên Ảnh Quân, thì thực lực của chúng ta có thể được tăng lên rất nhiều. Ngô Bình, tiền bối, ta sẽ nhanh chóng khống chế Thiên Ảnh Quân. Lý Thần Đồ, Ảnh Quốc thật ra vẫn không tệ, ở hướng Bắc có một nước tên Tương Liễu. Nước Tương Liễu này là một thần quốc, thờ thần Tương Liễu. Ngày hôm qua, nước Tương Liễu đã phái sứ giả đến. Yêu cầu chúng ta rời khỏi lãnh thổ của Xích Long tộc, nếu không bọn họ sẽ xuất binh đến đây. Ngô Bình nhíu mày, nước Tương Liễu là quốc gia của nhân tộc à? Lý Thần Đồ gật đầu, đúng vậy, nhưng người ở nước Tương Liễu đều thờ thần Tương Liễu, bọn họ tự cho rằng mình ưu việt hơn nhân tộc, là nhân thượng nhân. Ngô Bình cười lạnh, nếu nước Tương Liễu dám có động tác gì, vậy thì không cần khách khí với bọn họ. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn Thiên Ảnh Quân đi giáo huấn bọn họ một trận. Lý Thần Đồ, đáng tiếc, hiện tại nhân tộc thiếu Thánh Hoàng, nếu không thì tình huống sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Nói xong, ông ấy suy xét lại một lát, nói, Ngô công tử, cậu có biết nhân tộc chúng ta có một vị chúa tể bị dị tộc trấn áp? Ngô Bình, ta biết chuyện này. Nghe nói vị chúa tể kia tuổi vẫn còn rất trẻ. Sao tiền bối bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này? Lý Thần Đồ, vị chúa tể kia tên là Diệp Phục Thiên, cậu ta không chỉ trẻ tuổi, mà hơn nữa tư chất cũng siêu phàm, được cho là người duy nhất trong vạn năm trở lại đây có cơ hội đột phá lên thành cường giả Thánh Hoàng. Ngô Bình kinh ngạc, Diệp Phục Thiên có cơ hội trở thành Thánh Hoàng. Lý Thần Đồ gật đầu, mặt ngoài Diệp Phục Thiên đang bị trấn áp bên trong mắt trận của dị tộc Tam Nhãn tộc, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một thủ thuật che mắt. Diệp Phục Thiên thật sự đang tu luyện ở trong Thánh Địa, muốn đột phá lên Thánh Hoàng cảnh. Hôm trước ta đã nhận được tin tức, có khả năng cậu ta đã đột phá. Ngô Bình ngây dại, đột phá, nhân tộc có Thánh Hoàng. Lý Thần Đồ, ta phỏng đoán, có thể cậu ta là bán bộ Thánh Hoàng. Bán bộ Thánh Hoàng, Ngô Bình có hơi thất vọng, bán bộ Thánh Hoàng và Thánh Hoàng có khoảng cách rất lớn đúng không? Lý Thần Đồ gật đầu, bán bộ Thánh Hoàng tuy có thể áp chế được chúa tể nhưng thực lực hơi yếu so với cổ thần. Mà Thánh Hoàng chân chính có thực lực đủ để nghiền áp cổ thần. Từ bán bộ Thánh Hoàng lên Thánh Hoàng hẳn là dễ hơn đúng không? Anh hỏi. Lý Thần Đồ nhẹ nhàng thở dài, từ Thánh Vương lên Thánh Hoàng nhất định phải nỗ lực. Sở dĩ trở thành bán bộ Thánh Hoàng là vì thực lực không đủ. Sau này nếu muốn trở thành Thánh Hoàng gần như không có khả năng. Ngô Bình, có một vị bán bộ Thánh Hoàng còn hơn là không có. Không biết vị bán bộ Thánh Hoàng này có thể thành lập Hoàng Triều hay không, thống nhất nhân loại thành một. Lý Thần Đồ, cũng không rõ ràng lắm. Trong lịch sử, bán bộ nhân hoàng đều thống trị ít nhất là 1/3 khu vực của nhân tộc. Khi hai người đang nói chuyện, người cấp dưới kia đến báo, nói tên Xích Ảnh Tam Thất kia đã suy xét rõ ràng, hắn ta đồng ý với điều kiện của Ngô Bình. Ngô Bình gọi Xích Ảnh Tam Thất đến nơi không người, nhìn hắn ta, nói, cậu sẽ tự hào vì lựa chọn của mình. Nói xong, anh duỗi tay ấn vào đỉnh đầu Xích Ảnh Tam Thất, một luồng sức mạnh cường hãnh mạnh mẽ đi vào thân thể hắn ta, khiến cho cái bóng dưới chân hắn ta nhanh chóng biến đổi, rất nhanh đã đạt đến trình độ huyền ảnh. Cùng lúc đó, một số ký ức liên quan đến huyền ảnh công cũng xuất hiện trong đầu Xích Ảnh Tam Thất, hắn ta lập tức khởi động tâm pháp. Ngay lập tức, huyền ảnh dưới chân của hắn ta đã từ 1/2 thành 2, 2/2 làm 4, 4/8 thành 8, nhanh chóng phân hóa thành mấy vạn huyền ảnh. Trong nháy mắt, Xích Ảnh Tam Thất đã cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên mấy chục thậm chí là mấy trăm lần, trong lòng hắn ta mừng như điên, vừa kính vừa sợ Ngô Bình, vì thế đã cúi đầu với anh thật sâu, đa tạ chủ nhân giúp sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình gật đầu, ta có thể ban cho cậu sức mạnh, cũng có thể thu hồi sức mạnh của cậu lại. Chỗ này của ta có một viên nghịch thiên sửa mệnh đan, sau khi cậu về thì ăn nó. Hiện tại có thể trở về Thiên Ảnh Quân, dùng thực lực của mình để thăng lên vị trí cao. Xích Ảnh Tam Thất nói, vâng. Sau khi Xích Ảnh Tam Thất rời đi, không lâu sau đã quay trở lại vườn Xích Long Quả. Hắn ta vừa trở về, đã bị cấp trên của hắn ta, một vạn phu trưởng gọi vào hỏi chuyện. Không phải cậu bị bắt sao, sao lại trở lại, vạn phu trưởng vô cùng cảnh giác, hắn lạnh giọng hỏi, hiển nhiên có hoài nghi với Xích Ảnh Tam Thất. Thượng quan! Ta giết chết người trông giữ nhân cơ hội đó mà chạy thoát. Hắn ta nói. Vạn phu trưởng cũng không tin tưởng hắn ta, nói, đúng không? Nếu cậu đã mạnh như thế sao lại bị đối phương bắt lại? Xích Ảnh Tam Thất vẫn bình tĩnh nói, thượng quan, ta cố ý để bọn họ bắt được, mục đích là thâm nhập vào bên trong đối phương để tiến hành điều tra. Nói nhảm, cậu là thủ hạ binh, cậu có mấy cân mấy lượng ta không biết sao, vạn phu trưởng lạnh lùng nói. Nói, có phải cậu đầu quân vào thần đồ quân không? Thần đồ quân, là cách mà các thế lực bên ngoài gọi đội quân dưới trướng của Lý Thần Đồ. Sắc mặt Xích Ảnh Tam Thất trở nên khó coi, thượng quan, xin đừng nói những chuyện không có chứng cứ. Làm sao, dám tranh luận với ta à? Lá gan của cậu đúng là càng lúc càng lớn rồi. Vạn phu trưởng tức giận nói xong thì duỗi tay ra tát vào miệng Xích Ảnh Tam Thất. Xích Ảnh Tam Thất đột nhiên lùi lại một bước. Lạnh giọng nói, thượng quan, căn cứ vào cách thăng chức của Thiên Ảnh Quân, ta có thể khiêu chiến ngài. Nếu khiêu chiến thành công, ta sẽ thay ngài nắm giữ chức vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng giận dữ, đồ khốn khiếp, cậu muốn chết à? Hai người cãi nhau, rất nhanh đã kéo rất nhiều vạn phu trưởng cùng với các thiên phu trưởng khác,
nhìn thấy xích ảnh tam thất khiêu chiến thượng quan, bọn họ đều đã tập mãi mà thành thói, bởi vì chuyện tương tự như thế này phát sinh rất thường xuyên. Ở trong thiên ảnh quân, thời gian nhậm chức bình quân của một thiên phu trưởng không quá 2 năm, trong lúc đó rất dễ bị cấp dưới mạnh hơn thay thế. Mà nhiệm kỳ bình quân của vạn phu trưởng cũng chỉ có hơn 4 năm, bọn họ cũng sẽ bị cấp dưới mạnh hơn thay thế mình. Đây là thiên ảnh quân, kẻ mạnh làm vua, ai có sức mạnh thì có chức vụ cao, quyền lực sẽ lớn hơn. Tên vạn phu trưởng này là cường giả cấp thánh nhân, hắn ta cũng không để xích ảnh tam thất vào trong mắt. Thân là vạn phu trưởng, hắn ta vô cùng hiểu rõ về thiên phu trưởng dưới trướng, đương nhiên cũng biết xích ảnh tam thất. Hắn ta cũng không cảm thấy, thực lực cỡ chung chung của xích ảnh tam thất có thể uy hiếp được địa vị của hắn ta. Nhưng mà, khi dưới chân của xích ảnh tam thất xuất hiện mấy vạn huyền ảnh, thì sắc mặt của hắn ta thay đổi ngay lập tức, lạnh lùng nói, cái bóng của cậu sao lại lợi hại như thế? Xích ảnh tam thất không trả lời, hắn ta dậm chân một cái, số bóng trên mặt đất lập tức nhắm về phía vạn phu trưởng. Cái bóng của vạn phu trưởng hóa thành mấy ngàn đường hắc tuyết, nhắm về phía xung quanh huyền ảnh. Đáng tiếc, bóng của hắn ta còn kém một chút xíu so với huyền ảnh. Huyền ảnh của xích ảnh tam thất vừa xuất hiện, lập tức nuốt chửng cái bóng của hắn ta. Vạn phu trưởng lập tức kêu lên thảm thiết, cái bóng chính là thần hồn của hắn ta, bóng bị nuốt đồng nghĩa với thần hồn cũng bị xé nát, cái loại thống khổ này không thể nào dùng từ ngữ để hình dung được. Huyền ảnh xông lên, rất nhanh đã khống chế được vạn phu trưởng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ta dại ra, cơ thể cứng đờ mà đứng tại chỗ, đã bị xích ảnh tam thất khống chế hoàn toàn. Vài tên vạn phu trưởng đi đến, nói, xích ảnh tam thất, được rồi, cậu thắng rồi, buông hắn ta ra đi. Xích ảnh tam thất thu huyền ảnh lại, cả người tên vạn phu trưởng tức khắc giống như chất lỏng, nằm sụi lơ trên mặt đất. Thần hồn bị hao tổn, cần phải qua rất lâu mới có thể khôi phục lại được. Thần sắc hắn ta phức tạp, liếc mắt nhìn xích ảnh tam thất một cái, bất đắc dĩ nói, cậu thắng. Từ nay trở đi, cậu chính là vạn phu trưởng. Xích ảnh tam thất cũng không khách khí, lập tức thay thế đối phương, trở thành tân vạn phu trưởng. Sau khi trở lại doanh trại, hắn ta âm thầm đưa tin tức cho Ngô Bình, sau đó ăn viên nghịch thiên sửa mệnh đan. Tư chất ban đầu của hắn ta vốn không tồi, bây giờ ăn được đan dược trợ lực, thực lực của hắn ta lập tức thăng lên một bậc. Tạm thời Ngô Bình đang ở thành Cửu Long, giúp đỡ Lý Thần Đồ quản lý khu vực này, đồng thời cũng muốn tiếp quản một số tài nguyên của thành Cửu Long. Chớp mắt đã qua 2 ngày, chính ngọ hôm nay, có một đoàn sứ giả đột nhiên đến hiện trường, người dẫn đầu là một đại thánh, người đó khoác hoàng bào, tay cầm thánh chỉ, cao giọng nói, thánh chỉ đến, chúa tể Lý Thần Đồ tiếp chỉ. Nghe thấy động tĩnh, Ngô Bình lập tức đi đến, chỉ thấy Lý Thần Đồ đã đi đến trước mặt người này, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Từ đâu ra mà có thánh chỉ? Vị đại thánh này thi lễ với Lý Thần Đồ, cười nói, tân hoàng đăng cơ ở Đông Đô, lệnh cho tại hạ đến để báo cho Lý Chúa Tể. Lý Thần Đồ ngẩn ra, ông ấy không nghĩ đến, vị bán bộ thánh hoàng này thế mà lại lựa chọn lập nghiệp ở Đông Đô. Thế nhưng tu vi của đối phương cao hơn so với ông ấy nửa cấp, ông ấy cũng không dám nói gì, chỉ phải nói, ta biết rồi. Vị đại thánh kia đọc thánh chỉ, trong thánh chỉ ghi rằng, chấm định đô ở Đông Đô, kiến quốc Đại Vĩnh. Chúa tể Lý Thần Đồ, có công đánh đuổi dị tộc, lệnh cho ngươi trấn thủ thành Kim Ngô, Khâm Thử. Lý Thần Đồ lãnh chỉ. Thân là chúa tể, gặp thánh hoàng cũng không cần quỳ lạy, cho nên ông ấy chỉ hơi khom khom người, vươn tay tiếp nhận thánh chỉ. Sau khi vị đại thánh kia đưa thánh chỉ, thì dẫn người rời đi, Lý Thần Đồ tiến đến ngoài thành. Nhìn thấy người đã đi xa, Ngô Bình nói. Vị bán bộ thánh hoàng này có ý gì đây, tiền bối vất vả lắm mới quản tốt được Đông Đô, mới vừa đánh hạ được địa bàn của Xích Long tộc, thì ông ta đến Đông Đô để kiến quốc. Theo như trong lời của ông ta thì, sau này địa bàn mà chúng ta đánh đến, đều sẽ là của Hoàng Triều Đại Vĩnh. Lý Thần Đồ nhàn nhạt nói, ông ta là bán bộ thánh hoàng, ta là thánh vương, cho nên ta chỉ có thể nghe theo ông ta. Thế nhưng ta là chúa tể, cũng hẳn nên có lãnh thổ của riêng mình. Ngô Bình. Tiền bối, sau khi thăng lên bán bộ thánh hoàng, thọ mệnh có dài như thánh hoàng hay không? Lý Thần Đồ lắc đầu, bán bộ thánh hoàng dẫu sao thì cũng không phải là thánh hoàng, vì thế không thể nắm giữ hoàn toàn sức mạnh của cấm thiên, cho nên thọ mệnh của bán bộ thánh hoàng cũng không khác thánh vương là mấy, gần như không hề tăng thêm. Ngô Bình biết rõ, Hoàng Triều Đại Vĩnh mà thành lập, nhất định sẽ xảy ra một loạt biến hóa,
cho nên anh trở lại Đông Đô, chuẩn bị tìm hiểu mọi chuyện. Người của anh vừa về đến Đông Đô, rất nhanh đã phát hiện cửa hàng mà mình mua ở Đông Đô đã bị xung công, trên cửa hàng dán giấy niêm phong, bên trên viết rõ muốn lấy lại cửa hàng của mình thì phải đến nha môn để đăng ký đã. Ngô Bình cảm thấy rất bất đắc dĩ, hiện tại anh biết thứ này đã không còn chịu trách nhiệm bởi Lý Thần Đồ nữa, cho nên chỉ có thể đi nha môn. Đến nha môn rồi, mới phát hiện ở nơi này đã có một hàng dài đang xếp hàng, mấy ngàn người đi đến đăng ký thủ tục. Nhìn thấy hàng người này còn rất lâu, anh không khỏi có hơi mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị hôm khác lại đến, thì có một người nha dịch đi đến, hắn ta hỏi Ngô Bình và những người xếp hàng xung quanh anh, mua số 0. Từ số 100 về trước là 3.000 hoàng thù, từ số 10 về trước là 1 vạn hoành thù. Nghe được muốn mua số phải tốn đến như thế, có người nói thầm, 3.000 hoàng thù, đủ để mình sống được một tháng, tốt nhất là mình vẫn nên xếp hàng thì hơn. Tên nha dịch này hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói cho mấy người biết, hôm nay chỉ đăng ký 1.000 người, bây giờ chỉ còn dư 300 danh ngạch, nếu hôm nay các người không mua số, thì căn bản là không đến phiên mình. Vậy ngày mai bọn ta lại đến, có người còn chưa từ bỏ ý định, nói. Nha dịch cười ha ha, số của ngày mai, cũng phải lấy tiền mua. Không tiêu tiền, thì đừng có ai nghĩ được bản thân sẽ có số trước 1.000. Ngô Bình nhíu mày. Thánh Hoàng đăng cơ, hẳn là nên có sự đổi mới mới đúng, sao lại làm ra chuyện bóc lột thương hộ, thủ lợi với dân chứ? Nha dịch kia vừa nghe thấy những lời này, nhất thời giận dữ, tiện dân, người thật to gan, dám nghị luận công khai về Thánh Hoàng. Nói rồi, hắn ta lập tức lấy ra khảo tử, muốn bắt Ngô Bình. Chát! Bỗng nhiên, trong không khí có một bàn tay đánh mạnh vào mặt của nha dịch, gương mặt của hắn ta bị đánh đến xoay tại chỗ 3 vòng. Sau đó nặng nề ngồi xuống đất. Gương mặt này của hắn ta bị đánh sưng lên, răng rụng, miệng đầy máu. Ai đánh ta? Hắn ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, hai mắt nhìn xung quanh, lại không phát hiện ra ai đánh hắn ta. Ngô Bình cười tủm tỉm nhìn hắn ta, hỏi, ngươi còn muốn khảo ta sao? Là ngươi, ngươi dám? Chát! Lại thêm một cái tát đánh lên mặt hắn ta, đánh vào phía còn lại, cũng đánh rụng luôn mấy cái răng còn lại. Tên nha dịch này bị dọa, run giọng nói, đừng đánh, ta sai rồi. Ngô Bình nói, cho ta một số trước 10. Nha dịch cuối cùng cũng nhìn ra Ngô Bình không dễ chọc, lấy ra một con số giao cho Ngô Bình. Anh nhìn thoáng qua, là số 7, lập tức đi lên đằng trước. Chờ khi Ngô Bình đi xa, tên nha dịch này mới lộ ra vẻ oán độc, giọng căm hận nói, để ngươi đắc ý trước, chờ lát nữa xem người chết thế nào. Ngô Bình đi lên phía trước. Đưa tờ giấy trong tay ra, quả nhiên, trong thời gian ngắn anh đã hoàn thành xong chuyện đăng ký. Khi đăng ký, người phụ trách cũng không thèm ngẩng đầu, mặt vô cảm mà nói, bây giờ cửa hàng thuộc sở hữu của Hoàng Triều, nếu cậu muốn lấy về, thì giao tiền ra đây. Ngô Bình nhíu mày, nói, ta lấy tiền của mình ra mua cửa hàng, sao các người lại còn muốn lấy tiền? Đối phương ngẩng đầu, lạnh lùng nói, cậu có giao hay là không? Đằng sau còn nhiều người lắm. Ngô Bình nín thở chịu đựng, hỏi, giao bao nhiêu? 5 tỷ thánh thù, đối phương nói. Ngô Bình giận đến bật cười, lúc trước ta mua cái cửa hàng này còn mất chưa đến 5 tỷ, các người vậy mà dám đòi bấy nhiêu đó. Lúc này, ở đằng sau Ngô Bình có người chạm nhẹ vào vai anh, nhỏ giọng nói, người anh em này, đây là mức tiêu chuẩn. Nếu cậu muốn mua với giá bình thường thì tặng lễ cho vị đại nhân này. Đưa lễ xong rồi, thì có thể mua được cửa hàng với giá thấp. Ngô Bình lập tức nổi trận lôi đình, dưới chân của anh thoát ra một huyền ảnh, chui vào gan bàn chân người nọ. Cơ thể của người này run lên, ý thức đã bị Ngô Bình khống chế. Ngô Bình nói, sau này có ai đến đăng ký, ông không chỉ không được lấy tiền mà còn phải đưa cho người đó 1.000 vạn thánh thù. Sau đó, quả nhiên người này đã lấy ra 1.000 vạn thánh thù đưa cho Ngô Bình, sau đó đăng ký cho anh. Sau khi đăng ký, Ngô Bình có thể lấy cửa hàng của mình về. Những người ở phía sau, người nào cũng đều được tặng cho 1.000 vạn thánh thù. Sau khi đăng ký, Ngô Bình quay lại cửa hàng. Trên đường đi, anh nhìn thấy một lượng lớn nha dịch đang đi thu thuế ở trên phố, thuế suất rất cao. Như bà lão bán trứng gà trên đường, thế mà lại muốn thu của bà ấy 50 linh thù. Phải biết là số trứng gà bà ấy đang có, cộng lại thì cũng chỉ có giá trị hơn 100 linh thù. Còn có một số quán ở ven đường, cũng bị thu thuế vô cùng cao. Gần như đều đã vượt qua hơn một nửa lợi nhuận.
Trên đường đi về, Ngô Bình càng thấy càng thất vọng, anh cảm giác vị bán bộ thánh hoàng này xuất hiện, là chuyện không hề may mắn gì đối với mọi người. Anh đang đi trên đường, thì bỗng nhiên có một đám nha dịch xông đến bao vây anh lại, cái tên nha dịch lúc trước bị Ngô Bình tát cũng ở trong số đó, tên nha dịch này chỉ tay vào Ngô Bình, kêu lên, chính là cái tên đó. Một tên nha dịch lạnh lùng nói, dám đánh mệnh quan ở trước mặt công chúng, cậu cũng to gan thật. Ngô Bình cực kỳ tức giận, không nhìn thấy được động tác của anh, nhưng cơ thể của nhóm người này đều cứng đờ, sau đó lại đứng tại chỗ tát nhau từng cái một, rất nhanh đã đánh cho mặt của từng tên sưng hết lên. Làm càn! Một bóng người bay từ trên trời xuống, giơ tay đánh xuống đầu của Ngô Bình. Ngô Bình không ngẩng đầu lên, giơ tay ra đỡ đòn. Răng rắc! Người ra tay hét lên một tiếng thê thảm, cánh tay nứt toạc, máu tươi bắn tung tóe, hét lên thảm thiết. Sau khi đối phương rơi xuống đất, Ngô Bình nhìn lướt qua, thấy đó là một người mặc quan phục, anh lạnh giọng nói, hành hung người khác trên đường, các người mới là làm càn. Nói xong rồi, anh đi lên lại đá thêm mấy cái, đá gãy hai chân của người này, sau đó nghênh ngang rời đi. Ngô Bình thậm chí cũng không quay về cửa hàng, anh vô cùng thất vọng với Đông Đô, cũng không có ý định mở cửa hàng ở đây nữa, đi thẳng về núi Kim Cương. Người của anh vừa đến, đã phát hiện ra núi Kim Cương bị một đám quan binh vây quanh, nhìn cách bọn họ ăn mặc, hẳn là quân của Hoàng Triều Đại Vĩnh. Số binh này, nhân số có khoảng 3.000 người, người đứng đầu đang nói chuyện với Đường Băng Vân. Trên mặt người này có bộ râu đen, mặt tròn, đầu chọc một nửa, cơ thể cao lớn, hắn ta nóng nảy nói, ta không rảnh nói chuyện với cô, núi Kim Cương và số cây Kim Cương trên núi bây giờ đều thuộc sở hữu của Hoàng Triều Đại Vĩnh, các người nhanh chóng giao hết số cây Kim Cương đã khai thác ra. Sau đó rời khỏi núi Kim Cương. Thời gian là nửa ngày, trước khi trời tối, nếu các người mà không đi, vậy thì đừng trách bọn ta không khách khí. Đúng lúc này, Ngô Bình đáp xuống đất. Đường Băng Vân vội vàng nói, anh Bình, người đó nói mình là người của Hoàng Triều Đại Vĩnh, muốn lấy núi Kim Cương đi. Ngô Bình gật gật đầu, sau đó anh lại nhìn đến tên quan viên kia, lạnh lùng nói, đi ra khỏi đây. Chỗ này là lãnh địa của tư nhân. Người kia tức giận nói, oát con, cậu cũng lớn gan lớn mật thật, có biết ông đây là ai không? Ngô Bình lạnh lùng nói, ông có là chó là mèo thì cũng không có liên quan đến ta. Một người râu xồm ở phía sau người đó lạnh lùng nói, lớn mật. Đại nhân đây chính là huynh đệ cùng tộc với Thánh Hoàng, cậu dám vô lễ với người cùng tộc của Thánh Hoàng, tội đáng chết vạn lần. Ngô Bình không thèm nhiều lời với hắn ta, vung tay lên, phóng xuất sức mạnh cấm kỵ ở trong người ra. Bùn đất và đá ở dưới chân lập tức quay cuồng, nhóm người này dần dần bị chìm xuống, có mấy chục người đã chìm đến eo rồi. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, liều mạng muốn trốn ra bên ngoài, một đám người vừa chạy trốn vừa chửi rủa. Chờ đến khi đám người này chạy xa rồi, Ngô Bình lập tức thả ra con rối thiên đạo, lệnh cho bọn chúng nhổ tận gốc toàn bộ số cây kim cương trên núi, ném hết số cây đó vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó, anh giải tán công nhân. Rời khỏi núi Kim Cương với Đường Băng Vân. Chờ đến khi trạng vạng, tiếp viện đi đến thì đám người đó nhìn thấy núi Kim Cương lúc này đã trụi lùi, thậm chí đến một cái cây cũng không có. Phản, thật sự là phản rồi. Tướng quân nhìn thấy cảnh tượng như thế thì sắc mặt vô cùng khó coi, điều tra cho ta xem là ai làm, ta muốn lột ra tên đó. Bây giờ, Ngô Bình đã đi đến thành Kim Ngô, anh nhờ Đường Băng Vân chuẩn bị một cửa hàng mới, để anh tiếp tục tu luyện. Đêm đó, anh thử tu luyện pháp thân tứ chuyển. Pháp thân tứ chuyển là dùng phép thuật để rèn luyện cốt tủy, quá trình này vô cùng nguy hiểm, xác suất thành công là rất thấp, tu sĩ có thể làm được bước này vô cùng hiếm. Vì để tăng cao xác suất thành công, Ngô Bình đã luyện chế mấy lò thần tủy đan vào mấy ngày trước. Thần tủy đan có thể cường hóa được cốt tủy, khiến cho cốt tủy có thể chịu được sức mạnh lớn hơn. Nuốt một viên thần tủy đan xuống bụng, anh cảm thấy cốt tủy trở nên ấm áp. Sức mạnh huyền diệu tràn ngập trong đó. Sau đó, anh dẫn cho pháp lực tiến vào trong khoang xương, chấn động cốt tủy. Qua một lát sau, Ngô Bình đã cảm nhận được cơn đau xuyên thấu vào cốt tủy, dù đã cắn răng chịu đựng nhưng vẫn gần như là đau đến ngất đi. Cho đến khi qua mấy canh giờ sau, cái loại đau đớn này mới dần dần tiêu giảm, cuối cùng, ngược lại lại cảm thấy rất thống khoái, thân thể phiêu phiêu như tiên. Lúc này đây, trong từng tế bào cốt tủy của anh đều có hơn một cái pháp cầu, anh biết mình đã luyện thành pháp thân tứ chuyển. Sau đó, là pháp thân ngũ chuyển,
thứ mà pháp thân ngũ chuyển rèn luyện chính là đại não và thần hồn, đây là một quá trình có độ hung hiểm và khó khăn còn cao hơn pháp thân tứ chuyển rất nhiều, tỷ lệ tử vong là hơn 50%. Thần hồn của Ngô Bình vẫn luôn vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với anh mà nói thì lại dễ dàng hơn so với pháp thân tứ chuyển. Khi pháp lực thấm vào trong thần hồn, anh không có cảm giác khó chịu, chỉ là đại não có hơi đau một chút, nhưng sau đó cũng đã nhanh chóng quen với nó. Sau khi xong pháp thân ngũ chuyển, anh tiếp tục đến pháp thân lục chuyển. Pháp thân lục chuyển là muốn biến từng pháp cầu bên trong tế bào cơ thể con người tiến hóa hơn nữa, biến thành phù văn. Phù văn có thể cất chứa nhiều pháp lực mạnh mẽ và thuần túy hơn nữa phù văn lại càng là vì rèn luyện cơ thể một cách triệt để. Ngô Bình có kinh nghiệm tu hành khá nhiều ở thế giới thấp suy, chuyện này cũng không tính là quá khó. Cho đến sáng ngày hôm sau, từng tế bào sở hữu pháp cầu trong người anh đều đã xảy ra biến hóa, từ trong pháp cầu đã ngưng tụ thành bùa chú. Người khác nhau, sẽ có bùa chú ngưng tụ lại khác nhau, bùa chú trong tế bào của Ngô Bình vô cùng huyền ảo, hơn nữa chúng đều do thiên phẩm pháp tắc ngưng tụ lại mà có năng lực ra lệnh cho vạn pháp. Khi bùa chú trong cơ thể Ngô Bình dần dần hiện ra. Khi các tế bào bên trong cơ thể đã ngưng tụ thành bùa chú, pháp thân lục chuyển đã hoàn thành. Nhưng anh cũng không ngừng lại, mà là khởi động bùa chú, hấp thu thêm nhiều thánh phẩm pháp tắc. Cuối cùng, anh ngưng tụ ra 12 loại bùa chú thánh phẩm pháp tắc, 42 loại bùa chú pháp tắc thượng phẩm. Lúc này đây, anh đã hoàn thành pháp thân thất chuyển. Pháp thân thất chuyển yêu cầu ở bên trong cơ thể, ngưng tụ được trên 3 loại bùa chú, mà Ngô Bình đã ngưng tụ được 55 loại. Pháp thân bát chuyển tiếp theo, yêu cầu phát động sức mạnh cấm kỵ, do đó tế bào từ trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra bùa chú cấm kỵ. Nói cách khác, muốn hoàn thành pháp thân bát chuyển, thì bản thân phải có được nhân tộc cấm kỵ thì mới được. Ngô Bình khởi động sức mạnh cấm kỵ bên trong cơ thể, sau khi thấm vào tế bào bên trong cơ thể, sức mạnh cấm kỵ đó rất nhanh đã ngưng tụ lại thành phù chú cấm kỵ. Chuyện bất ngờ chính là, toàn bộ quá trình lại thuận lợi một cách dị thường. Ngay sau khi phù chú cấm kỵ hình thành, nó lập tức ở bên cạnh bùa chú pháp tắc, hai thứ này giống như âm dương của bát quái, vây quanh bên nhau. Loại biến hóa này khiến cho Ngô Bình cảm thấy bất ngờ, ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, lập tức xem xét 55 loại bùa chú và bùa chú cấm kỵ, từ trong đó chọn ra 8 loại, xây dựng nên thiên tiên bát quái đồ. Lại chọn ra 9 loại trong đó tạo nên cửu cung thiên cơ đồ, sau đó là cửu dương hóa cấm đồ và thất tinh trảm đạo đồ. Ngay sau khi bùa chú đã tạo thành tất cả 4 loại đồ, cả người Ngô Bình lập tức chấn động, cảm giác mỗi tế bào bên trong đồ án, đều bắt đầu cộng minh với thất tinh trảm đạo đồ, cửu dương hóa cấm đồ, thiên tiên bát quái đồ, cửu cung thiên cơ đồ bên trong cơ thể của anh. Loại cộng minh này, khiến cho 4 loại sức mạnh bên trong cơ thể lập tức thẩm thấu đến bên trong tế bào, rèn luyện quanh thân. Nói cách khác, pháp thân rèn luyện hiện tại không chỉ có sức mạnh của pháp tắc, mà còn có sức mạnh cấm kỵ, sức mạnh của bí đồ. Ngô Bình đã trải qua 12 canh giờ dưới sự rèn luyện của 3 loại sức mạnh. Ngay khi anh mở mắt ra, cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, sức mạnh mà bản thân sở hữu đều đã được đả thông toàn bộ, như chỉ cánh tay sử. Hơn nữa, thể lực và pháp lực của anh đã hợp lại làm một, sinh ra biến chất. Anh duỗi tay vào không trung một chút, trong không trung lập tức xuất hiện một cái phù văn hình bông tuyết. Sau đó phù văn biến hóa thành hàng ngàn phù văn, đan chéo nhau tạo nên một đại trận. Đại trận này, là trận pháp cấm kỵ, cũng là pháp trận, cũng là bí trận, 3 loại sức mạnh được anh sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Mình của bây giờ, hẳn là đã đạt đến cấp pháp thân bát chuyển tối đa rồi nhỉ? Anh lẩm bẩm nói. Tu luyện hơn 2 ngày, anh mới đứng dậy đẩy cửa đi ra, phát hiện đã là trạng vạng của 3 ngày sau. Phương Lập vẫn luôn chờ anh ở cửa. Nhìn thấy Ngô Bình xuất quan, hắn vội vàng tiến lên, nói, chủ nhân, ngài lại đột phá rồi, thật tốt quá. Ngô Bình duỗi người một cái, hỏi, hai ngày nay, bên ngoài vẫn yên bình chứ? Phương Lập, không có chuyện lớn gì, Lý Chúa Tể lại đánh hạ một thành, còn về phía Hoàng Triều Đại Vĩnh ở bên kia, lấy Đông Đô làm trung tâm, 6 tòa thành và một lượng lớn khu vực nhân tộc tụ tập xung quanh đó đều bị đặt dưới sự thống trị của Hoàng Triều. Còn có chuyện này. Tứ đại thư viện đều phái ra một đám cao thủ vào Hoàng Triều đảm nhận chức vụ quan trọng. Ngô Bình gật đầu, đây đều là những chuyện mà anh đã dự đoán trước đó. Phương Lập, chủ nhân, gần chỗ tòa thành mà Chúa Tể mới đánh hạ, có một cái mỏ hoàng long tinh. Chúa Tể đã phái người phong ấn quặng mỏ lại, chờ chủ nhân đến tiếp quản.
Ngô Bình nghe nói là Hoàng Long Tinh, hai mắt anh sáng rỡ, nói, vậy còn chờ cái gì nữa, đi, đi qua đó xem. Vì thế, anh đã đưa theo Phương Lập và mấy trăm người của Tam Thánh Tông đi đến hướng của quặng mỏ Hoàng Long Tinh cách đó hơn vạn dặm. Mỏ Hoàng Long Tinh được xây dựng ở trên một sa mạc lớn, xung quanh xây dựng không ít phòng nhỏ thấp, trên mặt đất có hơn 100 cái quặng mỏ. Nhóm công nhân đang sử dụng các công cụ để ra vào quặng mỏ này, sau đó đem từng sọt Hoàng Long Tinh đeo trên lưng. Hóa ra, Hoàng Long Tinh này có cách khai thác không quá khác biệt so với than đó, nó ẩn sâu trong lòng đất, cần công nhân đến khai quật một chút. Xung quanh có mấy vạn người của thần đồ quân trông coi, Ngô Bình vừa đến, một người quan quân của thần đồ quân đã đến nói với Ngô Bình vài câu, sau đó lập tức dẫn người rời đi. Ngô Bình nhờ Phương Lập gọi người phụ trách ở nơi này đến, đó là một người thuộc nhân tộc. Trên thực tế, người làm việc ở quặng mỏ Hoàng Long Tinh đều là nô lệ nhân tộc, trong số những người đó người lớn nhất cũng đã hơn 60 tuổi, người nhỏ nhất chỉ mới có mười mấy tuổi. Người phụ trách cung cung kính kính mà đi đến trước mặt Ngô Bình, hắn không dám ngẩng đầu, nói, tham kiến đại nhân. Ngô Bình, ngươi không cần sợ, bây giờ các ngươi đã được chúa tể giải phóng, không còn là nô lệ nữa. Ngươi đi nói cho những công nhân này, nếu bọn họ muốn ở lại đây làm việc, ta sẽ cho bọn họ tiền công, nơi ở thật tốt và thức ăn. Còn nếu bọn họ không muốn ở lại đây thì ta sẽ cho bọn họ một số tiền, phái người đưa bọn họ về nhà. Đốc công này nghe xong, vô cùng kích động, nói, đại nhân, đám người chúng tôi đã sinh hoạt ở đây qua nhiều thế hệ, thật ra cũng không có chỗ để đi. Ngô Bình gật đầu, vậy ngươi truyền đạt xuống bên dưới. Sau này mỗi người công nhân, mỗi ngày chỉ công tác 3 canh giờ, tiền công sẽ là 1.000 linh thù. Còn nếu muốn tăng ca thêm, thì mỗi canh giờ là 1.000 linh thù. Đốc công gần như không thể tin được vào lỗ tai của mình, tiền công lại cao như thế. Phải biết là, bánh bao thịt ở trên chợ, một cái là 2 linh thù, 1.000 linh thù là có thể mua được 500 cái bánh bao thịt. Cảm ơn đại nhân, bọn tôi nhất định sẽ làm việc hết sức mình. Đốc công kích động mà nói. Ngô Bình hỏi, ta hỏi ngươi, quặng Hoàng Long này mỗi ngày có thể sản xuất được bao nhiêu Hoàng Long tinh? Đốc công nói, bẩm đại nhân, dựa theo tốc độ trước kia, thì mỗi ngày có thể sản xuất 12-13 vạn khối. Nhưng nếu mỗi ngày công tác 3 canh giờ thì đại khái là có thể đào được 6 vạn khối. Nơi này có kho hàng không? Anh hỏi. Đốc công, lúc trước trong kho hàng có không ít Hoàng Long tinh, thế nhưng trước khi thần đồ quân đến thì đã bị Xích Long tộc mang đi. Ngô Bình, được rồi, vậy thì cứ từ từ đào. Sau đó hắn nói Phương Lập bố trí nhân lực, phụ trách quản lý quặng mỏ. Ngô Bình cảm thấy, loại phương thức khai quật bằng nhân công này có hiệu suất quá thấp, anh tự hỏi có nên đem một đống mây mốc từ bên mỏ than ở thế tộc đến đây tiến hành xây dựng sự nghiệp quy mô lớn không? Hoặc là chế tác ra một mớ con rối đào quặng, dùng thay thế cho lao động công nhân? Vì thế, anh lấy ra giấy bút, bôi bôi vẽ vẽ. Rất nhanh sau đó đã vẽ ra một con quái vật cùng loại với nhện nhưng có cánh tay người, cũng viết rõ yêu cầu ở bên cạnh. Sau khi viết xong thì anh lấy một ít Hoàng Long Tinh, đi đến Đại học Thần Kinh ở thế tục trước. Đã qua một khoảng thời gian Ngô Bình không ở trường, mà bây giờ Đại học Thần Kinh cũng đã khai giảng được một khoảng thời gian, Hàn Băng Nghiên, Mộc Băng Thiền, Y Mị cũng đều đang ở trường học. Bây giờ là lúc tan học buổi chiều, Ngô Bình đến tìm Hàn Băng Nghiên. Sau đó lại mời Mộc Băng Thiền và Y Mị đi ăn cơm. Bốn người đi đến quán ăn ở gần trường học, quán ăn này kinh doanh vô cùng tốt, ăn cơm cũng phải xếp hàng, cho nên ở trước cửa có không ít người đang chờ. Ngô Bình không muốn chờ, nên trực tiếp yêu cầu một phòng. Ở nơi này muốn phòng thì phải tiêu ít nhất 3.000 tệ. Nói là phòng, nhưng thật ra phòng cũng không lớn, một bàn cũng chỉ có thể ngồi được 6 người. Hàn Băng Nghiên gọi vài món ăn, cô hỏi, anh bác, sao đột nhiên anh lại về thế, bên đó có vui không? Ngô Bình cười nói, không có gì vui, chờ bên kia ổn định lại rồi, tôi sẽ đưa cô đi dạo. Đây là lần đầu tiên Mộc Băng Thiền nhìn thấy Ngô Bình sau khi anh thay đổi dung mạo, thế nhưng cô cũng tiếp nhận rất nhanh, cười nói, Ngô Bình, có cơ hội tôi cũng muốn đi chỗ của cậu dạo một vòng. Được, nếu không thì lần này cô đi cùng với tôi trở về. Ngô Bình nói, anh biết đời trước của Mộc Băng Thiền ở Thánh Cổ Đại Lục. Còn có được thành tựu rất cao, hoặc là đi đến bên kia rồi, cô có thể khôi phục ký ức. Y Mị, tôi cũng đi. Hàn Băng Nghiên vừa nghe vậy lập tức nói, vậy thì chúng ta cùng nhau đi, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày đi.
Ngô Bình cười nói, được, cơm nước xong rồi, mấy cô đi về nghỉ ngơi trước, sau đó tôi quay lại tìm các cô. Anh còn muốn đi tìm Trác Tú một chút, Trác Tú là đệ tử tinh anh của Khôi Lỗi Tông, trên người bị anh hạ cấm chế, anh chuẩn bị đến tìm Trác Tú một chút, hỏi xem có thể chế tạo được con rối khai thác quặng mà anh yêu cầu không. Sau khi ăn cơm xong, mấy người Hàn Băng Nhiên đi về biệt thự ở đỉnh núi chờ Ngô Bình trước, sau đó gọi điện cho Trác Tú. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói nịnh nọt, là anh Ngô sao? Ngô Bình, Trác Tú, ra đây một chuyến, ta có việc cần tìm. Trác Tú, tôi đến ngay đây. Công viên Đại học Thần Kinh, Trác Tú chạy từ từ đến đã nhìn Ngô Bình đầu tiên. Cậu ta vội vàng hỏi, anh Ngô tìm tôi có chuyện à? Ngô Bình đưa bản vẽ cho cậu ta xem, rồi nói, Khôi Lỗi Tông của các cậu giỏi về chuyện chế tạo con rối nhất, vậy loại này cậu chế tạo được không? Trác Tú là đệ tử tinh anh trong tông, cậu ta quản lý chuyện chế tạo con rối nên vừa nhìn lướt qua, đã nói, loại con rối này khá đơn giản, tôi có thể chế tạo được nhưng có quá trình hơi lâu đó. Nhưng mà anh Ngô cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm trong vòng một tháng sẽ chế tạo ra mô hình, ít nhất trong một ngày có thể chế tạo hơn 1.000 con. Ngô Bình gật đầu, vậy chuyện này giao cho cậu, hiện tại chúng ta đến Khôi Lỗi Tông. Anh nhớ trong Khôi Lỗi Tông có một con rối cổ xưa. Theo lời của mèo đen nói, thì con rối kia có thể con rối mạnh nhất trong 7 con rối chiến thiên do chính chiến thiên thánh hoàng chế tạo ra. Đúng lúc, anh muốn đến xem. Trác Tú bất ngờ, đi luôn bây giờ à? Chuyện này. Ngô Bình nhíu mày, sao đấy, không được à? Trác Tú cười khổ, xua tay liên tục, sao tôi khó chịu được chứ? Chỉ là Khôi Lỗi Tông bên đó đang ồn ào do phân ra, nên tôi không muốn tham dự vào. Ngô Bình ngạc nhiên nói, đòi tách ra. Trác Tú thở dài, nói sơ qua tình huống cho anh nghe. Thì ra tông chủ của Khôi Lỗi Tông đang tu luyện lại gặp chuyện, hai con trai của ông ta không phục nhau nên mỗi người đi chèo kéo một đám trưởng lão với đệ tử hợp lại, đấu đá đến vỡ đầu chảy máu. Hiện tại con trai cả của tông chủ có thế lực mạnh hơn chút. Con thứ chuẩn bị dẫn những người phe mình rời khỏi Khôi Lỗi Tông để ra ngoài lập một tông môn Khôi Lỗi mới. Ngô Bình đã hiểu, Trác Tú không muốn theo phe nào nên không muốn về lúc này. Anh suy nghĩ rồi nói, nếu đã chia nhà như thế, quá trình chế tác con rối cũng sẽ dài ra nhỉ. Trác Tú gật đầu, chắc chắn rồi. Ngô Bình hừ lạnh, vậy không thể ra tách ra được. Trác Tú ngạc nhiên hỏi, ý của anh Ngô là sao? Ngô Bình, chuyện tu luyện của tông chủ các cậu gặp vấn đề gì? Trác Tú, lúc ông ấy tu luyện Thiên Khôi Tâm Kinh lại xảy ra vấn đề về tinh thần nên phát điên rồi. Khôi Lỗi Tông hết cách, đành tạm thời nhốt ông ấy lại. Ngô Bình, cậu dẫn tôi đến gặp tông chủ các cậu, để ta xem có thể chữa khỏi cho ông ta không? Trác Tú mở to hai mắt đầy bất ngờ, anh có thể chữa khỏi cho tông chủ à? Ngô Bình, tôi không chắc chắn, thử mới biết được. Trác Tú cắn răng. Gật đầu cái rụp, được, tôi dẫn anh đi. Thoáng cái, hai người đã vào U Thiên Tiên Giới, đứng trước cửa núi của Khôi Lỗi Tông. Lần đầu tiên Ngô Bình đến đây, nên đã giấu đi dấu tích di chuyển của mình rồi đi theo Trác Tú vào nơi giam tông chủ. Hiện tại lực chú ý của toàn bộ Khôi Lỗi Tông đã đặt hết lên người của hai người con trai kia, cho nên chuyện tu luyện của tông chủ đang gặp rắc rối không ai đến hỏi thăm. Họ nhốt ông ta ở trong căn phòng lạnh băng, khắc trận văn trong đó. Không cho ra ngoài. Trước cửa chỉ có một ông già tóc bạc trắng ngồi canh chừng, người này là một vị trưởng lão đã về hưu, rảnh rỗi nên đã bị sắp xếp đến canh tông chủ. Trác Tú đến cười nói, sao hầu trưởng lão còn ở đây? Trác Tú là đệ tử tinh anh trong tông, mà đệ tử tinh anh trong Khôi Lỗi Tông lại không nhiều nên vị hầu trưởng lão này vừa thấy đã biết cậu ta là Trác Tú. Ông ấy nở nụ cười tươi, nói, Trác Tú đó à, không phải cậu đến thế tục rồi sao? Trở về lúc này làm gì? Trác Tú, lâu rồi không về thăm tông, nên ta về đây xem tình hình ra sao. À phải rồi hầu trưởng lão, lúc này ta đến đây phát hiện bên ngoài sân có một con chó hoang với đôi mắt đỏ ngầu giống như một con chó thành tinh ấy. Ông cẩn thận xíu đó. Hầu trưởng lão nghe thế đã đứng bật dậy hỏi, có à? Để ta đi xem. Vì vậy Trác Tú lập tức dẫn hầu trưởng lão đi ra ngoài sân. Lúc này Ngô Bình đã hiện ra. Đi đến trước cửa phòng. Anh nhìn thoáng qua, rồi duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, một tiếng răng rắc vang lên, chìa khóa đã gãy. Anh dễ dàng đẩy cửa vào trong. Bốn vách tường của căn phòng đều vẽ kín phù văn,
tạo thành một căn phòng pháp trận. Pháp trận này có thể giúp cho người nhốt bên trong tự bình tĩnh lại, đồng thời cản cho người nọ không ra ngoài được. Đương nhiên, người ngoài muốn vào lại dễ dàng hơn rất nhiều. Trong phòng này có 3 phòng, 2 sảnh, lúc này có một người tu sĩ trung niên đang ngồi trên ghế phòng khách, mở to hai mắt lẩm bẩm giống như người bị bệnh tâm thần. Ngô Bình quan sát một vòng, rút ra kết luận thầm nói, ông ta bị nhiễu loạn tinh thần vào lúc tu luyện đây mà, chuyện này chả có gì to tác, chỉ được. Anh lập tức thi chuyển huyền thiên mộng cảnh, ngay lập tức một vệt ánh sáng bao phủ tu sĩ trung niên kia. Sau đó, người trung niên cũng chính là tông chủ Khôi Lỗi Tông, Hà Trùng Dương cũng bước vào trong huyền thiên mộng cảnh. Trong huyền thiên mộng cảnh, Hà Trùng Dương đã trải qua 3 năm chữa trị tâm lý, Ngô Bình dùng đủ loại tình huống, chữa khỏi vấn đề tinh thần của ông ta. Mà quá trình chữa trị thuận lợi như thế là nhờ y thuật siêu phàm và lòng tận tụy không rời của Ngô Bình. Sau khoảng vài phút, Hà Trùng Dương đã mở mắt, mê mang rồi ngạc nhiên hỏi Ngô Bình, cậu là người từ đâu đến? Ngô Bình cười, chào Hà Tông Chủ, ta là đệ tử quan trọng trong đệ nhất kiếm tông, Ngô Bình. Trác Tú mời ta đến chữa cho ông đấy. Giờ ông nghĩ lại xem, nhớ lại chuyện gì xảy ra lúc trước không? Hà Trùng Dương suy nghĩ một lúc. Đúng thật đã nhớ lúc bản thân đang tu luyện gặp phải kiếp nạn. Ông ta thở dài, vội vàng đứng dậy, chắp tay bái tạ Ngô Bình, chuyện này đúng là một cơn ác mộng dài, đa tạ Ngô công tử đã chữa khỏi cho ta. Ngô Bình, tông chủ đừng khách sao? Phải rồi, trong khoảng thời gian ông đang gặp rắc rối, hai vị thiếu tông chủ cũng đánh nhau túi bụi rồi. Ông nên ra ngoài xem đi. Hà Trùng Dương nổi giận nói, nực cười, hai đứa bất hiếu này. Sau đó, ông ta đẩy cửa bước ra ngoài, đúng lúc gặp được Trác Tú và Hầu trưởng lão vừa đi về sân. Trác Tú thấy Hà Trùng Dương đã bình thường lại, vui mừng vội vàng nói, tông chủ không sao rồi nhỉ. Hà Trùng Dương gật đầu nói, Trác Tú làm tốt lắm, bản tông chủ sẽ thưởng lớn cho cậu. Cậu tiếp đãi Ngô công tử cho tốt, ta đi gặp hai đứa bất hiếu kia đã. Không khí của Khôi Lỗi Tông đã u ám, căng thẳng, mù mịt. Người hai phe luôn làm theo ý mình. Thậm chí đã có rất nhiều người chết và bị thương, khiến cho lòng người trong tông từ trên xuống dưới luôn thấp thỏm, lo lắng không yên. Nhưng mọi chuyện này đã tan thành mây khói, khi Hà Trùng Dương rời núi. Thoát cái, hai người con trai của Hà Trùng Dương đã quỳ gối trước mặt ông ta. Tâm trạng của họ vô cùng phức tạp, không thể nói là vui mừng hay là mất mát, dù sao ông già nhà mình không có chuyện gì thì họ cũng chỉ có thể làm con trai tiếp thôi. Hà Trùng Dương sai người đuổi hai đứa con trai ra cửa sau núi, để họ tự kiểm điểm 3 năm. Ngoại trừ chuyện bất đắc dĩ, thì không được phép ra ngoài bởi bất kỳ nguyên nhân nào khác. Ngô Bình đợi hơn 1 giờ đã được Trác Tú mời đến đại điện Khôi Lỗi Tông. Hà Trùng Dương đích thân đón anh tại cửa, cười nói, ta đã nghe đại danh của đệ nhất kiếm tông lâu rồi, hiện tại ta thấy đệ nhất kiếm tông là tông môn mạnh nhất trong kiếm đạo rồi nhỉ Ngô công tử. Hà tông chủ quá khen rồi. Thật ra ta đến Quý Tông là có chuyện muốn nhờ. Ngô Bình nói xong lập tức lấy bản vẽ ra. Hà Trùng Dương là cao thủ chế tạo con rối, ông ta vừa nhìn lướt qua đã nói, cái này dễ, ta lập tức ra lệnh người gấp rút làm xong con rối, đưa đến cho công tử. Xong rồi, ta chỉ lấy tiền vốn thôi. Ngô Bình bật cười, nói, vậy đa tạ Hà Tông Chủ. Hà Trùng Dương xua tay, chuyện này là việc nhỏ với ân ức của công tử dành cho bổn tông mà, không đáng nhắc đâu. Sau vài câu nói chuyện, Ngô Bình vào chủ đề chính, Hà Tông Chủ này, ta nghe Trác Tú nói Quý Tông có một con rối thời thượng cổ hả? Hà Trùng Dương bất ngờ liếc Trác Tú, cậu ta lập tức cúi đầu im lặng. Ông ta cười ha hả, nói, đúng rồi, Tông bọn ta thật sự có một con rối thượng cổ. Nhưng con rối này đã không sử dụng lâu rồi, tại việc kích hoạt nó phải trả cái giá quá đắt. Công tử có hứng thú với nó hả? Ngô Bình cười nói. Ta khá hứng thú với các loại con rối, nếu Hà Tông Chủ đồng ý thì ta muốn mua con rối của Tông. Hà Trung Dương bật cười ha hả nói, nếu công tử đã thích thì cứ lấy đi là được rồi, nói gì đến mua bán chứ. Nhưng thể tích của con rối này khổng lồ đấy, phía trên nó còn chứa cấm chế mạnh mẽ. Cậu phải luyện hóa nó từ từ, chứ khó có thể giải phong tức thì. Ngô Bình, à, chẳng lẽ không thể bỏ vào không gian chữ vật à? Hà Trung Dương lắc đầu. Không thể bỏ vào không gian chữ vật được, nếu làm được thì bọn ta đã không đặt nó ở đó mấy ngàn năm rồi. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, ta có thể đến đó xem không? Hà Trùng Dương bật cười, đương nhiên rồi, mời công tử.
Hà Trùng Dương đã cử người đi hỏi thăm về thân phận của Ngô Bình từ lâu, nên cũng biết được anh không đơn giản. Anh không chỉ là đệ tử có chức vụ quan trọng ở Đế Nhất Kiếm Tông mà còn ghê gớm hơn thế nữa là có được kiếm đạo vương tọa. Tiền đồ của người thế này luôn rất rộng lớn và thênh thang, đương nhiên Hà Trùng Dương không dám chọc vào nên muốn nịnh bợ thêm xíu xiu nữa. Thoáng chốc, nhóm người đã đến một bãi đất trống. Nơi này có một sơn cốc, họ đứng ở trên đỉnh núi mà nhìn xuống đã thấy con rối hình người đặt ở trong sơn cốc đó. Con rối này cao 300 trượng, toàn thân là màu vàng, tay cầm kiếm, toát ra khí tức khủng bố có từ thời xa xưa. Ngô Bình vừa nhìn con rối đã cảm nhận được khí tức của Thánh Hoàng toát lên trừ trong người nó, thậm chí còn có cả khí tức cấm kỵ nữa. Nó là con rối cấm kỵ à? Ngô Bình suy nghĩ gì đó, rồi cười nói, Hà Tông Chủ, nếu ta có thể tế luyện con rối này thì mang đi được chứ? Hà Trùng Dương không nghĩ Ngô Bình tế luyện được con rối này, dù sao những người đời trước chưa một lần nào thành công mà. Vả lại, ông ta biết cần một huyết mạch nào đó mới có thể tế luyện con rối này được. Ông ta nghĩ thế mà bật cười ha hả nói, ta đã nói trước đó rồi, công tử chỉ cần lấy được nó thì ta sẽ đưa ngay. Ngô Bình gật gù rồi bẩy xuống đứng trên vai con rối, anh duỗi tay đè lên cổ của con rối. Bàn tay của anh vừa tiếp xúc với con rối, sức mạnh cấm kỵ trong cơ thể anh lập tức rót vào trong nó. Lúc này anh cảm giác được mặt ngoài, chỗ bàn tay mình đang tiếp xúc xuất hiện một ít gai nhọn, chúng đâm thủng da của Ngô Bình. Máu của anh cứ thế chảy theo gai nhọn, rồi lăn xuống thấm vào con rối. Ngay tức thì, cả cơ thể con rối bắt đầu sáng lên, Ngô Bình cảm giác sức mạnh cấm kỵ của bản thân đã chảy vào trong trung tâm trận pháp của con rối này. Bước tiếp theo, máu của anh cũng chảy vào trận máy, máu kích hoạt đại trận con rối chiến thiên bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lánh. Ngô Bình mỉm cười nhẹ, chuyện này giống hệt như suy đoán của anh trước đó. Con rối này không cần huyết mạch gì đặc biệt, mà nó cần là máu có sức mạnh cấm thiên. Anh tu luyện cấm thiên thần công nên trong máu cũng chứa lực cấm thiên, nhờ đó mà có tư cách tề luyện con rối chiến thiên này. Ngay sau đó, khi trung tâm đại trận bắt đầu lan rộng ra là thì đồng thời trong đầu Ngô Bình cũng xuất hiện một bản pháp trận thu nhỏ, đó là hình ảnh trung tâm đại trận đang chiếu trong thần hồn của anh. Anh có thể nhờ cái này để kiểm soát pháp trận bên trong con rối chiến thia. Nhận ra được đặc điểm này, anh lập tức nói, biến. Ngay lập tức con rối chiến thiên thu nhỏ lại, rồi biến thành một con rối to cỡ bàn tay bay vào lòng bàn tay của Ngô Bình. Hà Trùng Dương nhìn hình ảnh trước mắt mà sợ ngây ra, lẩm bẩm, không ngờ công tử có huyết mạch trong truyền thuyết. Ngô Bình cất con rối chiến thiên đi cười nói, Hà Tông Chủ, ta không khách sáo rồi. Tuy Hà Trùng Dương hơi hối hận, nhưng ông ta cũng không dám nuốt lời. Dù sao thì ai mà dám chọc vào người có thể kiểm soát hoàn toàn con rối thượng cổ được chứ? Lỡ như ông ta chọc Ngô Bình giận rồi, có thể anh sẽ thả con rối thượng cổ ra san bằng cái khôi lỗi tông của ông ta mất. Ha ha, con rối này có thể nhận chủ ở đây là phúc phận của nó mà. Chúc mừng công tử, xin chúc mừng. Trong nụ cười của Hà Trùng Dương có vài phần chua xót. Ngô Bình, Hà Tông Chủ, ta định chế con rối nên mong quý tông có thể sớm chế tác xong bản phác thảo giúp ta. Hà Trùng Dương, chuyện nhỏ mà, không biết công tử còn cần gì nữa không? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói tiếp, các người cứ tạo ra 10.000 con rối trước đã, nếu không đủ thì ta sẽ đặt hàng thêm. Hà Trùng Dương nghe vậy mà ngốc ra, nghĩ thầm 10.000 con rối là một đơn đặt hàng rất lớn đấy. Ông ta nghĩ một lúc rồi nói, ta đã nói trước đó, chỉ thu tiền vốn. Cho nên 10.000 con rối thì phải tốn 4 triệu tiền đại đạo trên một con, 10.000 con rối thì phải mất 40 tỷ tiền đại đạo. Ngô Bình đã lấy được con rối chiến thiên, nên không muốn để đối phương bị lỗ nữa, đành cười nói, ta không để khôi lỗi tông chịu thiệt đâu, như thế này nhé giá cả cứ tính 10 triệu tiền đại đạo một con. 10.000 con rối, ta đưa các vị 100 tỷ tiền đại đạo. Hà Trùng Dương ngây ngẩn lập tức xua tay, không được, 10 triệu quá cao. Ngô Bình nói, Hà Tông Chủ đừng khách sáo, 10.000 con rối đầu tiên ta đưa 10 triệu một con. Sau này còn yêu cầu gì khác, không ngại cứ tính 40.000 một con. Ông thấy thế nào? Hà Trùng Dương hiểu được lòng chân thành của Ngô Bình là thật, nên không khách sáo nữa mà cười nói, vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh, Ngô Công Tử cứ yên tâm. Ta sẽ nhanh chóng làm xong 10.000 con rối cho cậu. Hà Trùng Dương muốn Ngô Bình ở lại mấy ngày, nhưng anh nói có việc rồi nên ở lại một lát đã từ biệt. Trước khi đi, anh còn giải cấm chế trên người Trác Tú.
Trác Tú mời Ngô Bình đến chữa khỏi bệnh cho tông chủ nên đã lập công lao lớn cho tông, cậu ta nhận được rất nhiều phần thưởng. Khó có một chuyện đến U Thiên Tiên Giới, Ngô Bình tiện đường đến Thiên Nhạc Tông luôn. Anh muốn xem Đào Thành ra sao rồi. Đào Thành chính là Vương Thế An, anh đã gặp lúc ở Đại Ngũ Hành Giới, cậu ta tự xưng mình là Sáng Thế. Cậu ta đã tồn tại từ khi chủ vũ trụ từ không thành ra đời rồi, sau đó mới hóa thành dáng người. Thời gian trôi qua, vận mệnh của cậu ta vẫn còn trói với Ngô Bình, nên bây giờ đang phụ thuộc vào anh. Ngô Bình khôi phục gương mặt cũ, đến thăm Thiên Nhạc Tông. Cha con Nhạc Thiên Ba và Nhạc Cương Cực ra đón anh, không lâu Đào Thành cùng Nhạc Chân Chân cũng đến. Đại ca, Đào Thành vừa thấy Ngô Bình đã rất vui mừng, muốn đến ôm lấy anh. Nhưng bất ngờ Ngô Bình vươn tay ra điểm vào giữa mày cậu ta, lập tức một luồng ký ức kiếp trước ào ạt tràn vào đầu Đào Thành. Cậu ta ngây người một lát, cơ thể đột ngột biến vặn vẹo, thoát cái đã khôi phục dáng vẻ Vương Thế An. Mọi người nhìn hình ảnh này mà ngây ngẩn, Nhạc Thiên Ba giật mình hỏi, chuyện gì thế? Ngô Bình cười nói, cậu ta đã khôi phục lại thân phận lúc xưa thôi, hắn là người chuyển thế lịch kiếp. Tình huống thế này cũng không hiếm ở tu hành giới. Nhạc Thiên Ba thở dài nhẹ nhõm, thì ra là thế. Vương Thế An mỉm cười nói, nhờ anh đánh thức tôi sớm, chứ không tôi phải mất mấy năm nữa mới nhớ lại ký ức trước đó được. Đừng rong dài nữa, anh nên làm chuyện của mình đi. Vương Thế An mỉm cười, xoa khuôn mặt của Nhạc Chân Chân nói, Chân Chân này, tuy anh thay đổi bề ngoài nhưng anh vẫn là anh đấy. Em đợi anh ở nhà nhé, anh sẽ về tìm em thôi. Nhạc Chân Chân không nỡ, Thành ca muốn đi đâu? Vương Thế An, anh đi với đại ca làm một vố làm ăn lớn. Nhạc Thiên Thiên Ba cũng biết con rể mình hơn người nên khuyên, Đào Thành lo làm việc của mình đi, người nhà sẽ chăm sóc Chân Chân thật tốt mà. Vương Thế An gật đầu rồi chắp tay tạm biệt mọi người, hai người lập tức cùng nhau rời khỏi Thiên Nhạc Tông. Hai người đi thẳng đến biệt thự trên đỉnh núi Thần Kinh, Y Mị, Mộc Băng Thiền và Hàn Băng Nghiên đã có mặt tại đó chờ từ lâu. Y Mị thấy Ngô Bình dẫn một người xa lạ đến. Lập tức tò mò đánh giá cậu ta rồi ngạc nhiên hỏi, hắn là ai vậy Ngô Bình? Ngô Bình giới thiệu, Vương Thế An. Khí tức của hắn giống với Diệp Nhu Tâm quá, cùng đạo hả. Ngô Bình giật mình nghĩ thầm, có lẽ vì vận mệnh của anh và Vương Thế An buộc chặt vào nhau nên không cảm nhận được loại khác thường này. Mà ngược lại, Y Mị vừa liếc mắt xem đã phát hiện ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Thế An mỉm cười. Anh nói chưa đúng hoàn toàn, tôi không phải theo đạo tử, mà là đạo vương. Ngô Bình chưa từng nghe về đạo vương, mới cười hỏi, anh là đạo vương. Chẳng lẽ là đại đạo vương à? Vương Thế An cười nói, hiểu thế cũng gần đúng, nhưng đó là thân phận trước đây của tôi thôi. Tôi nhờ nghịch thiên cải mệnh đã hóa thân thành người, mới trở thành đạo vương được. Sứ mạng của đạo tử là sửa lại độ lệch của vũ trụ đại đạo. Còn sứ mệnh của đạo vương phải thay thế giới chọn một người mang thiên mệnh để hành đạo thay trời đất. Có thể nói, quyền hạn của đạo vương lớn hơn đạo tử. Ngô Bình nhướng mày, vậy ý anh nói, tôi là người thiên mệnh đó à? Vương Thế An, vận mệnh tôi với anh khóa chặt với nhau, chính vì thế vận mệnh của anh khác với người thường rồi. Sau đó anh ta nhìn sơ qua Ngô Bình, cười nói, nếu không có nó, thì sao thiên mệnh tháp với cửu liên đài lại xuất hiện trong cơ thể của anh? Ngô Bình, bây giờ, anh là đạo vương nên có thể giúp được tôi cái gì? Vương Thế An, thật ra hiện tại anh đã là người rất xuất sắc rồi, tôi chỉ cần làm đạo nhân bảo vệ anh là được. Nhắc đến bảo vệ đạo nhân, anh ta lại lắc đầu, nhưng tu vi của tôi bây giờ còn quá thấp, thôi thì thế này, tôi đến hỗn độn giới để tu luyện một đoạn thời gian. Tôi xuất quan rồi sẽ giúp anh một bước lên mây. Ngô Bình bật cười nói, anh muốn đến hỗn độn giới thì tôi giúp được. Anh ném ra một cánh cửa, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong là hỗn độn giới. Vương Thế An không nghĩ ngợi mà đi vào, rồi lại cười ha hả nói, ngắn thì một năm, dài thì ba năm, tôi có thể tu hành thành công rồi. Ngô Bình gật đầu, tôi chờ anh quay lại, anh vừa dứt lời, đã đóng cửa lại để Vương Thế An ở lại bên trong. Y Mị nghe cuộc đối thoại của họ mà bất ngờ thốt lên, vận mệnh của anh với đạo vương buộc chặt vào nhau. Ngô Bình. Nói đúng hơn thì Vương Thế An là chư hầu của tôi. Y Mị cảm thán, tôi thấy bạn bè của anh rất xuất sắc, hèn chi anh lại có thành tựu cao như vậy. Ngô Bình cười nói, hay là bây giờ tôi đưa các vị đến Thánh Cổ Đại Lục nhỉ? Mọi người nghe thế lập tức vỗ tay tán đồng,
Ngô Bình lập tức sử dụng thánh môn. Thoáng chốc, bốn người đã xuất hiện ở trong thành Kim Ngô. Mộc Băng Thiền vừa mới đến thành Kim Ngô đã im lặng nhìn khung cảnh xung quanh chăm chú, chuyện năm xưa như một đoạn phim thoáng xuất hiện trong đầu cô ấy. Một lát sau, cô ấy mở lớn mắt đột ngột xuất ra một khí tức huyền diệu quanh thân mình. Nhan sắc của cô ấy bắt đầu xảy ra thay đổi, chân cũng dài hơn, ngực lớn gấp đôi, làn da càng trở nên trắng nõn, tóc dài hóa màu xanh ngọc. Cùng lúc đó, xung quanh thành cổ đại lục có vô số khí tức khổng lồ ào ạt đến hóa thành từng đường ánh sáng vàng cuồn cuộn đổ vào trong cơ thể mềm mại của Mộc Băng Thiền. Lúc này Ngô Bình cảm nhận được viên ngọc đang đeo đột nhiên run lên, vừa sáng vừa tăng nhiệt độ. Anh vội vàng lấy ngọc thiền ra, mới phát hiện nó là thứ Mộc Băng Thiền đã đưa cho mình lúc trước. Anh vừa nghĩ đến đây lập tức ném ngọc thiền về phía Mộc Băng Thiền. Ngay khi ngọc thiền tiếp xúc với Mộc Băng Thiền đã hóa thành một pháp trận màu vàng cực kỳ khổng lồ, mờ ảo giữa không trung. Pháp trận xoay tròn khiến không gian rạn nứt, từ trong pháp trận dần dần lộ ra một pho tượng hình người sáng lấp lánh rơi xuống người Mộc Băng Thiền rồi hợp lại với cô ấy. Khí tức của cô ấy lập tức thăng lên cường giả cấp thánh vương. Ngay sau đó chỉ thoát cái, khí tức quanh cơ thể của Mộc Băng Thiền lập tức biến mất, pháp trận cũng không còn nữa. Đôi chân trần trắng như tuyết của cô ấy lơ lửng giữa không trung, mắt đẹp vừa di chuyển, cuối cùng rơi vào người Ngô Bình. Ngô Bình biết Mộc Băng Thiền đã nhớ lại ký ức kiếp trước của mình, nên cười hỏi, chắc bây giờ tôi phải gọi cô là Tử Thanh Thánh Vương nhỉ? Tử Thanh Thánh Vương mỉm cười, đa tạ sự chăm sóc của anh, tôi thật sự đã nhớ lại ký ức của mình rồi. Nhưng anh đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Tử Thanh đi. Ngô Bình, tôi không ngờ cô vừa về đến đây đã khôi phục thực lực của mình. Tôi thấy lúc trước khi cô còn ở đây đã chuẩn bị thật kỹ từ lâu rồi. Tử Thanh gật đầu, pháp bảo cấm kỵ đó có một tác dụng rất kỳ diệu, nó có thể giúp trạng thái của tôi khôi phục khi đến thời cơ. Bây giờ, tu vi của tôi đã ngang với lúc bị ám sát rồi. Ngô Bình nhớ lúc trước Tử Thanh bị một nam tu hãm hại, anh tò mò hỏi, năm đó, ai là người hại cô vậy? Cô còn nhớ tên của gã đó không? Tử Thanh bình thản nói, hắn tên là Phục Thiên. Ngô Bình ngây ra lặp lại cái tên, Diệp Phục Thiên. Tử Thanh nhìn anh, hắn là Thánh Vương, chắc anh cũng biết hắn. Ngô Bình thở dài, đương nhiên tôi biết rồi, trước Diệp Phục Thiên đã bước vào bán bộ Thánh Hoàng từ lâu. Tử Thanh nghe đối phương đã bước nửa chân vào Thánh Hoàng lại cười lại, đứng dậy, nếu gã không cướp mất bảo vật của tôi, thì gã hoàn toàn không có tư cách bước một nửa chân vào Thánh Hoàng. Ngô Bình tò mò hỏi, thứ gì thế? Tử Thanh. Một bảo vật quý hiếm, nó tên là Hoàng Cực Lệnh. Người giữ được lệnh này sẽ có cơ hội bước lên đỉnh Thánh Hoàng. Ngô Bình thắc mắc, Diệp Phục Thiên cầm Hoàng Cực Lệnh, nhưng đâu có lên được đỉnh Thánh Hoàng đâu. Tử Thanh bình tĩnh nói, hắn cầm Hoàng Cực Lệnh giả đấy, cái Hoàng Cực Lệnh thật đã bị tôi giấu rồi. Nếu là Hoàng Cực Lệnh thật, anh ta đã có cơ hội đạt đến Thánh Hoàng rồi. Cô ấy nói dứt lời, lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài, lúc ấy... Tôi mới là người thăng cấp vào Thánh Hoàng. Ngô Bình nhíu mày, năm đó cô có thể đột phá, ấy vậy mà bị Diệp Phục Thiên phá hỏng. Tử Thanh nói, lần này tôi sống lại về đây, có thể thăng vào vị Thánh Hoàng bất cứ lúc nào cũng được. Đôi mắt của Ngô Bình sáng lên, chừng nào cô đột phá. Tử Thanh, tôi cần tiềm tu một đoạn thời gian để tu hành cho vững cái đã. Ngô Bình cười nói, tôi có cửa truyền tống vào hỗn độn giới, cô có thể đến đó tu luyện. Tử Thanh cười nói, tốt lắm, muốn tu vi đạt đến cảnh giới Thánh Vương phải tu hành qua lại trong Thánh Cổ Đại Lục và hỗn độn giới nhiều lần. Ngô Bình lập tức mở cánh cửa truyền tống ra, Tử Thanh bước vào. Cả hai đều hẹn Ngô Bình sẽ mở cửa sau nửa tháng tới. Y mị tạm biệt Tử Thanh xong lập tức cảm nhận được khí tức từ Thánh Cổ Đại Lục, nên cười nói, nơi này đúng là nơi tốt. Ngô Bình, Y mị, tôi cảm thấy cô có thể thử hệ thống tu hành tại Thánh Cổ Đại Lục. Y mị gật đầu, được, anh tìm một chỗ giúp tôi muốn tu luyện trong một đoạn thời gian. Ngô Bình lập tức sắp xếp cho Y mị ở tại thành Kim Ngô, sau đó anh dẫn Hàn Băng Nhiên đi lòng vòng khắp nơi trong thành. Thành Kim Ngô vô cùng phồn hoa, đặc biệt là dưới sự cai trị của Lý Thần Đồ, bách tính đều an cư lạc nghiệp. Những nô lệ được giải phóng cũng có chỗ ở yên ổn, họ đều nói rằng chúa tể Lý thật sự tốt bụng. Hàn Băng Nhiên chưa bao giờ ăn được những món ngon ở Thánh Cổ Đại Lục. Nên khi cô ấy đi một vòng đã ăn đến mức no căng cả bụng. Cô ấy cười nói, thời đại này thật tốt, nơi nào cũng có phong cảnh tự nhiên, với lại không khí cũng trong lành. Ngô Bình,
do em đang ở trong thành mới thấy vậy, chứ ngoài thành có rất nhiều dị tộc. Chúng không chỉ biến con người làm nô lệ mà còn ăn thịt người đấy. Hàn Băng Nhiên nghe vậy sợ hãi, lắp bắp, sao mà ghê vậy? Ngô Bình gật đầu, em cứ ở đây chơi thỏa thích vài ngày, rồi anh sẽ tống em về. Anh dẫn Hàn Băng Nhiên đi dạo chơi một vòng mới đưa về, Phương Lập vừa thấy hai người đã vội vàng chạy đến bối rối, nói, chủ nhân nhanh trốn xíu đi. Ngô Bình nhíu mày, chuyện gì thế? Phương Lập thở dài, đám người kia không tìm được cây kim cương trên núi Kim Cương, nên đã báo chuyện cho Thánh Hoàng biết. Thánh Hoàng nổi giận, treo giải thưởng rồi. Bây giờ, cao thủ khắp thiên hạ đang tìm chủ nhân đấy. Ngô Bình thấy hứng thú mà hỏi, treo thưởng bao nhiêu á? 300 tỷ thánh thủ đấy. Phương Lập nói, nếu bắt chủ nhân còn sống, sẽ thưởng thêm 1.000 tỷ thánh thủ nữa. Ngô Bình cười lạnh, xem ra tôi có giá lắm nha, 1.300 tỷ thánh thủ. Phương Lập, hơn giá trị của cây kim cương 1.000 lần. Ngô Bình hỏi, bọn họ biết tôi là ai à? Phương Lập gật đầu, bọn họ đã tìm hiểu kỹ càng, biết được ngài đến từ Học viện Kim Long, là đệ tử của Dược Lão. Ngô Bình cười lạnh, trong tay của anh có con rối chiến thiên, cho dù có đụng phải vị bán bộ thánh hoàng kia thì anh cũng không sợ, nên anh nói ngay lập tức, tôi muốn xem thử xem ai dám đến bắt tôi. Phương Lập, 1.300 tỷ thánh thủ, đây là một con số cực kỳ lớn, người chịu mạo hiểm vì con số này chắc chắn không hề ít. Ngô Bình, không sao, tôi chờ bọn họ. Bởi vì tình thế thay đổi, trong ngày hôm đó, Ngô Bình lập tức đưa Hàn Băng Nhiên trở về thế tục, cô ấy không phải người tu hành, lưu lại thánh cổ đại lục sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhân tiện đó, anh lại đi một chuyến đến núi Nguyên Thủy, tìm được Giang Sơ Nhanh, nhờ cô giúp anh bán ra một ít cây kim cương. Cây kim cương có giá trị ở tiên giới, khi ở tiên giới chắc chắn sẽ có giá khá cao, anh chuẩn bị bán đi một phần trước để xem kết quả như thế nào. Giang Sơ Nhan vẫn luôn giúp đỡ anh quản lý đan đạo viện. Cho đến khi cô nhìn thấy Ngô Bình lấy cây kim cương ra, trong mắt lộ ra sự thắc mắc, vật này chứa kim cương thần lực không? Ngô Bình gật đầu, rút ra một thanh bảo kiếm có chuôi bằng cây kim cương, vung mạnh lên một cái, một thanh kiếm khí sắc bén bay ra, chém một tảng đá khổng lồ cách đó mấy trăm mét thành hai phần. Giang Sơ Nhan cảm khái nói, năng lượng sắc bén như thế, nếu dùng cho binh khí thì lại lãng phí quá. Ngô Bình suy nghĩ trong lòng, hử, cô cảm thấy nó có thể có cách sử dụng tốt hơn sao? Giang Sơ Nhan gật đầu, kim cương thần lực này nếu như dùng để xây dựng sát trận, chế tạo con rối thì hiệu quả sẽ càng ngày càng cao. Công tử yên tâm, em sẽ từ từ tìm một nguồn tiêu thụ nhất định sẽ bán được cây kim cương với một cái giá tốt. Ngô Bình cười nói, vất vả cho em rồi Sơ Nhan. Giang Sơ Nhan nhẹ nhàng thở dài, nói, công tử, chuyến này anh đi cũng rất lâu. Chuyện của chúng ta khi nào thì làm. Giang Sơ Nhan vốn là điều kiện duy nhất mà Nguyên Thủy Sơn đưa ra, yêu cầu Ngô Bình phải cưới cô. Hai người biết nhau cũng đã được một khoảng thời gian, cả hai đều có cảm tình với nhau, anh cười nói, chỉ cần ở bên chỗ em đã chuẩn bị tốt, thì lúc nào anh cũng có thể rước dâu vào cửa cả. Chỉ là, tình huống trong nhà của anh, em cũng biết rồi đó, trong nhà của anh không chỉ có một vị phu nhân, chỉ sợ em chịu thiệt thòi. Giang Sơ Nhan nhoẻn miệng cười, nói, chúng ta là đạo sĩ tu hành, làm sao lại có thể giống như người trần thế tục tranh giành tình cảm, chỉ cần công tử đối đãi với Sơ Nhan tốt, Sơ Nhan cũng không cầu mong thêm gì. Ngô Bình gật đầu, vậy một lát nữa chúng ta sẽ định một ngày, anh sẽ rước em vào cửa. Giang Sơ Nhan thẹn thùng gật đầu nhẹ nhàng, nói, anh Bình, vậy anh có thể theo em về nhà một chuyến không? Ở dưới chân núi Nguyên Thủy có 4 tông 2 viện. Một trong 4 tông chính là Giang Tông, Giang Sơ Nhan là người của Giang Tông. Tứ Tông là 4 tông môn riêng biệt của 4 vị đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn, có tiếng nói và có quyền rất cao ở núi Nguyên Thủy. Ngô Bình nghĩ nếu đã quyết định cưới Giang Sơ Nhan thì đi gặp mặt người nhà của cô một lần cũng là bình thường mà thôi, lập tức gật gật đầu, nói, được, vậy khi nào đi? Giang Sơ Nhan hơi hơi mỉm cười, nói, hôm nay nay chúng ta đến chỗ của em ở trước. Ngày mai sẽ chính thức đi bái phỏng. Ngô Bình nói, cũng được. Lần đầu tiên anh đi Giang Tông, cũng phải chọn vài món lễ vật. Giang Sơ Nhan nói, anh Bình, lễ vật không cần quá đắt tiền đâu. Ngô Bình nở nụ cười, dẫu sao thì cũng là người đàn ông của em, cũng là kim đỉnh đan sư, dẫu sao cũng nên luyện chế một ít đan dược tặng cho cha mẹ vợ tương lai của anh. Trong lòng Giang Sơ Nhan vui mừng, nói, thế thì tùy anh vậy.
Ngô Bình đi theo Giang Sơ Nhan, đi vào bên trong một tòa thành tên là Giang Thành. Tòa thành này được xây dựng bao quanh địa bàn của Giang Tông, có quy mô to lớn, bên trong có mấy ngàn vạn người cư trú, giao thông phát triển, là một đô thị lớn phồn hoa. Đi vào trong viện, Ngô Bình chọn ra một số dược liệu trong Đại Thiên Dược Điển, chuẩn bị luyện chế vài loại đan dược. Anh hỏi một chút mới biết cha mẹ của Giang Sơ Nhan ở Giang Tông có địa vị bình thường, cũng không được coi là nhân vật trung tâm. Hơn nữa, tư chất của cha Giang cũng không tính là tốt, cho nên trước mắt, tu vi miễn cưỡng đạt đến đạo cảnh, hơn nữa vẫn luôn bị kẹt lại ở đạo cảnh tầng 3, 20 năm rồi vẫn chưa hề tiến triển. Đạo cảnh tầng 3, còn được gọi là thai cảnh, cảnh giới này tu luyện khá khó khăn, một khi đã có nền tảng tốt, thì có thể bước vào phá pháp cảnh tứ trọng. Mà phá pháp cảnh là một bước ngoặt của tu sĩ đạo cảnh, một khi đạt đến phá pháp cảnh, thì thực lực có thể tăng vọt lên. Sau khi Ngô Bình suy nghĩ cặn kẽ, quyết định luyện chế thêm đạo tính đan. Dùng loại đan này, có thể ôn dưỡng đạo thai, rất nhanh sau đó là có thể đột phá đến phá pháp cảnh. Đan dược đạo cảnh luyện chế khá khó khăn, cũng may Ngô Bình là pháp thai bát chuyển, lại giữ cấm kỵ chi lực, muốn luyện chế cũng không phải là không thể, chỉ là cần phải tiêu hao tinh lực nhiều hơn một chút. Rất nhanh sau đó anh đã tìm được dược liệu, bắt đầu luyện chế lò đạo tính đan đầu tiên. Kinh nghiệm ở Thánh Cổ Đại Lục giúp ích cho anh rất nhiều, trình độ luyện đan tăng lên như diều gặp gió. Khi luyện chế được lò đầu tiên, có 4 viên đan được, đan thuộc hàng thượng phẩm. Anh nhanh chóng luyện chế thêm lò thứ hai, bởi vì điều chỉnh nên lò đan dược này đã tăng lên thành cực phẩm đan. Thế nhưng anh cảm thấy vẫn có thể tăng lên được, vì thế lại luyện chế thêm lò thứ ba, quả nhiên là một lò đan dược tuyệt phẩm. Luyện xong 3 lò đan dược, Giang Sơ Nhan cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, hai người cười nói đối ẩm, trời tối thì bắt đầu lên giường nghỉ ngơi. Sau một đêm vui vẻ, sáng hôm sau Giang Sơ Nhan suýt chút nữa đã không thể rời khỏi giường, nhưng cô vẫn chuẩn bị điểm tâm sáng sớm cho Ngô Bình, sau đó lại lấy ra 2 bộ đồ mới đã chuẩn bị từ lâu để thay. Trước khi khởi hành, Ngô Bình đi vào cửa hàng công đức, sau đó lại mua 1 viên phá pháp đan và 1 viên thiên môn đan. 2 viên đan này lần lượt tương ứng với phá pháp cảnh và thiên môn cảnh, đều là đan dược tuyệt phẩm. Đan dược như thế, anh có thể chắp vá luyện chế ra được, nhưng muốn có được đan dược tuyệt phẩm thì tương đối khó khăn, cho nên dứt khoát đi mua vẫn hơn. Sau khi chuẩn bị xong 3 loại đan dược, hai người lập tức đi đến nhà của Giang Sơ Nhan. Cha của Giang Sơ Nhan tên là Giang Hải Sơn, là một vị trưởng lão áo đỏ của Giang Tông. Trưởng lão Giang Tông, chức vụ cao nhất là trưởng lão áo vàng. Sau đó là trưởng lão áo tím, trưởng lão áo đỏ, trưởng lão áo xanh. Giang Hải Sơn là dòng chính của Giang Thị, cư nhiên lại trở thành trưởng lão áo đỏ, là chức vụ tương đối thấp. Trong số các trưởng lão áo đỏ có rất nhiều trưởng lão mang họ khác. Giang Hải Sơn vẫn luôn biết chuyện của con gái và Ngô Bình, chỉ là ông cũng không rõ là Ngô Bình có đồng ý hay không, cho nên vẫn chưa dám công bố với bên ngoài. Ngày hôm qua, Giang Sơ Nhan báo tin nói con rể muốn đến bái kiến. Nghe được tin này, cả đêm Giang Hải Sơn không ngủ, hơn nửa đêm đã bắt đầu đi chuẩn bị đồ vật chiêu đãi. Sáng sớm, Giang Hải Sơn đã chạy đến chỗ anh cả và anh hai, mời hai người cùng nhau đi đến nhà. Anh cả của Giang Hải Sơn là Giang Hải Vân, anh hai là Giang Hải Thần, hai người này đều là trưởng lão áo tím. Giang Hải Sơn mời hai vị huynh trưởng, hai bọn họ cũng không có bận chuyện nên đều đồng ý đến. Giang Hải Sơn chỉ có một cô con gái. Nhân khẩu trong nhà không đông, cho nên chỗ ở cũng không lớn, chỉ là một sân 3 cửa như bình thường. Lúc này đây, trước gia môn trải thảm đỏ, hai bên còn có hoa cỏ cây cối, mấy gia đình trong nhà cũng ra cửa đón. Hai mắt Giang Hải Sơn trông ngóng mà canh ở trước cửa, không bao lâu sau, đã thấy một người thanh niên dáng vẻ cao gầy xuất hiện, anh ta nhìn thoáng qua thảm đỏ, sau đó nở một nụ cười, chú ba, chỉ là Sơ Nhan đưa bạn trai đến đây ra mắt, chú có cần phải làm long trọng đến vậy không? Giang Hải Sơn hơi hơi mỉm cười, nói, Thành Phong à, con rể tương lai của chú có thân phận không hề tầm thường, nên ta phải làm cho chu toàn lễ nghĩa. Thanh niên kia vừa nghe Giang Hải Sơn nói như thế, lập tức hừ một tiếng, nói, chú ba, cách đây không lâu, Hồ công tử của Hồ Tông đến đây để cầu hôn, chú và Sơ Nhan đều không chịu người ta. Vị Hồ công tử kia chính là thiên tài Hồ Tông, là một trong số những người được chọn để kế thừa chức tông chủ Giang Tông trong tương lai. Người có thân phận như thế, lúc trước chú ba cũng không xem trọng, sao bây giờ lại muốn đi nịnh bợ người khác?
Chẳng lẽ là thân phận của người này còn cao hơn cả Hồ Công Tử hay sao? Người này tên Giang Thành Phong, là con trai của Giang Hải Vân. Giang Hải Sơn nghe anh ta nói xong cũng không tức giận, nói, chuyện này không giống nhau, vị đang đến này, là người mà Sơ Nhan thích. Cho dù người kia có thân phận cao đến đâu, chỉ cần là Sơ Nhan không thích, thì chú cũng không ép nó. Giang Thành Phong lắc đầu, chú ba, chú có biết vì sao đến bây giờ chú vẫn còn là một hồng y trưởng lão không? Là vì chú quá bướng bỉnh, nếu như Sơ Nhan gả cho Hồ Công Tử rồi, một khi cậu ta nắm quyền, thì đừng nói là tử y trưởng lão, Giang Tông nhất định sẽ nâng chú lên vị trí kim y trưởng lão. Trong khi hai người đang nói chuyện, Ngô Bình và Giang Sơ Nhan độn quang đến trước cửa, nhìn thấy thảm đỏ ở cửa, Giang Sơ Nhan cong môi cười, nói, cha, vị này chính là Lý Huyền Bình, Lý Công Tử. Ngô Bình ôm quyền hành lễ, tham kiến Giang bá bá. Giang Hải Sơn cười ha ha, vội vàng nói, Lý Công Tử, mau, mau vào trong nhà ngồi. Đang định bước vào trong, Giang Thành Phong bỗng nhiên ngăn cản Ngô Bình, anh ta nhìn anh từ trên xuống dưới, lạnh lùng hỏi, chờ chút đã. Vị Lý Công Tử này, không biết cậu là đệ tử của môn phái nào, tu vi như thế nào thế? Thấy dáng vẻ không có chuyện thì tự đi kiếm chuyện của Giang Thành Phong, Giang Sơ Nhan nhíu mày lại, nói, anh họ, Lý Công Tử là khách. Sao anh lại có thể vô lễ đến như vậy? Giang Thành Phong nghiêm trang nói, Sơ Nhan, lúc trước em từ chối lời cầu hôn của Hồ Công Tử, anh đang muốn hỏi rõ xem người đàn ông mà em thích rốt cuộc là người như thế nào. Nếu cậu ta là nhân vật nhỏ không có tiền đồ gì, thì anh họ của em chính là người đầu tiên không đồng ý cho hai người kết hôn. Giang Hải Sơn vội vàng kéo Giang Thành Phong sang một bên, có hơi bực bội mà nói, Thành Phong, con làm loạn cái gì đó. Nói rồi. Lập tức mời Ngô Bình đi vào trong nhà. Ngô Bình cũng không ngại, mấy người cùng đi vào phòng khách. Giang Thành Phong ngồi ở chỗ đối diện, biểu cảm có hơi khinh ệt, anh ta cũng không cảm thấy Ngô Bình đang ngồi ở trước mặt có thể có địa vị còn cao hơn cả Hồ Công Tử. Giang Hải Sơn lập tức nói, Lý Công Tử, có bận chuyện của Đan Đạo Viện ở bên kia không? Ngô Bình cười nói, cũng may là có Sơ Nhan trông chừng ở đó nên con tương đối yên tâm, nên không thường xuyên sang đó. Nghe Ngô Bình nói mình đến từ Đan Đạo Viện, Giang Thành Phong lập tức hỏi, hóa ra cậu làm việc ở Đan Đạo Viện mới thành lập à, chẳng lẽ học đồ luyện đan ở trong đó à? Giang Sơ Nhan nhàn nhạt nói, anh họ, Lý Công Tử là viện chủ của Đan Đạo Viện, chuyện lớn như thế, anh cũng không biết sao. Giang Thành Phong sửng sốt, giật mình nói, viện chủ của Đan Đạo Viện không phải họ Ngô sao? Ngô Bình cười nói, Ngô Bình là tên giả mà tôi dùng, lúc tôi hành tẩu thiên hạ. Thường hay dùng cái tên này. Tên thật của tôi là Lý Huyền Bình. Giang Thừa Phong hoàn toàn sửng sốt, khó trách Giang Sơ Nhan lại luôn làm việc ở Đan Đạo Viện, khó trách cô lại không hề có chút hứng thú nào với Hồ Công Tử. Trước mặt viện chủ Đan Đạo Viện, Hồ Công Tử vốn không hề đáng giá một chút nào. Biết bản thân đắc tội đến đại nhân vật, Giang Thành Phong vội vàng chắp tay cười khổ, viện chủ Lý, vừa rồi là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với tôi. Ngô Bình cười nói, không sao, anh cũng quan tâm đến Sơ Nhan thôi. Sau khi nói mấy câu, Ngô Bình đã lấy ra ba bình đan dược mà anh đã luyện chế, đặt chúng ở trên bàn, cười nói, Giang bá bá, lần đầu tiên con đến đây, cũng không chuẩn bị lễ vậy. Ba viên đan dược này là đan dược mà con luyện chế gần đây, hy vọng có thể giúp cho việc tu hành của Giang bá bá. Giang Hải Sơn vui mừng khôn xiết, ông mở bình ra, nhìn thoáng qua. Gương mặt lập tức hiện lên vẻ hứng khởi, hỏi, đây là loại đan dược gì? Giang Sơ Nhan cười nói, cha, đây là đạo tính đan tuyệt phẩm. Ăn viên đan này vào, có thể khiến cho đạo thai hoàn thành, dễ dàng đi lên phá pháp cảnh. Hai mắt Giang Hải Sơn sáng lên, cảm khái nói, ta đã ở đạo thai cảnh khá lâu rồi, có viên đan dược này, ta có lẽ sẽ có cơ hội đột phá. Giang Sơ Nhan, còn hai viên kia, là phá pháp đan và thiên môn đan. Sau khi đạt đến cảnh giới thì cha có thể dùng. Giang Thành Phong mang vẻ mặt tràn đầy sự hâm mộ, anh ta cảm khái, nói, chú ba, có ba viên đan dược này, không qua bao lâu nữa là chú có thể thăng lên đạo cảnh lục trọng, trở thành tử y trưởng lão. Ngô Bình nói, đan dược cũng không thể nào hoàn toàn đảm bảo bá phụ chắc chắn đột phá, nhưng xác suất thành công khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Giang Hải Sơn cười to ha ha, Lý Công Tử, cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy tôi đây sẽ không khách khí với cậu đâu. Sau khi nói chuyện một hồi, Giang Hải Sơn nói, Thành Phong,
sao anh cả vẫn còn chưa đến thế? Không phải con nói một lát nữa là anh ấy đến à? Giang Thành Phong nói, đúng thế, cha con nói sau khi xử lý xong chuyện thì sẽ ngay lập tức sang đây. Đúng lúc này, có một người trung niên cao lớn, mặc một bộ áo choàng màu lục, mang theo vài người cấp dưới đi vào trong sân. Nhìn thấy ông ta, biểu cảm của Giang Hải Sơn có hơi kỳ lạ, ông vội vàng đứng dậy nghênh đón, nói, anh cả, sao anh lại mang theo người của Hình Đường? Hình Đường là nơi mà Giang Tông tạo ra để trừng trị tộc nhân phạm sai lầm, mà Giang Hải Vân chính là đường phó của Hình Đường. Người trung niên mặc lục bào này chính là Giang Hải Vân, sắc mặt của ông ta không hề tốt chút nào, trầm giọng nói, Giang Hải Sơn, trọng bảo tiên chân các, thất bảo đang bị mất trộm. Hôm qua là cậu phụ cách trông giữ tiên chân các, cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Giang Hải Sơn sửng sốt, nói, anh cả, chuyện bị mất trộm không hề liên quan đến em. Hôm qua tuy là em trông chừng nhưng em muốn chuẩn bị nghênh đón Lý công tử, nên vì thế đã mời Lưu trưởng lão đến trực ban thay. Giang Hải Vân thở dài, chú ba, anh đã đi hỏi rồi, ngày hôm qua mọi người chỉ thấy có cậu trực ban. Còn Lưu trưởng lão thì vốn không hề xuất hiện ở tiên chân các. Giang Hải Sơn vừa nghe thấy thì hoang mang, làm sao có thể chứ? Em tự mình giao ban cho ông ta, mấy tên trông coi có thể làm chứng chuyện này. Giang Hải Vân lắc đầu, mấy tên trông coi đều bị người ta giết cả rồi, kẻ sát nhân xâm nhập vào tiên chân các, đã lấy đi thất bảo đăng và vài món chân bảo khác. Chú ba, nếu chuyện này thật sự là do cậu làm, thì bây giờ quay đầu là vừa, có lẽ anh có thể chừa một con đường sống cho chú. Anh cả, thật sự là không phải em, người trực ban hôm đó chính là Lưu trưởng lão. Đúng lúc này, lại có một người đi vào trong sân, phía sau người đó có mười mấy người đi theo. Nhìn thấy phía sau người nó có một người trung niên tóc vàng, Giang Hải Sơn lập tức la lên, Lưu trưởng lão. Hôm qua có phải là tôi đến nhờ ông trực ban giúp tôi không? Vị Lưu trưởng lão kia tóc vàng, râu vàng, dáng vóc thấp gầy, đôi mắt hình tam giác, mặt ông ta tối sầm xuống, nói, Giang Hải Sơn, ông đừng có mà nói hưu nói vượt, khi nào mà tôi lại trực ban thay ông. Hôm qua tôi vẫn còn đang dưỡng thương ở trong nhà, chuyện này có rất nhiều người có thể làm chứng thay tôi. Nói xong, ông ta giơ tay phải của bản thân lên, trên tay có một vết thương rất sâu. Người đứng ở trước Lưu trưởng lão là một người đàn ông mặc đồ đen, khí thế của ông ta còn mạnh hơn cả Giang Hải Vân, hắn ta lạnh lùng nói, Giang Hải Sơn, ông giết hại con cháu Giang Tông, cướp đi thất bảo đăng và các trọng khác, tội ác tày trời, bây giờ mau theo tôi đi về Hình Đường. Giang Sơ Nhan lập tức đứng trước mặt Giang Hải Sơn, tức giận nói, chuyện này là bịa đặt. Cha của tôi đã trông coi tiên chân các mấy chục năm, luôn luôn cẩn trọng, giữ khuôn phép, ông ấy tuyệt đối sẽ không thể nào lấy đi đồ vật ở trong đó. Hơn nữa, một người cướp đi bảo vật, tại sao lại có thể ở trong nhà chờ các người đến bắt chứ? Người đàn ông mặc đồ đen kia chính là đường chủ của Hình Đường Giang Tông, Giang Khúc, hắn ta lạnh lùng nói, con bé kia, mau tránh ra, nếu cản trở công việc, thì ta sẽ bắt theo luôn. Vừa dứt lời, phía sau của hắn ta lập tức xuất hiện hai người, bọn họ vươn tay muốn đẩy Giang Sơ Nhan ra. Cút ngay. Ngô Bình bước lên phía trước một bước, một cước đá bay hai kẻ đến gần Giang Sơ Nhan. Giang Khúc nổi giận, nói, tự tìm chết. Hắn ta giơ tay phải lên không trung, một bàn tay đen nhanh tóm lấy Ngô Bình. Ngô Bình duỗi tay tát phăng bàn tay ấy đi, bàn tay đó nổ tung, cơ thể Giang Khúc lảo đảo, lui về phía sau nửa bước. Sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, âm thầm kinh hãi với thực lực của Ngô Bình, vì thế, nhìn anh từ trên xuống dưới vài lần, rồi hỏi, cậu là ai? Viện chủ đan đạo viện, Ngô Bình. Ngô Bình nói. Giang Khúc kinh ngạc, hỏi, hóa ra là viện chủ Ngô. Đây là chuyện của Giang Tông bọn ta, ngài không cần phải nhúng tay vào. Ngô Bình, tôi không hề hứng thú với chuyện của Giang Tông. Nhưng chuyện này, người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra chỗ không đúng. Chắc chắn là có người khác đã đánh cắp thất bảo đăng. Giang Khúc cười lạnh, viện chủ Ngô, đó là chuyện của Hình Đường Giang Tông bọn tôi, không hề có liên quan đến ngài. Ngô Bình lắc đầu, tôi không thể trơ mắt ngồi nhìn được. Giang Khúc cảm thấy có hơi khó xử lý, tuy rằng đan đạo viện chỉ mới được thành lập, nhưng thân phận của Ngô Bình lại ngang hàng với Giang Tông chủ. Sự xuất hiện của một đại nhân vật như thế, khiến cho hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại thêm chuyện bốn tông hai viện đều cần đến đan dược của đan đạo viện, hắn ta cũng không muốn bản thân đắc tội với vị viện chủ đan đạo viện này.
Ngay lúc hắn ta đang khó xử, Ngô Bình nói, chỉ có một cách để thoát khỏi hiểm nghi, đó chính là tìm ra được thủ phạm. Giang Khúc rung động trong lòng, viện chủ Ngô có thể tìm ra được hung thủ. Ngô Bình nói, có khó không, mời ông đưa tôi đi đến hiện trường vụ án. Giang Khúc suy nghĩ, gật đầu nói, được, mời. Cứ như thế, Ngô Bình đi theo những người này đến chỗ Tiên Chân Các. Tiên Chân Các là nơi mà Giang Tông cất giữ bảo vật, thất bảo đang bị mất chính là bảo vật ở trong đó. Lúc này đây, Tiên Chân Các đã có rất nhiều cao thủ đến canh giữ. Bên trong Tiên Chân Các, mấy thi thể vẫn còn nằm ở trên mặt đất, chưa kịp dọn dẹp. Ngô Bình đi đến trước chỗ thi thể, nói với Giang Khúc, những người này, đều đã tiêu tan hồn phách, thế nhưng tôi có biện pháp ngưng tụ hồn phách của bọn họ một lần nữa. Nói xong, anh niệm một đoạn chú ngôn. Đoạn chú ngôn này thật ra chỉ là bề ngoài, trên thực tế, anh đang âm thầm khởi động sức mạnh cấm kỵ, cưỡng bức khôi phục lại hồn phách của thi thể này. Rất nhanh, phía trên người thi thể xuất hiện một màn xương đen xoay tròn, xung quanh liên tục có từng mảnh hồn phách nhỏ đang bị hút vào trong đó. Trong vòng vài giây, bên trong xương mù xuất hiện một hồn phách, chính là dáng vẻ của người chết. Thật ra Ngô Bình đã thi triển phương pháp đảo nghịch thời gian, triệu hồi ý thức của thi thể trước khi người đó hồn phi phách tán. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của Lưu trưởng lão trở nên khẩn trương, ông ta trầm giọng nói, đây chính là hồn phách của thi thể sao? Ngô Bình không để ý đến ông ta, mà đi hỏi hồn phách, là người nào giết ông? Trong ánh mắt của hồn phách ngập tràn phẫn nộ, ánh mắt của hắn nhìn quét qua tất cả mọi người, sau đó chỉ vào hướng của Lưu trưởng lão. Sắc mặt của Lưu trưởng lão thay đổi, giơ tay đánh vào phía hồn phách, lại bị người của Giang Khúc đè lại, Giang Khúc cười lạnh, nói, Lưu trưởng lão, hóa ra người trộm thất bảo đăng là ông, nói mau, ông giấu thất bảo đăng ở chỗ nào. Lưu trưởng lão cười lạnh, thứ kia căn bản không phải là hồn phách của người đã chết, là hắn ta vu hãm ta. Ngô Bình cười, nói với Lưu trưởng lão, có phải là thật hay không, mọi người đều có thể phân biệt. Còn nữa, tôi cũng có thể khiến cho ông thành thật khai ra hành vi phạm tội của mình, ông có tin không? Lưu trưởng lão lại càng luống cuống, buột miệng thốt ra, cậu muốn làm gì? Giang Sơ Nhan lập tức nói, Lưu trưởng lão, tốt nhất bây giờ ông nên thành thật mà trả lời, nói không chừng còn có thể được xử lý nhẹ nhàng hơn. Giang Khúc cũng lập tức hỏi, Lưu trưởng lão, có phải là ông giết người rồi lấy thất bảo đăng hay không, nói. Hai tròng mắt của Lưu trưởng lão láo liên, ông ta nghĩ tới nghĩ lui, dường như không còn đường để lui thì lập tức kêu lên, tôi cũng chỉ là bị bọn họ ép buộc. Hình đường, tôi sẽ nói hết tất cả, thỉnh cầu tha cho tôi một mạng. Giang Khúc gật đầu, đương nhiên, chỉ cần ông nói đúng sự thật, trả lời vấn đề của tôi đảm bảo sẽ giữ lại tính mạng của ông. Còn chưa kịp dứt lời, trong không trung đã có một đường kim quang phóng ra, mục tiêu chính là giữa mày của Lưu trưởng lão, ngoại trừ Ngô Bình ra, tất cả mọi người không có một ai có thể phản ứng kịp. Keng! Gương U Hoàng đột nhiên che chắn trước đỉnh đầu Lưu trưởng lão, kim quang đánh trúng vào gương U Hoàng, phát ra tiếng đinh, sau đó, kim quang kia bị bắn ngược trở về. Giang Khúc giận dữ, lạnh lùng nói, lớn mật, dám dương oai ở địa bàn của Giang Tông. Dứt lời, hắn ta bỏ lại Lưu trưởng lão, mang theo vài người cao thủ rời đi. Sắc mặt của Lưu trưởng lão trở nên khó coi, cả người run rẩy. Ngô Bình trầm giọng nói, Lưu trưởng lão, ông thấy chưa, người muốn giết ông chính là bọn họ. Ông mau nói cho tôi, bọn họ là ai? Thiên Thượng Cửu, Lưu trưởng lão tập tức nói, hắn khống chế con trai của tôi, nếu tôi không nghe lời, hắn ta nhất định sẽ giết nó. Ngô Bình, vậy bây giờ thế nào? Thiên Thượng Cửu cúi đầu, con trai không có còn có thể sinh đứa khác, nếu như tôi chết, nhất định sẽ không còn gì cả. Vì hắn ta làm được chuyện này, với tư cách là một người cha, cũng không coi như bạc đãi hắn. Ngô Bình không biết nên nói gì, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra đám người Giang Khúc rơi xuống như sao băng, nặng nề đập trên nền đất ở phía xa, làm cho bụi đất bay tứ tung. Giang Hải Sơn và Giang Hải Vân vội vàng đi sang bên đó xem, chỉ thấy Giang Khúc đã bị chém nửa người, những người khác cũng đều bị giết. Sắc mặt Giang Khúc tái nhợt, nói, mau đi mời các cao thủ từ núi Nguyên Thủy. Trên không trung xuất hiện một gương mặt thật lớn, gương mặt này rất anh tuấn, nhưng lại tràn đầy sự tàn ác, nói, vốn dĩ chỉ cần giết chết phụ tử họ Lưu, bây giờ các ngươi cứ muốn tìm thêm chuyện, vậy thì chết hết toàn bộ đi. Dứt lời, trong không trung đột nhiên xuất hiện vô số ánh sáng,
hàng vạn đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời, mạnh mẽ lao xuống đất, bao trùm toàn bộ Giang gia và khu vực ở xung quanh. Giang Hải Vân hô to, chạy mau. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, anh rút ra Bạch Hổ Tiên kiếm, thân kiếm bay múa, trong không trung đột nhiên xuất hiện ra hàng tỷ kiếm quang, đánh từ bên dưới lên, thứ anh thi triển chính là Thiên Ảnh kiếm pháp. Sau khi có pháp thân bát chuyển, thực lực cùng với kiếm thuật của anh đều được tăng lên một bậc, có thể phát ra ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt. Keng keng keng. Hàng nghìn hàng vạn đạo kiếm quang va chạm bên trong không trung, phát ra âm thanh như sấm sét, âm thanh khủng bố này liên kết chặt chẽ với nhau, giống như tận thế. Cùng lúc đó, Ngô Bình phóng lên cao, tay cầm Bạch Hồ Tiên kiếm, đồng dạng phóng xuất ra ngàn vạn sát khí, giết đến hướng đối phương. Thấy cảnh tượng như thế, mấy người Giang Hải Vân sợ đến ngây người, ông ta lẩm bẩm nói, thật là một kiếm pháp khủng khiếp, rốt cuộc hắn ta là ai? Giang Thành Phong vội vàng nói, cha, hắn chính là con rể tương lai của chú ba đó, viện chủ của Đan Đạo Viện Ngô Bình. Ngô Bình, Giang Hải Vân nhìn về phía Giang Hải Sơn đầy hâm mộ, nói, chú ba, nhà chúng ta may mắn thật, thế mà lại có thể có được cậu con rể lợi hại đến như vậy. Giang Hải Sơn đắc ý, đồng thời cũng lo lắng mà nhìn về phía không trung, người này chính là Thiên Thượng Cửu, hắn chính là cường giả thiên gia, không biết Lý Công Tử có thể đánh bại được người này hay không. Giang Hải Vân, Giang Hải Sơn cậu yên tâm, tôi thấy kiếm quang của Lý Công Tử chắc chắn hơn đối phương. Lúc nãy khi ngàn vạn kiếm quang giao nhau, kiếm quang của Lý Công Tử đều còn nguyên vẹn, còn kiếm quang của Thiên Thượng Cửu đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên không trung, đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, phong vân cuồng loạn, giấm sét lần lượt nổi lên, sau khi kiếm quang đầy trời giao kích nhau, một bóng dáng rơi xuống, đập xuống đất ở trước mặt mọi người. Đây là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, quần áo trên người đều bị kiếm quang đâm đến rách tan rách nát, cả người đầu máu. Sau đó, Ngô Bình kinh khinh phiêu phiêu đáp xuống ở trước mặt người này, nhìn chằm chằm vào hắn ta, hỏi, ngươi là Thiên Thượng Cửu. Thiên Thượng Cửu nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Ngô Bình cười nói, ngươi trả lời vấn đề của ta đã, vì sao ngươi lại muốn để Lưu trưởng lão giúp ngươi lấy thất bảo đăng? Thiên Thượng Cửu lạnh lùng nói, tiểu tử, giải trừ kiếm khí trong cơ thể của ta ngay, nếu không, thiên gia sẽ đuổi giết người đến tận chân trời góc biển. Ngô Bình bĩu môi, vùng kiếm chặt đứt một cánh tay của hắn ta, nói, ngươi không nói, không sao, ta sẽ chém người thành nhân côn, móc hai mắt, cắt lưỡi, sau đó lột bỏ ra toàn thân của ngươi, rồi cuối cùng ném vào trong chảo dầu. Ngươi yên tâm, dầu đó chắc chắn sẽ không phải thứ dầu bình thường, chắc chắn đủ để chiên ngươi. Sau đó, anh hỏi Giang Hải Sơn, thưa bác, trong nhà có nuôi chó không? Giang Hải Sơn lập tức nói, ta thích nuôi chó, trong nhà có mười mấy con tiên khuyển, còn có mấy con mãnh hổ. Ngô Bình, vậy là tốt rồi, như vậy, một bữa là có thể gặm sạch cái tên Thiên Thượng Cửu này. Để cho hắn ta bị ăn sạch, thiên gia cũng sẽ không thể tìm ra được dấu vết. Thiên Thượng Cửu bị dọa sợ, lập tức nói, coi như ngươi lợi hại, ta nói. Kết giới của tiên giới sắp mở ra, thiên gia của ta cần phải thu thập một số bảo vật, chuẩn bị thật đầy đủ. Ngô Bình đã nghe nói từ sớm, kết giới của tiên giới chuẩn bị biến mất, đến lúc đó, sẽ hình thành một đại tiên giới, vì thế, anh hỏi, chuẩn bị cái gì? Thiên Thượng Cửu, chuẩn bị một số pháp bảo hỗn độn, chống lại sự xâm nhập của các sinh vật từ hỗn độn giới. Ngô Bình, sinh vật ở hỗn độn giới muốn xâm chiếm tiên giới. Thiên Thượng Cửu, đương nhiên. Nơi mở kết giới không chỉ có tiên giới, mà còn có cả hỗn độn giới. Đến lúc đó, hỗn độn giới cũng là một phần của tiên giới, một số sinh vật ở nơi đó cũng sẽ bước ra bên ngoài. Giang Sơ Nhan không nhịn được, nói, người nói bậy. Ở hỗn độn giới có đại năng tỏa chấn, làm sao bọn họ có thể sẽ để mặc cho sinh vật ở hỗn độn giới đi ra bên ngoài. Nghe Giang Sơ Nhan nói xong, Thiên Thượng Cửu bỗng nhiên cười to ha ha, các ngươi thì biết cái gì. Những người gọi là cường giả cấp hỗn độn ở hỗn độn giới cũng chỉ chiếm cứ một khu vực nhỏ ở đó. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám trêu chọc đến sinh vật ở hỗn độn giới. Bằng không thì, tu sĩ tiên giới đã tràn vào đó từ sớm rồi. Ngô Bình hừ một tiếng, ta hoàn toàn không tin lời ngươi nói. Nếu sinh vật ở hỗn độn giới quả thật đáng sợ đến như thế, thì tu sĩ nhân loại không hề có khả năng dừng chân ở nơi đó. Thiên Thượng Cửu, cho dù lời của ta có là phóng đại đi chăng nữa, thì nguy cơ chắc chắn sẽ đến sớm. Đến lúc đó,
đại đa số nhân tộc, đại đa số tông môn đều sẽ bị tiêu diệt. Căn cứ theo suy tính của lão tổ thiên gia bọn ta, đại bộ phận tiên giới sẽ bị sinh vật từ hỗn độn giới và chủng tộc khống chế chúng chiếm giữ, bọn họ sẽ khôi phục lại bộ mặt ban đầu của thiên giới. Mà nhân tộc, lại chỉ có thể co đầu rút cổ đến không được 1/10 khu vực. Giang Sơ Nhan, thiên giới. Thiên Thượng Cửu, thiên giới, chính là thời không cực lớn cùng chứa của hỗn độn giới và tiên giới. 10 đại tiên giới đều ở khu vực sáng lập thiên giới, mà cái gọi là tiên giới, chẳng qua cũng chỉ là biên giới của 10 đại tiên giới. Nhưng thật ra ở giữa các đại tiên giới, còn có một khu vực lớn không thể biết rõ, hỗn độn giới cũng ở trong nơi đó. Giang Khúc đã khôi phục lại một chút, hắn ta đứng lên, trầm giọng hỏi, Thất Bảo Đăng đang ở đâu? Thiên Thượng Cửu vung tay lên, ném một cái nhẫn ra. Ngô Bình cầm lên nhìn xem, thì thấy bên trong quả nhiên có một chiếc đèn, cùng với một số món khác. Anh ném nhẫn chữ vật cho Giang Khúc, sau đó hỏi Thiên Thượng Cửu, thiên gia chuẩn bị nhiều như vậy là vì mục đích gì? Thiên Thượng Cửu có hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Ngô Bình một cái, lạnh nhạt nói, đối với các thế lực nhỏ bé yếu đuối thì chuyện này chính là một thảm họa, nhưng đối với thiên gia bọn ta mà nói thì đây lại là cơ hội. Thiên gia tướng coi đây là cơ hội để chiêu mộ tu sĩ từ khắp mọi nơi, thành lập thiên đình. Ngô Bình cười lạnh, thành lập thiên đình, vậy thì ai làm thiên đế? Đương nhiên là lão tổ thiên gia của ta. Thiên Thượng Cửu không hề kiêng dè, bên người của lão tổ thiên gia bọn ta có 12 vị cường giả hỗn độn đi theo, thực lực của ông ấy cũng là cảnh đỉnh hỗn độn. Có thể đạt đến thực lực như ông ấy, chẳng có được mấy người. Ngô Bình như đang suy tư gì đó, bỗng nhiên anh nâng Thiên Thượng Cửu lên, đưa hắn ta đến nghị sự điện của núi Nguyên Thủy. Mấy vị trưởng lão nhanh chóng chạy đến, Ngô Bình ném người xuống, sau đó kể lại hết sự việc đã xảy ra. Biểu cảm của các vị trưởng lão trở nên phức tạp. Một vị trưởng lão nói, chuyện này, bọn ta sẽ xử lý một cách thích đáng, cậu về trước đi. Đây là một củ khoai lang nóng phỏng tay, bây giờ Ngô Bình ném nó cho núi Nguyên Thủy, sau đó lại trở về nhà của Giang Sơ Nhan. Trên dưới nhà họ Giang đều đối đãi với Ngô Bình hết sức nhiệt tình, lấy ra món đồ tốt nhất khoản đãi, Ngô Bình ăn uống no đủ, rồi đêm đó ngủ lại tại nhà họ Giang. Sáng sớm hôm sau, Giang Hải Sơn đi ra ngoài từ sớm, sau khi trở về. Ông nói với Ngô Bình, Lý Công Tử, bọn họ đã thả Thiên Thượng Cửu đi rồi, nhưng bọn họ cũng nhận được hứa hẹn từ Thiên Thượng Cửu, chính là không truy cứu chuyện này. Ngô Bình cười lạnh, hóa ra núi Nguyên Thủy lại tốt tính đến như thế, người khác giết chết người của Giang Tông, lấy bảo bối của Giang Tông đi, vậy mà bọn họ lại còn muốn xin đối phương đừng truy cứu, thật buồn cười. Giang Hải Sơn, chuyện này cũng không còn cách nào khác, thế lực của thiên gia quá lớn, núi Nguyên Thủy cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, hẳn là bọn họ cũng biết chuyện khôi phục lại thiên giới, chỉ sợ bọn họ đang chuẩn bị cho chuyện này. Ngô Bình suy nghĩ một chút, hỏi, vậy bên phía núi Nguyên Thủy có biện pháp đối phó không? Giang Hải Sơn, vẫn chưa rõ ràng lắm, hiện tại việc bọn ta có thể làm là ngồi chờ ngày kia đến. Ngô Bình, không biết, đợt biến cố này có ảnh hưởng đến thế tục hay không? Đúng lúc này, vị đường chủ hình đường Giang Khúc kia lại bỗng nhiên tìm đến cửa, nói. Viện chủ Ngô, lão tổ của bọn ta muốn gặp ngài một lát. Lão tổ nhà họ Giang là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn, tu vi cao thâm khó đoán, Ngô Bình không khỏi cảm thấy có hơi kỳ quái, hỏi, lão tổ tìm tôi để làm gì? Giang Khúc cười nói, lão tổ nói, trước đây ông ấy đi bái kiến Nguyên Thủy Đạo Tôn có nhắc đến viện chủ Ngô. Ngô Bình cảm thấy kinh ngạc, Nguyên Thủy Đạo Tôn biết mình à? Giang Khúc giải thích, nói, Nguyên Thủy Đạo Tôn nói. Truyền thừa mà ông lưu lại, chỉ có một mình viện chủ học được. Cho nên chuyện này có thể được coi là, ngài cũng là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn. Ngô Bình nhớ đến 9 chỗ truyền thừa mà Nguyên Thủy Đạo Tôn đã để lại, anh thật sự đã học hết, thì gật gật đầu, đúng là có chuyện như thế. Sau đó, anh đi theo Giang Khúc đến chỗ ở của Giang Tổ, là một ngọn núi nhỏ bằng bạch ngọc, trên núi có một cung điện bạch ngọc, hai người đi vào trước điện. Vừa đáp xuống đất. Đã nghe thấy trong điện truyền ra một giọng nói tràn đầy năng lượng, tiểu sư đệ, mời vào. Giang Khúc quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, viện chủ, lão tổ cho mời. Ngô Bình gật đầu, đi vào trong cung điện Bạch Ngọc. Trong điện chất đầy sách các loại, một người đàn ông dáng dấp thư sinh, nhìn khoảng 40 tuổi, đang cầm một quyển sách. Người này tam lũ thanh cần, ánh mắt trong trẻo như sao trời, khí chất nho nhã, mang đến cho người ta một loại cảm giác thân cận. Nhìn thấy Ngô Bình,
hắn buông sách xuống, cười nói, tiểu sư đệ, ta là Giang Đạo Sinh, là tam đệ tử của Đạo Tôn. Ngô Bình vội vàng chắp tay thi lễ, vãn bối tham kiến Giang Tổ. Giang Đạo Sinh vội vàng đi đến bắt lấy tay anh, cười nói, tiểu sư đệ, cậu kêu ta là tam sư huynh là được. Bên phía sư tôn đã chính thức xếp cậu vào môn tường, sau này cậu chính là thất sư đệ của bọn ta. Ngô Bình sửng sốt, anh không nghĩ đến chuyện Nguyên Thủy Đạo Tôn sẽ thu nhận mình làm đồ đệ, lập tức nói, chỉ là vẫn chưa gặp mặt Đạo Tôn. Giang Đạo Sinh cười nói, ta mời cậu đến đây, chính là để nói chuyện này với cậu. Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ đưa cậu đi đến Hỗn Độn giới trước, đi Ngọc Kinh Thiên Cung, bái kiến sư tôn. Ngô Bình suy nghĩ, anh có quan hệ rất sâu đến núi Nguyên Thủy, bản thân cũng thật sự đã học được truyền thừa của Nguyên Thủy Đạo Tôn, lập tức gật đầu, tiểu đệ nguyện ý. Giang Đạo Sinh cười to ha ha, thế thì thật tốt. Tiểu sư đệ, cậu không biết đó thôi, sư tôn luôn khen cậu không dứt đó. Ngô Bình, sư huynh, sư tôn ông ấy sao lại tìm đệ lúc này? Giang Đạo Sinh, sư tôn đã chú ý đến cậu từ sớm, cũng đã nhắc tới cậu với vài vị sư huynh đệ. Chỉ là, lúc ấy thời cơ chưa chín muồi, hơn nữa, cậu vẫn luôn bế quan, cho nên đến bây giờ, mới lệnh cho ta đi hỏi ý kiến của cậu. Ngô Bình, sư huynh, huynh có nghe đến lời đồn thiên giới sẽ trở lại không? Giang Đạo Sinh gật đầu, đây không phải là tin đồn, mà là sự thật. Theo như sư tôn suy tính, thiên lý, đại thiên giới, cũng chính là thiên giới ban đầu sẽ tái hiện lại. Đến lúc đó, biến giới hiện tại của thiên giới và hỗn độn giới đều sẽ biến mất. Núi Nguyên Thủy sẽ xử lý như thế nào, anh hỏi. Giang Đạo Sinh, núi Nguyên Thủy thuộc về thế lực lớn, dẫu sao cũng có cường giả hỗn độn tọa chấn. Nhưng những thế lực nhỏ kia thì khó nói, bọn họ có thể sẽ gia nhập vào các thế lực lớn, cũng có thể là bị dị tộc tiêu diệt. Nói xong, hắn vung tay lên, trên không trung lập tức xuất hiện một bản đồ sông núi lập thể. Ngay sau đó, hắn chụm năm ngón tay lại, lúc này, bản đồ nhanh chóng thu nhỏ lại, núi sông trong đó cũng thu nhỏ theo, cuối cùng biến thành một cái thiên thể hình bầu dục cực lớn, bên trong có trời trăng sao, có vô số ngân hà tinh hệ và một hình cầu rất lớn ở chính giữa. Giang Đạo Sinh chỉ vào hình cầu, nói, đây là bản đồ bên ngoài của toàn bộ thiên giới Nguyên Thủy ở chỗ này. Hắn duỗi năm ngón tay ra, bản đồ phóng to, hình cầu lấp đầy toàn bộ đại điện, khu vực có diện tích bằng bàn tay trẻ con đang phát sáng. Đây là thiên giới Nguyên Thủy. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, ở trong ấn tượng của anh, thiên giới Nguyên Thủy rộng lớn bát ngát, không nghĩ đến, nó chỉ chiếm một phần chục triệu của toàn bộ diện tích thiên giới. Giang Đạo Sinh gật đầu, đúng vậy, thiên giới cực lớn. Cho nên, lúc trước khi sư tôn và những người khác thành lập thiên giới, chỉ chiếm được một khu vực nhỏ. Kết giới của thiên giới, ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên người tổng kết giới mới có thể bình an mà sinh sống qua rất nhiều thế hệ. Vậy lý do vì sao mà kết giới biến mất, Ngô Bình hỏi ra thắc mắc ở trong lòng của mình. Là bởi vì, hỗn độn hoàng đã thức tỉnh, hoàng tộc hỗn độn không có phép kết giới tồn tại. Ngô Bình, đến lúc đó, thập đại thiên giới đều sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Đây cũng là chuyện không thể tránh được, nhưng chuyện này đối với tu sĩ nhân tộc mà nói chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu, nhân tộc lại tụ họp lại một lần nữa, hình thành thế lực mạnh mẽ đối kháng lại. Cũng chỉ có thể lực nhân tộc cường đại, mới có thể đối kháng lại sinh vật ở hỗn độn. Để nghe thiên thượng cửu của thiên gia nói, thiên gia chuẩn bị thành lập thiên đình, chuyện này sư huynh có biết không? Giang Đạo Sinh cười lạnh, đấy là si tâm vọng tưởng, thiên đình đại biểu có quyền lực tối cao của thiên giới, thiên gia không thể nào làm được. Hai người nói chuyện một hồi, Giang Đạo Sinh đã đưa Ngô Bình đến Ngọc Kinh Thiên Cung ở hỗn độn giới. Dọc theo đường đi. Ngô Bình chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh biến hóa, chỉ mất có vài phút, hai người đã đi đến trước Ngọc Kinh Thiên Cung, đây là một cung điện cao ngàn trượng, lớn đến mức kinh ngạc. Ngọc Kinh Thiên Cung được xây dựng trên núi Bạch Ngọc Tiên này lơ lửng bên trên bầu trời, bên trên tiên khí lượn lờ, diện tích cực lớn. Trên núi có rất nhiều cung điện được xây dựng, liếc mắt một cái, là có thể thấy ít nhất cũng mấy vạn tòa. Giang Đạo Sinh cười nói, tiểu sư đệ, mỗi một cung điện, bên trong đều sẽ có tiên sư truyền thụ đệ tử. Sư tôn ở trong cung điện này. Ngoài điện có hai tiên đồng, mỗi người cao đến 200 trượng, một trái một phải canh giữ cửa điện. Ngô Bình biết, tu vi càng cao thâm, thì chân thân sẽ càng cao lớn. Vì thế, Giang Đạo Sinh nhìn thoáng qua, hóa thành người khổng lồ cao 500 trượng.
Ngô Bình vừa thấy thế, cũng biến ra chân thân của mình. Cấm kỵ thần anh của anh, cao 28 vạn trượng, khổ người đương nhiên cũng không nhỏ, cho nên cũng hóa thành một người khổng lồ 500 trượng đi vào trong điện cùng Giang Đạo Sinh. Giang Đạo Sinh âm thầm gật đầu, hắn biết nếu tu vi không đủ, thì không có cách nào chống đỡ được cơ thể cao 500 trượng, vị tiểu sư đệ này có tu vi rất thâm sâu. Bên trong đại điện, có một thanh niên cao chừng ngàn trượng, mi mục thanh tú, đang ngồi xếp bằng câu cá ở bên hồ, trong hồ có một đám cá bơi lội tung tăng, nhưng lại không có một con nào cắn câu. Bên cạnh người thanh niên, có một cái bàn nhỏ, bên trên có ấm chén uống trà, một người tiên đồng đang pha trà cho người đó. Thanh niên vừa thấy Ngô Bình đi vào, thì cười vẫy tay với anh, nói, nhóc con, lại đây ngồi. Giang Đạo Sinh thi lễ với người thanh niên, sư tôn, con đưa tiểu sư đến đây. Ngô Bình khom người lại một lạy, rồi ngồi kế bên người thanh niên, sau đó tò mò đánh giá người kia. Người trẻ tuổi này chính là Nguyên Thủy Đạo Tôn sao? Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng đánh giá anh, sau đó đột nhiên ôm vai của anh, nói, chúng ta nhìn cũng chạc tuổi nhau, nên kết bái anh em mới đúng. Đồng Nhi, người đi chuẩn bị hương nến đi, ta muốn kết nghĩa Kim Lan với cậu ta. Ngô Bình ngơ ngác, không phải là nhận đồ đệ sao? Sao lại thành kết bái anh em với mình rồi? Giang Đạo Sinh cười khổ, vội vàng nói, sư tôn à, con cũng đã gọi một tiếng tiểu sư đệ rồi, lão nhân gia người cũng đừng đổi đến đổi lui. Hơn nữa, đột nhiên người lại thêm một tiểu sư thúc cho các đệ tử, chuyện này cũng không thích hợp lắm đâu. Người thanh niên kia gãi mặt, nói, đúng là có hơi không thích hợp, mấy đứa cũng đã lớn tuổi rồi. Sau đó, người thanh niên kia nhìn về phía Ngô Bình, cười tâu toét, nói, vậy cậu bái ta làm thầy. Ngô Bình đứng dậy, quỳ xuống bái, đệ tử Lý Huyền Bắc xin bái kiến sư tôn. Người thanh niên mỉm cười nhận ba bái của anh, nói, được, sau này cậu chính là đệ tử thứ bảy của ta. Đến đây, ngồi kế bên sư tôn, ta có chuyện muốn nói với cậu. Ngô Bình lại ngồi xuống, anh nhìn về phía hồ nước, phát hiện bên trong có mấy con cá vàng nhìn vô cùng đẹp, lập tức duỗi tay lấy một ít thức ăn ném xuống ao cá. Ai biết được, tất cả đám cá trong ao đều trở nên điên cuồng, lao đến nuốt thức ăn, trong đó, có một con cá vàng và một con cá lam là ăn nhiều nhất. Sau khi ăn gần xong, cả người bọn chúng sáng lên, gật đầu nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt cảm kích. Thấy cảnh tượng như vậy, Giang Đạo Sinh trợn to hai mắt, không nhịn được mà nhắc nhở Ngô Bình, tiểu sư đệ, số cá đó được làm từ thịt của sinh vật ở hỗn độn giới, không nhỏ đâu. Cậu cho bọn nó nắm thức ăn này, ít nhất có thể tạo ra được mười mấy yêu vương đó. Dứt lời, một con cá vàng bỗng nhiên nhảy lên trên bờ lập tức xuất hiện một tòa tháp có cửa vàng cực lớn. Thoát ra khí chất phi phàm, cao đến ngàn trượng. Đuôi cá của con cá vàng đong đưa, lập tức bay thẳng lên vài chục trượng, nhẹ nhàng phóng qua cửa của tòa tháp. Sau khi phóng qua cửa tháp, trong nháy mắt, nó phát ra tiếng rồng ngâm, hóa thành một con kim long, dài mấy trăm trượng, bay xuống ở trước mặt Ngô Bình. Ngay sau đó, cá đỏ cũng phóng qua cửa lớn, hóa thành một con hồng long. Một kim một hồng bay đến trước mặt Ngô Bình, cả hai con đều cuộn tròn, gục đầu xuống đất. Nguyên Thủy Đạo Tôn hơi mỉm cười, nói, hai con cá này thành rồng trước, vậy con cứ đem theo bên người, làm tùy tùng đi. Nói xong, duỗi tay ra, Kim Long và Hồng Long lần lượt biến hóa thành một thiếu niên Hồng Y và thiếu niên Kim Y. Hai người thiếu niên quỳ trên đất, tạ Đạo Tôn điểm hóa, tạ chủ nhân ban cho đồ ăn. Ngô Bình gật đầu, cười nói, sư tôn, không nghĩ đến cá trong hồ nước cũng có thể hóa rồng. Nguyên Thủy Đạo Tôn, cá trong ao này đã tu luyện mấy vạn năm, tu hành cũng sắp chín quả chỉ còn đợi lúc vượt long môn nữa thôi. Ông ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, sau này thiên giới không còn giới hạn, nên không tránh khỏi các xung đột. Vài tên đệ tử của vi sư không hiếu chiến nên mới thu con là đồ đệ, 100 năm tiếp theo đây thiên giới sẽ rơi vào đại chiến hỗn loạn cá lớn nuốt cá bé và việc sinh linh ở hỗn độn xâm chiếm. Đặc biệt trong số đó chính là cuộc chiến giữa sinh linh trong hoàng tộc và vương tộc tại hỗn độn. Ngô Bình bất ngờ, nghĩ mình nghe lầm, sinh linh vương tộc và hoàng tộc tại hỗn độn sẽ gây chiến với nhau. Nguyên Thủy Đạo Tôn, sinh linh trong hoàng tộc hỗn độn có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, địa vị cực kỳ cao, lực ảnh hưởng tương đương với thánh hoàng của nhân tộc. Nhắc đến thánh hoàng, Ngô Bình vội vàng hỏi lại, sư tôn có tu vi cao như thế, chắc hẳn cũng thuộc thánh hoàng nhỉ. Nguyên Thủy Đạo Tôn bật cười, nếu tính về cảnh giới thôi, thì tu vi của vi sư và thánh hoàng sắp xỉ Phật rồi.
nhưng Thánh Hoàng không chỉ tu hành một cảnh giới, mà là một loại đặc biệt về trí tôn vô thượng, có thể nói trắng ra đó là hội tụ sự may mắn của nhân tộc. Sau vài câu trò chuyện, Giang Đạo Sinh lập tức cáo từ rời đi trước. Ngô Bình rảnh rỗi nên ở lại trong điện tiếp tục tu luyện. Trước đây, anh đã pháp thân bát chuyển, hiện giờ cảm nhận được linh khí hỗn độn dày đặc xung quanh nên anh quyết định hoàn thành tu hành pháp thân cửu chuyển. Muốn tu luyện pháp thân cửu chuyển phải thành lập một đường gầm năng lượng mới trong cơ thể, cái này được gọi là kinh vĩ. Trong đó, kinh là thiên kinh, vĩ là địa vĩ. Thiên kinh địa vĩ mang theo một năng lượng vận chuyển với hiệu suất cao, quản lý toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Nhưng việc xây dựng thiên kinh địa nghĩa rất khó khăn, người thành công từ đó đến giờ đếm trên đầu ngón tay. Và lại, đa phần những người đạt đến pháp thân cửu chuyển cũng chỉ đơn giản có được một bộ phận của thiên kinh hoặc một bộ phận địa vĩ mà thôi. Thiên kinh địa vĩ đều là hai thái cực trái ngược nhau từ đó đến giờ, nó liên kết với sức mạnh trong mỗi một tế bào. Khi chúng nối liền tất cả lực lượng trong cơ thể, thì khả năng của anh có thể tăng lên đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên có thể nói, khi luyện thành công hai phần này thì hiệu suất sức mạnh trong người anh đạt đến mức ngạc nhiên. Ngô Bình thử tu luyện, ngay lập tức đã cảm thấy phù văn trong mỗi tế bào bắt đầu rung lên, những đường thiên kinh và địa vĩ thật nhỏ cũng sinh ra trong các tế bào. Mà địa vĩ là các sợi liên kết từ tế bào này sang tế bào khác. Còn thiên kinh xuất hiện từng cọng to nhỏ khác nhau rồi hình thành từng nhánh cây nhỏ của một thân cây to tướng, chia làm hai phần rồi dần đâm vào bên trong thánh mạch. Chúng liên kết thánh mạch với 10 huyền mạch với nhau, mấy huyền mạch đó tiếp tục kết nối với kinh mạch toàn thân. Lần này anh tu luyện lại mất 3 ngày, khi anh đang cảm giác thoải mái lại ngay lập tức cảm giác thiên kinh và địa vĩ bắt đầu tràn ngập cơ thể. Một sức mạnh khủng khiếp truyền vào trong thánh mạch đầu tiên, rồi tiếp xúc với cửu liên đài. Ngay sau đó cửu liên đài bắt đầu phát sáng rồi phóng ra sức mạnh cấm kỵ vô thượng tối cao, cùng với nguồn sức mạnh gia nhập, một nguồn sức mạnh mới bắt đầu di chuyển trong huyền mạch rồi chạy vào trong kinh mạch của cơ thể. Một nguồn năng lượng đang tiến vào trong một thánh mạch khác đã tiếp xúc với thiên mệnh thấp cũng phóng ra sức mạnh cấm kỵ vô thượng tối cao rồi nhập vào trong nguồn năng lượng đang chảy đó, cùng nhau chạy qua huyền mạch rót vào trong kinh mạch. Trong lúc đó có một nguồn sức mạnh chảy từ thiên mệnh tháp gia nhập vào trong dương kinh của cơ thể, còn một phần sức mạnh từ cửu liên đài phóng ra cũng nhập vào trong âm kinh. Cuối cùng chảy qua đường kinh mạch nhỏ nhất nhập vào trong tế bào lần nữa, hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Năng lượng này liên tục tuần hoàn trong cơ thể 10 lần, Ngô Bình lập tức mở bừng mắt mà cảm nhận được sức mạnh đang vận chuyển với hiệu sức cao quanh cơ thể mình. Mỗi một lần tuần hoàn, thể chất của anh lập tức mạnh lên một chút. Khả năng cũng phát triển lên một vạch. Năng lượng tuần hoàn đến vòng 360, Ngô Bình cảm giác được một nguồn hơi thở khủng bố đổ ập đến. Tuy anh vẫn ngồi thiền, nhưng thực chất linh hồn đã bước vào trong cõi thần tiên gặp Nguyên Thủy Đạo Tôn. Ông ấy cười nói, đại thần kiếp của con đến rồi, ngoài kia là thần kiếp sơn. Con leo đến đỉnh núi đó, lịch kiếp đi. Ngô Bình gật đầu rời khỏi cung điện lớn, rồi bay lên ngọn núi cao vạn trượng kia. Anh vừa đạp xuống đỉnh núi, không trung lập tức giăng đầy mây đen. Trên bầu trời xuất hiện trăm nghìn bóng sinh linh hỗn độn, mà nhìn kỹ hơn chút nữa bên trong đó xuất hiện 10 bóng dáng khủng khiếp hơn. Những bóng dáng đó giống như đều sử dụng nguyền rủa, máu của Ngô Bình lập tức sôi trào vì thích thú. Cơ thể anh bắt đầu thối rữa, hàm răng cũng bóc ra, làn da chảy xệ, khuôn mặt già nua đi, lục phủ ngũ tạng đều dừng hoạt động. Ngay cả đôi mắt của anh cũng dần dần mất đi tầm nhìn. Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt. Trong cung điện có vài bóng người bay ra, họ đứng lơ lửng ở giữa không trung run sợ nhìn về phía thần kiếp sơn. Nguyện Thủy Đạo Tôn hiếm khi xuất hiện, cũng đã rời khỏi cung điện của bản thân đứng bên cạnh 6 vị cường giả. 6 người này chính là đệ tử của ông ấy, mỗi người đều đã là cường giả hỗn độn cảnh rồi. Nguyên Thủy Đạo Tôn mở to hai mắt chửi thầm, ông trời làm trận độ kiếp lần này ý gì? Chỉ một đại thần kiếp thôi sao lại bày ra đại kiếp hỗn độn thiên sát tuyệt mạng như vậy chứ? Đại kiếp thiên sát này chỉ có sinh linh chí tôn thiên tài của hoàng tộc hỗn độn mới có cơ hội chạm mặt được cái này, nhưng mà cấp độ cũng không biến thái như vậy. Giang Đạo Sinh cười khổ, dù sao, tiểu sư đệ cũng là một quái thai cho nên đại thần kiếp của hắn cũng mạnh hơn gấm mười mấy lần với thiên tài hoàng tộc gặp mà. Đúng lúc này, Ngô Bình nhanh chóng vận chuyển sức mạnh pháp thân cửu chuyển trong cơ thể. Quá trình già nua của anh bắt đầu đảo ngược lại. Thị lực khôi phục, làn da biến nên trẻ trung, hàm răng lại mọc ra lần nữa, toàn cơ thể đều phát ra ánh sáng sáng ngời. Lúc này, thần anh mạnh nhất của Ngô Bình nhắm thẳng lên không trung đánh,
dưới chân của thần anh có vô số ánh sáng liên kết với cơ thể anh. Nhưng ánh sáng này đều do thiên kinh và địa vĩ tạo thành, nó giúp cho thần anh và pháp thân của Ngô Bình hợp thành một. Ầm ầm, 10 vạn bóng sinh linh hỗn độn lập tức hóa thành tia chớp sinh linh đánh mạnh vào thần anh của Ngô Bình. Thần anh của Ngô Bình siết chặt, ngoài cơ thể hiện lên một lớp ánh sáng lấp lánh, trên lớp ánh sáng lấp lánh này có hàng tỷ phù văn đang di chuyển kết thành một đại trận phòng ngự cao cấp. Tia chớp bắn trúng trên lớp màn ánh sáng kia, ánh sáng trên lớp màn đó bắt đầu di chuyển ấy vậy mà tìm được sơ hở của tia chớp và nhẹ nhàng tách ra, thậm chí lớp màn ánh sáng còn hút lấy sức mạnh của tia chớp. Những tia chớp bị lớp ánh sáng hút vào lập tức biến thành một dạng phù văn hỗn độn sinh linh, rồi bị thần anh của Ngô Bình hút lấy. Ngô Bình từng trải qua cửu thiên thập địa tuyệt sát thần kiếp rồi, lần đó anh dùng rất nhiều bảo vật để bảo vệ mình mới có thể thoát nạn được. Mà thần kiếp lần này còn hung dữ và có uy lực so với trước gấp mấy lần, nhưng anh lại có thể nhẹ nhàng thoát nạn được. Ngay khi bóng 10 vạn hỗn độn sinh linh hóa thành tia chớp bị thần anh hút hết, thần anh của Ngô Bình sáng lên rồi hóa thành dương thần. Vào lúc này 10 bóng vô thượng không biết xuất hiện từ đâu, tách ra đánh vào thần anh của Ngô Bình. Ngay tức thì đột nhiên trên đỉnh đầu của Ngô Bình xuất hiện một quả cầu màu tím đen phủ đầy tia chớp, từ trong đó phóng ra muôn vàng tia chớp tím đen hủy diệt hết tia chớp xung quanh không còn một bóng. Răng rắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiếng vang lớn truyền ra, trên bức màn ánh sáng xuất hiện một cái khe nhưng nhanh chóng tự chữa lành lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tia chớp liên tục đánh đến, mỗi lần càng hung tợn hơn. Thậm chí ngày một tập trung dày đặc. Dần ra, tốc độ tự chữa lành của màn ánh sáng không kịp với sức tổn hại của nó. Đúng lúc này Ngô Bình bất ngờ bay lên trời, đưa cơ thể chắn trước thần anh. Mọi người nhìn hình ảnh trước mắt mà sợ ngây ra, tự hỏi anh muốn làm gì? Chẳng lẽ, anh đang dùng cơ thể để chống chọi với thần kiếp? Tương đương với đi tìm đường chết đấy. Răng rắc. Cuối cùng màn ánh sáng cũng bị đập nát. Vô số tia chớp màu tím đen đánh thẳng lên cơ thể Ngô Bình, đánh đến mức da thịt anh bong chóc ra. Nhưng thần kỳ thay, cơ thể anh nhanh chóng hồi phục lành lặn. Thần anh của anh thỉnh thoảng cũng đỡ vài cái, nên chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng. Quả cầu tia chớp tím đen kia xuất hiện tầm 15 phút, cơ thể Ngô Bình liên tục bị nổ trọng thương nhưng tốc độ tự lành cũng cực kỳ nhanh chóng. Cho nên, quả cầu tia chớp kia không tạo thương tổn gì đến anh. Thần anh cũng nhiều lần bị tia chớp nổ trúng. Nhưng cơ thể của nó tự động chữa lành nên cũng nhanh chóng lành lặn. Cuối cùng, quả cầu màu đen tia chớp kia biến mất, 10 bóng dáng khủng khiếp giữa không trung cũng mất tăm hơi. Đại thần kiếp kết thúc rồi. Lúc này, thần anh của Ngô Bình phóng ra ánh sáng lấp lánh giống như qua ảnh hưởng của thần kiếp, nó thay đổi hóa thành dương thần. Dương thần là một loại giống thực thể cũng như là hình dạng năng lượng sinh mệnh. Dựa theo ý niệm trong lúc tu hành tiên đạo, bây giờ anh có thể cất cơ thể mình đi và dùng dương thần đi khắp thiên hạ. Nhưng thực tế thì cơ thể bây giờ của Ngô Bình không yếu hơn thần anh là bao, cho nên anh vẫn cất dương thần vào trong cơ thể. Anh quay về cung điện, lại một cái với Nguyên Thủy Đạo Tôn, ta lịch kiếp xong rồi thưa sư tôn. Gương mặt của Nguyên Thủy Đạo Tôn trông hơi quái lạ, rồi ông ấy bật cười nói, khá lắm. Bây giờ con vừa mới có được dương thần, tiếp theo có thể chuẩn bị đánh sâu vào đạo cảnh rồi. Ngô Bình, thưa sư tôn, thiên giới sắp xuất hiện lần nữa, nhưng ta còn có một vài chuyện chưa giải quyết kịp nên muốn quay về một chuyến. Ừm được rồi, con về đi, nhớ dẫn theo hai con rồng kia đấy. Kim Long và Hồng Long đã hóa thành hai thiếu niên, tu vi của họ đều rất cao đã đạt đến cấp mạnh nhất trong đạo cảnh tầng 6 rồi. Ngô Bình gật đầu, dẫn theo hai thiếu niên quay về Giang Tông. Giang Đạo Sinh làm nhiệm vụ dẫn Ngô Bình về Giang Tông. Ngay lúc hai người đang bay trên không trung của Giang Tông, chỉ thấy hình ảnh bận rộn của tông môn này. Vô số người bay tới bay lui, giống như có chuyện lớn gì đó đã xảy ra. Chuyện gì thế? Ngô Bình hỏi Giang Đạo Sinh. Mấy ngày nay tiểu sư đệ luôn tu luyện nên không biết lá chắn giữa tiên giới đã biến mất. Nguyên thủy tiên giới biến mất, vậy nên lãnh thổ của nó đã trở về thành một bộ phận của thiên giới. Giang Sinh Đạo nói. Ngô Bình cảm nhận kỹ lại mới phát hiện đúng như vậy. Pháp tắc tiên đạo ở đây cũng khác với lúc trước. Anh hỏi tiếp, thế nguyên thủy tiên giới xử lý chuyện này thế nào thưa sư huynh? Giang Đạo Sinh, thượng phủ xác nhập vào hạ phủ thành lập thành nguyên thủy tiên giáo, sử dụng sức mạnh có trong tập hợp đó. Ngô Bình hơi lo lắng tình hình của ba cô gái Nguyệt Thanh Ảnh, Hà Tử Trần,
Lý Thuần Như nên chỉ nói vài câu với Giang Sơ Nhan, rồi vội vàng chạy đến Thần Châu. Ban đầu, Thần Châu là vùng đất bảo địa của Nguyên Thủy Tiên Giới, Nguyệt Thị rất có uy danh trong đó. Nhưng khi Ngô Bình xuất hiện ở Thần Châu, mới phát hiện chỗ này toàn xác chết và khắp nơi đều là khói lửa. Anh lo lắng cho Nguyệt Thanh Ảnh nên lập tức liên lạc với cô ấy. Chẳng mấy chốc, Nguyệt Thanh Ảnh đã bay từ xa lại, quần áo của nàng dính máu, ánh mắt cũng mang theo sát khí chưa tan hết. Anh Bình, lòng của Nguyệt Thanh Ảnh rối loạn khi nhìn thấy Ngô Bình, ngay cả tiếng gọi cũng phát run. Ngô Bình nhíu mày, có chuyện gì vậy Thanh Ảnh, cô vừa đánh nhau với ai? Nguyệt Thanh Ảnh, thiên hạ xảy ra thay đổi lớn, rất nhiều thế lực bên ngoài Thần Châu muốn đánh vào đây. Vậy nên bây giờ khắp nơi đều là địch, chỉ sợ không thể chống đỡ được lâu. Ngô Bình hỏi, thế lực chủ yếu nào đang tấn công Thần Châu? Tiên Vu Tông, tông môn này chuyên về vu đạo, tông chủ bọn chúng là cường giả đạo cảnh đỉnh, và lại còn có rất nhiều chiêu trò ghê gớm. Trận chiến vừa diễn ra, Nguyệt Thị đã bị hành tơi tả, chết vài cao thủ, ngay cả cha tôi cũng bị thương. Ngô Bình nhướng mày nói, dẫn anh đến đó. Hai người đi vào địa bàn của Nguyệt Thị, đập vào mắt là trên không trung cao mấy trăm mét tại một tòa thành. Nguyệt Thị đang chém giết với một đám tu sĩ mặc đồ đen. Hai bên dùng đủ mọi chiêu trò đánh nhau, sấm phù bay ngập trời, các loại tiên pháp ảo diệu đều bay tán loạn. Trên không trung đều là pháp bảo, phi kiếm, mỗi giây mỗi phút đều có người chết trận. Ngô Bình vừa liếc mắt đã thấy Nguyệt Đông Thăng cũng đang chém giết ở đó. Lúc này, Nguyệt Đông Thăng đang một mình đánh với hai cao thủ rơi vào thế yếu. Anh lập tức bay đến đó, vung tay lên, bầu trên lập tức xuất hiện ánh sáng kiếm sáng ngập trời, lao xuống mọi người. Đám người nhìn ánh sáng kiếm khủng khiếp thế kia, lập tức sợ hãi tái mặt, vội vàng rút sát chiêu lại. Tất cả dừng tay, Ngô Bình lạnh lùng nói, tiếng quát của anh làm tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ngô Bình đi đến trước mặt Nguyệt Đông Thăng, người sau lưng lập tức vui mừng nói, Lý Công Tử đã đến rồi. Ngô Bình, những người này từ đâu đến vậy? Họ muốn làm gì? Nguyệt Đông Thăng lập tức tức giận nói, họ đều là tu sĩ tại Tiên Vu Tông giáp ranh giới với mảnh đất Nguyên Thủy Tiên Giới, địa bàn của họ bị dị tộc chiếm giữ nên vội vàng đến đây tranh cướp địa bàn Nguyệt Thị chúng ta. Ngô Bình nhìn về phía đám tu sĩ hắc y hỏi, ai là tông chủ của Tiên Vu Tông? Một ông lão râu vàng bay đến, ôm quyền hỏi Ngô Bình, các hạ là ai? Ngô Bình nói, Lý Huyền Bình, đệ tử thứ bảy của đạo tôn Nguyên Thủy Sơn. Người kia vừa nghe Ngô Bình giới thiệu, gương mặt lập tức thay đổi hốt hoảng nghĩ thầm thì ra là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn. Thân phận người này lừng lẫy như thế, không phải một Tiên Vu Tông nhỏ bé như ông ta có thể chọc vào. Người đó nói, tại hạ là tông chủ Tiên Vu Tông, Hắc Đông Bình. Tiên Vu Tông của chúng ta không có nhà để về nên muốn đặt chân ở Thần Châu, nhưng Nguyệt Thị lại không cho chúng ta bước vào đây thưa Lý Công Tử. Lãnh thổ này từ đầu không có chủ. Huống hồ gì bọn ta đang gặp nguy hiểm nên hành động này khó trách quá trớn. Nguyệt Đông Thăng tức giận quát, bớt nói xàm. Đệ tử Tiên Vu Tông của các người quá ngạo mạn, làm bị thương hơn 10 con cháu Nguyệt Thị không nói còn cướp mấy cửa hàng của bọn ta. Cách làm của các người chả khác nào bọn giặc cướp cả. Hắc Đông Bình nói, tu sĩ của Tiên Vu Tông đều từng gặp tình huống sợ hãi, bây giờ không có nhà về nên tính cách cũng nôn nóng có thể thông cảm được. Và lại, ta đã xin lỗi các ngươi rồi nhưng Nguyệt Thị các ngươi không bỏ qua, rõ ràng đang ép bổn tông khai chiến với Nguyệt Thị. Ngô Bình suy nghĩ lại hỏi, mục đích Tiên Vu Tông các ngươi là gì, ở tạm thời tại Thần Châu hay lâu dài? Hắc Đông Bình nói, thật ra bây giờ chúng ta không có nhà về. Vậy là thường trú rồi, Ngô Bình nói, nhưng chỗ này là địa bàn của Nguyệt Thị, các ngươi muốn ở lại chỉ có một cách phải gia nhập vào Nguyệt Thị. Hắc Đông Bình nghe Ngô Bình nói vậy. Gương mặt lập tức u ám đi, nói, Lý Công Tử, Tiên Vu Tông chúng ta truyền thừa từ đời này sang đời khác, nên không gia nhập vào thế lực của kẻ khác. Ngô Bình, không gia nhập thì có thể đánh đến sống chết cướp địa bàn. Nhưng ngươi cũng hiểu rõ sức mạnh hiện tại của Tiên Vu Tông không bảo vệ nổi địa bàn của mình. Dân tộc trước đó có thể đánh hạ địa bàn của các ngươi, thì đời sau cũng có thể đánh hạ được Thần Châu. Hắc Đông Bình im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới nói, Lý Công Tử. Với sức mạnh của Nguyệt Thị cũng không đủ thâu tốn Tiên Vu Tông của chúng ta. Dù Tiên Vu Tông ta có gia nhập ai, cũng phải chọn một thế lực lớn. Ngô Bình, Thần Châu không nhỏ, nếu không muốn bị dị tộc thâu tóm thì phải hợp tác với nhau. Khi đó thế lực của Nguyệt Thị, Khương Thị, Lôi Thị,
và Tiên Vu Tông phải liên kết lại mới có đủ sức mạnh chống dị tộc. Nếu không, sớm muộn gì Thần Châu cũng rơi vào tay dị tộc. Hắc Đông Bình nghe thế lập tức nói, thế cũng cần một nhân vật mạnh xuất hiện dẫn đầu, chứ không Thần Châu cũng sẽ chia bè sẻ nghé. Đương nhiên, Ngô Bình nói, chuyện này ta sẽ làm chủ. Hắc Đông Bình nhìn Ngô Bình thật lâu nói, Lý Công Tử là đệ tử đạo tôn, ta tin Công Tử. Nhưng Tiên Vu Tông ta cũng có ít yêu cầu, đó là có được một mảnh đất rừng chân tại Thần Châu. Ngô Bình, được, ta có thể vẽ một khu vực tại địa bàn Nguyệt Thị cho các Tiên Vu Tông các ngươi làm nơi ở. Nguyệt Đông Thăng lo lắng hỏi, Lý Công Tử, sức mặt Tiên Vu Tông mạnh hơn Nguyệt Thị chúng ta, bọn ta sợ nuốt không trôi. Ngô Bình nói, tại thời điểm vàng cần hợp tất cả thế lực tại Thần Châu lại với nhau, sau đó xây dựng một nguồn sức mạnh, cùng nhau đấu với việc dị tộc xâm chiếm. Chứ không chắc chắn Thần Châu sẽ bị thâu tóm chỉ trong tích tắc, mà mọi người cũng không có nhà để về giống như Tiên Vu Tông. Bác Nguyệt nhanh mời gia chủ Khương Thị với Lôi Thị đến đây, để ba nhà thương lượng chuyện lớn. Nguyệt Đông Thăng cười khổ, thế lực và sức mạnh của Lôi Thị với Khương Thị cũng mạnh hơn Nguyệt Thị, sợ họ không chịu hợp tác. Tình huống sống chết trước mắt, họ không quyết định được. Ngô Bình nói, bác Nguyệt cứ đi mời, còn chuyện đến hay không là do họ. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, được. Sau đó Nguyệt Đông Thăng đàm phán với Tiên Vu Tông, tạm thời vạch ra một phần đất cấp cho họ sử dụng. Cùng lúc đó, Nguyệt Tổ cũng đi liên lạc với Khương Thị và Lôi Thị, mong ba nhà có thể hợp tác cùng nhau chống địch ngoài. Ngô Bình với Nguyệt Thanh Ảnh đến cả cửa hàng của Nguyệt Thị trước, bởi vì anh vừa hoàn thành đại thần kiếp nên muốn thử đột phá lên cửu biến cảnh. Từ xưa đến nay, cửu biến cảnh là cấp độ khó tu luyện. Người xưa có câu, tam biến là lương. Ngũ biến là hiền, lục biến là thánh, thất biến là chúa tể, bát biến là hoàng, cửu biến là vô thượng. Nói cách khác, nếu đạt được ngũ biến thì người đó có tư chất của bậc hiền giả, thất biến có thể thành chúa tể, bát biến có thể thành một vị thánh hoàng. Bởi vậy có thể thấy, cửu biến cảnh là cấp khó khăn đến nhường nào. Cửu biến cảnh cần tu hành một bộ pháp môn, Ngô Bình nhớ những thu hoạch của bản thân tại Thiên Ma Cốc ở Thần Châu. Lúc đó, anh có được Thiên Ma. Thiên ma hấp thụ số lượng lớn sức mạnh sinh mệnh là một loại năng lượng mạnh mẽ đến quái lạ và có thể giúp sức mạnh của anh tăng lên. Vậy là anh mang thiên ma đã bắt được lần đó ra, thiên ma này đã cắn nuốt qua xác của hỗn độn thiên cho nên đã mạnh đến kinh người. Ngô Bình phong ấn nó trong một cái lu lớn để tích lũy ở thần môn. Bây giờ anh lấy cái lu lớn ra, thiên ma màu đen bên trong lập tức ngưng tụ thành hình người nhìn Ngô Bình như hổ rình mồi. Nhưng trước đây nó đã bị luyện hóa một phần. Nên không dám đánh anh nữa. Ngô Bình quyết đoán vươn tay ra, chụp lấy nó. Hình người lập tức biến thành một dòng nước lỏng quấn quanh Ngô Bình. Pháp thân cửu chuyển của Ngô Bình đã bốc lên một ngọn lửa màu vàng quanh thân rồi bắt đầu dốc hết sức luyện hóa. Anh có thể vượt qua được đại thần kiếp kinh khủng nhất, nên kẻ hèn thiên ma này cũng chả coi vào đâu. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thiên ma đã bị anh luyện này một năng lượng màu vàng. Tiếp theo đó, anh tu luyện từ nhất biến đến tam biến rất nhẹ nhàng, bởi vì thể chất của Ngô Bình đã mạnh sẵn hơn nữa khi dùng, cũng chỉ mất mấy phút. Cho nên, khi bắt đầu tu luyện từ biến, anh mới cảm giác khó khăn. Mỗi một lần thay đổi, cơ thể và cấm thần của anh được cường hóa, ưu thế được tăng cao, bổ sung cho khuyết điểm và xuất hiện ưu thế mới. Lúc này, Ngô Bình mượn sức mạnh của thiên ma nhanh chóng hoàn thành tam biến, nhưng từ biến lại tốn rất nhiều thời gian của anh. Anh cảm giác nhanh thế nào, cũng phải mất dăm ba bữa. Nguyệt Thanh Ảnh vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Bình, khi cô ấy cảm thấy hơi thở của anh ngày một mạnh lên đã tò mò hỏi, anh Bình, anh đang tu luyện vào đạo cảnh à? Ngô Bình cười nói, không phải đạo cảnh mà là cửu biến cảnh. Em có thể hiểu nó là một giai đoạn phải vượt qua, trước khi đến đạo cảnh. Cửu biến cảnh có thể khiến cho cơ thể và thần hồn đạt đến mức hoàn mỹ nhất. Sau đó anh lại hỏi tình hình bên ngoài. Ba nhà đã bàn bạc chưa? Nguyệt Thanh Ảnh cười khổ, lão tổ đang nói chuyện với lão tổ Khương Thị và Lôi Thị, nhưng em nhìn vẻ như mọi người đang không có điểm chung nên không muốn hợp sức hợp người, càng không muốn nhường địa bàn. Ngô Bình suy nghĩ một lát lại nói, chúng ta qua đó đi. Trong đại sảnh Nguyệt Thị đang tiếp khách, lão tổ Khương Thị và Lôi gia đều có gương mặt đen như đít nồi và cãi nhau ác liệt. Lão tổ nhà họ Lôi lạnh lùng nói, nhà họ Lôi sẽ không nhường địa bàn. Với lại nhà họ Lôi phải có quyền chủ động trong việc quản lý. Dù sao trong mấy nhà, thì sức mạnh của nhà họ Lôi là mạnh nhất. Lão Tổ Khương ra bật cười lạnh, nhà họ Lôi ông mạnh nhất sao?
Lời này ai nhận xét thế, chẳng lẽ do ông nói? Ha ha, lúc này dị tộc sắp đánh đến cửa, ông có nói mấy lời này cũng vô dụng. Nguyệt Tổ vội vàng nói, nếu hai vị không cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thì khi dị tộc tấn công, từng bộ phận của chúng ta sẽ bị tiêu diệt sạch. Thần Châu là bảo địa hiếm có của nguyên thủy thiên giới, chắc chắn dị tộc đã thèm nhỏ dãi lâu lắm rồi. Ngắn thì dăm ba bữa, lâu thì một hai tháng sẽ có dị tộc đến đây. Mấy người không cần cãi nữa. Ngô Bình đột nhiên đi đến. Câu là ai? Lão tổ nhà họ Lôi u ám hỏi. Ngô Bình lạnh lùng nói, ta là thất đệ tử của nguyên thủy đạo tôn, Lý Huyền Bình. Nếu hai vị đồng ý nghe theo sắp xếp của Nguyệt Thị, mọi người cùng nhau đấu với dị tộc ta sẽ cho hai nhà các vị một con đường lui. Lỡ như khi chúng ta giữ không được Thần Châu, ta sẽ tìm một địa phương gần Nguyên Thủy Sơn cho các vị an cư lạc nghiệp. Anh vừa dứt lời, hai người lập tức bất ngờ, công tử là đệ tử của đạo tôn. Ngô Bình, các vị về nghĩ kỹ đi, trước khi trời tối hãy trả lời. Còn sau thời gian đó, các vị có đồng ý thì cũng vô nghĩa. Hai người nhìn nhau, vội vàng cáo lui trước. Đợi họ đi rồi, Nguyệt Tổ mới cười khổ nói, nội bộ của mọi người lục đục, dù dị tộc có đến thật cũng không thể hợp tác nổi. Hai, quan trọng là thể lực của Nguyệt Thị gia không phải là người mạnh nhất. Chuyện này cần tìm một thế lực mạnh, mới yên được. Ngô Bình gật đầu, trước mắt để xem lựa chọn của họ đã. Đây chỉ là kế hoạch đầu tiên, nếu chống dị tộc xâm lược và giữ Thần Châu thì lúc đó Thần Châu sẽ trở thành một căn cứ cho nhân tộc. Những gia viên tu sĩ không có nơi ở sẽ nhanh chóng ảo ạt xin vào gia nhập, khi đó Thần Châu sẽ hội tụ một số lượng lớn cao thủ chỉ trong đoạn thời gian ngắn rồi càng về sau sẽ càng mạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu sĩ ở Thần Châu có thể chống được sự xâm lược của dị tộc trước đã, đương nhiên nếu không giữ được thì ta sẽ sắp xếp cho Nguyệt Thị một nơi an toàn. Nguyệt Tổ gật đầu, đúng vậy, các thế lực không giữ được đất đai sẽ cuồn cuộn kéo đến làm tị nạn ở Thần Châu này liên tục. Ngô Bình gật đầu. Cho nên nếu Lôi Thị và Khương Thị không hợp tác cũng không sao. Nguyệt Thị cứ ra mặt tiếp nhận những tu sĩ gia nhập trước, cung cấp chỗ ở và trị thương cho họ là được. Anh vừa nói xong đã có người vội vàng chạy đến nói, thưa lão tổ. Hơn 1000 tu sĩ quỷ kiếm môn vào địa bàn của Nguyệt Thị ta, có vài vị trưởng lão đang nói chuyện với họ. Ngô Bình hỏi, quỷ kiếm môn ở đâu? Nguyệt Tổ nghe thế nói, quỷ kiếm môn ở Tây Bình của Thần Châu. Tông môn này đứng đầu các tông môn hơn 10000 dặm bên ngoài nơi này. Ta không ngờ ngay cả thế lực mạnh mẽ như quỷ kiếm môn cũng không chống đỡ được. Ngô Bình, chúng ta ra xem đi Nguyệt Tổ. Nguyệt Tổ gật đầu, hai người nhanh chóng xuất hiện tại buổi gặp mặt. Ngoài thành Minh Nguyệt, có hơn 1000 tu sĩ đứng đó. Trong số họ có hơn nửa số người đã bị thương, vài người bị thương rất nghiêm trọng. Người ra đối thoại bên này là Nguyệt Đông Thăng. Còn bên đối phương mà một người trung niên mặc áo màu xanh. Người đó nói, quỷ kiếm môn của bọn ta đã tổn thất rất nghiêm trọng, hơn 10000 đệ tử chỉ còn hơn 10000 thôi. Nếu Nguyệt Thị đồng ý nhận, quỷ kiếm môn vô cùng cảm kích. Nguyệt Đông Thăng nói, không cần nói đến tiếp nhận, Nguyệt Thị ta còn đồng ý cung cấp tất cả những gì có thể giúp đỡ cho các vị. Ngô Bình với Nguyệt Tổ đến, Nguyệt Đông Thăng nói lại sơ lược tình hình cho hai người hiểu. Ngô Bình ôm quyền. Ta là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn, Lý Huyền Bình. Các hạ xưng hô thế nào? Người trung niên mặc áo xanh vội vàng nói, tại hạ là môn chủ quỷ kiếm môn, Hồ Dịch An. Ngô Bình, mong Hồ môn chủ đợi một lát, ta cử người sắp xếp một ít khu vực cho mọi người. Hồ Dịch An lập tức chắp tay hành lễ, đa tạ. Hồ môn chủ, tình hình trước đó thế nào rồi? Trừ tu sĩ ra, cá bá tánh chạy đến đây không? Hồ Dịch An thở dài. Bá tánh bình thường là khổ nhất, đa phần họ đã bị giết thậm chí còn bị ăn sống. Một số ít bị bắt lại làm nô lệ cho dị tộc. Chỉ có 3-4% bá tánh trốn thoát được, nhưng tốc độ họ chạy trốn không nhanh với lại muốn vượt qua khu vực thiên giới sợ là lành ít dữ nhiều. Dị tộc xâm lược là loài nào, số lượng bao nhiêu? Ngô Bình hỏi. Hồ Dịch An, đó là một loại giống như cánh chim, xương lộ ra ngoài da trông như quái vật, hàm răng sắc nhọn. Đầu như bộ xương khô thích hút máu người, có thể nói tiếng người. Mỗi cá nhân bọn chúng có sức chiến đấu rất mạnh, đặc biệt là thể chất rất rắn chắc, tiên pháp chỉ để lại vết thương nhẹ cho chúng. Đám dị tộc này tự xưng là phi linh tộc, còn chúng ta gọi chúng là phi quỷ tộc. Đại quân phi quỷ tộc có hơn 10000 con, bình thường chỉ cứ hơn mấy ngàn, mấy vạn người đã có thể đo ván một tông môn rồi. Tông môn xung quanh đây đều dần bị bọn chúng chiếm đóng hết,
quỷ kiếm môn của bọn ta cũng chỉ cố gắng chống đỡ hơn một ngày đã bị đánh bại. Ngô Bình gật đầu, ta chắc chắn đối phương sẽ tấn công tiếp nữa đấy thưa hồ môn chủ, có nghĩa là không bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ chạm mặt với phi quỷ tộc. Các ngươi từng có kinh nghiệm chiến đấu với phi quỷ tộc rồi, mong có thể giúp các tu sĩ thần châu chuẩn bị trước. Hồ Dịch An vội vàng nói, chuyện đó phải làm mà. Tiếp theo đó Ngô Bình mời nhóm người vào trung tâm thành, cung cấp thức ăn chỗ ở cũng chữa trị cho những người bị thương nghiêm trọng. Anh còn luyện chế ra mấy lò tiểu hoàn đan nhỏ để chữa thương. Trong lúc sắp xếp chỗ ở cho mọi người, Ngô Bình đã tìm đến Hồ Dịch An nói, Hồ môn chủ, ta muốn đến địa bàn của dị tộc quan sát trước, ông có muốn đi cùng ta không? Có rất nhiều đệ tử thân thiết của Hồ Dịch An đã chết dưới tay phi quỷ tộc, nên ông ta đã hận phi quỷ tộc ngút trời. Khi ông ta nghe đề nghị này, lập tức gật đầu không chút do dự, công tử đã cam tâm vào chỗ nguy hiểm như thế, đương nhiên ta không có gì mà sợ. Nhưng tốc độ bay của phi quỷ tộc rất nhanh, một khi họ bao vây chúng ta chỉ sợ khó mà lui về an toàn. Ngô Bình cười, nếu ta đã dám đi, cũng có cách đối phó với tình huống phát sinh của đám quỷ đó chứ. Hai người bàn bạc xong lập tức sử dụng độn thuật, đi đến trước quỷ kiếm môn. Quỷ kiếm môn không thẹn là tông môn đứng đầu, kiến trúc chập trùng, xây dựng trong các dãy núi, dưới thung lũng tại Sơn Cốc còn có một tòa thành lớn xây ở đó. Giờ phút này trong thành đều là các căn phòng bị cháy trụi và xác chết la liệt đầy đất, trên bầu trời còn có phi quỷ tộc mọc ra cái cánh bay lượn tuần tra. Vóc người họ cao hơn 2 mét, toàn thân màu xanh đen, lỗ tai nhọn, đôi mắt màu tím sáng lên trong đêm. Trông họ không giống người, chỉ có thể giống quỷ. Ngô Bình nhìn lướt qua hỏi, hồ môn chủ còn có đồ vật nào chưa kịp lấy không? Hồ Dịch An nói, có một cây thánh kiếm quỷ đạo có từ khi vừa mới thành lập quỷ kiếm môn, chuôi kiếm này cất sâu trong ngầm, mũi kiếm cắm ở một tảng đá lớn không thể rút ra được, mà cũng không thể xách tảng đá lớn đó đi. Ngô Bình, thánh kiếm quỷ đạo này có nguồn gốc từ đâu? Ta không rõ cụ thể, chỉ biết lão tổ tông môn của ta vô tình phát hiện ra nó. Sau đó nhờ hấp thụ sức mạnh trong quỷ kiếm mới sáng lập ra quỷ kiếm môn. Tiếp theo đó là do tổ sư tìm hiểu thập tam kiếm và công pháp sử dụng của quỷ đạo, nên dần dần đưa quỷ kiếm môn đi lên trước dẫn đầu các tông môn thôi. Ngô Bình, ta gặp bọn họ trước, rồi chúng ta đi nhìn thanh thánh kiếm quỷ đạo đó. Anh nói dứt câu đã bắt đầu bay lên, bay ra ngoài thành đã gặp một đội. Đội này tầm 12 phi quỷ tộc vừa phát hiện ra anh, lập tức vui mừng nhào đến giết. Đúng như lời Hồ Dịch An nói, tốc độ bay của đám phi quỷ tộc này rất nhanh. Cơ thể đã đột phá đến vận tốc của âm thanh. Thoáng chốc, chúng đã đứng trên đỉnh đầu Ngô Bình, há cái mồm phun ra vài đường ánh sáng tím trông như kiếm quang đánh vào Ngô Bình. Ngô Bình nhẹ nhàng tránh đi, rồi cầm lấy bạch hổ tiên kiếm ra chém lại bọn chúng. Kiếm quang vừa lóe lên, bầu trời đã xuất hiện 1.000 vạn đường kiếm quang, chạm mười mấy tên phi quỷ tộc thành hai khúc, ít thì cắt đứt cánh chúng, còn mấy tên nặng hơn thì bay nửa đầu, bọn chết kẻ bị thương nhiều vô số. Hồ Dịch An nhìn hình ảnh trước mắt mà sợ ngây ra, ông ta cũng từng một mình chiến hơn 10 phi quỷ tộc nhưng cũng phải mất hơn 15 phút, dùng pháp bảo mới giết được mấy con. Ấy vậy mà người ta lại dễ dàng dùng một chiêu đã giết sạch một độ phi quỷ tộc thế kia, sức mạnh này quá là kinh khủng. Ngô Bình chém thêm một kiếm nữa giết sạch những phi quỷ tộc còn sống lay lắt, trong lòng cũng chẳng mấy bất ngờ. Dù sao, đám này cũng không giống với đám dị tộc anh đã gặp ở Thánh Cổ Đại Lục. Cứ thế anh lại giết thêm vài đội tuần tra nữa, cuối cùng gặp được một ít phi quỷ tộc có chút sức mạnh cao hơn đám kia, nhưng chúng vẫn bị giết sạch với một chiêu của anh. Gần đây tu vi của anh đã tăng lên, càng hiểu sâu xa hơn về kiếm đạo vương tọa nhờ đó mà tăng cấp từ tam thành lên hơn 5 thành rồi. Mỗi lần sử dụng kiếm chém ra, đều rất quyết tuyệt, ngay cả tu sĩ đạo cảnh cũng không thể chống nổi một nhát của anh. Sau khi anh giết mấy trăm lính phi quỷ tộc, cuối cùng khiến đối phương sợ hãi gọi thêm càng nhiều phi quỷ tộc nhào đến, Ngô Bình nắm cơ hội gọi Hồ Dịch An nhanh chóng chạy đến chỗ giấu thánh kiếm quỷ đạo. Thánh kiếm quỷ đạo nằm ở trong một cái động cũ xa xưa tại một ngọn nút, nhưng vị trí rất bí mật chỉ có Hồ Dịch An và một số ít người biết. Phi quỷ tộc cũng không phát hiện nơi này. Sau khi hai người vào động, tảng đá lớn chặn cửa ngoài cổ động tự động đóng lại, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy chỗ đó là một vách đá thôi. Trong cổ động, đập vào mắt là một căn phòng đá nơi để luyện công, đi tiếp vào trong một đoạn nhìn thấy thiên nhiên trong sơn động. Bên trong có một tảng đá khổng lồ màu bạc trắng, cao hơn 2 mét, trên đó có một thanh cổ kiếm đen xì cắm lên, chuôi kiếm nó màu đỏ để lộ một đoạn mũi kiếm.
Ngô Bình vừa nhìn thấy thanh kiếm đã cảm giác được sức mạnh cấm kỵ mạnh mẽ được cất chứa trong đó, với lại còn là đại thiên cấm kỵ vô cùng mạnh mẽ. Anh cũng có được cường giả cửu trọng cấm, cho nên có thể cảm nhận được trong cổ kiếm này cấm kỵ nhiều đến mức đa thập nhất trọng. Thậm chí, đã gần như sát với thập nhị trọng cấm. Anh nheo mắt hỏi, Hồ môn chủ thật sự không biết nguồn gốc của thanh kiếm này sao? Hồ Dịch An cười khổ nói, năm đó tổ sư hay vào trong động này, nên ta thật sự hoàn toàn không biết nguồn gốc của nó. Ngô Bình quan sát thanh kiếm cẩn thận, mới phát hiện ra bên trên tảng đá có vẽ một ít văn tự nhàn nhạt. Nhưng đoạn có đoạn mất, anh nói, ta thấy tổ sư của ngài đã tìm hiểu được một ít gì đó từ trên tảng đá này, mới lập nên quỷ kiếm môn được. Hồ Dịch An gật đầu, đúng là như vậy, ta cũng muốn tìm hiểu nhưng khó quá, tư chất của ta còn thua tổ sư nhiều lắm. Đột nhiên Ngô Bình vươn tay ra cầm lấy quỷ đạo thánh kiếm, đồng thời sử dụng sức mạnh cấm thiên và cửu dương hóa cấm. Hai nguồn sức mạnh này đều là năng lượng cấp cao, hai bên vừa tiếp xúc, một tiếng ong từ thanh kiếm truyền ra. Chuôi kiếm xuất hiện vô số tia sáng, nhanh chóng quấn quanh tay của Ngô Bình, mấy tia sáng này lập tức thấm vào thiên kinh địa vĩ của anh rồi rút năng lượng từ bên trong ra. Ngô Bình cảm giác người mình đã không còn, chỉ thoát cái sức mạnh toàn cơ thể của mình đã bị rút đi 1/3. Cũng may thân kiếm lại đẩy một cổ sức mạnh bồi bổ ngược lại vào trong cơ thể của anh, nguồn sức mạnh này chính là sức mạnh cấm kỵ trên thân kiếm. Hửm, sức mạnh cấm kỵ này có thể cắn nuốt hồn phách quỷ vật thật diệu kỳ. Ánh mắt của anh sáng lên, chỉ nhẹ dùng sức quỷ đạo thánh kiếm đã nhẹ nhàng bị anh rút ra. Toàn thân thanh kiếm một màu đen tuyền, mặt ngoài phủ hoa văn màu đỏ bạch, phát ra ánh sáng màu hồng và màu trắng đang chéo với hai chữ cổ này ghi chữ quỷ thánh. Kiếm vừa rút ra, tảng đá tức thì hóa thành bụi phấn, để lộ một bộ kinh thư bên dưới. Ngô Bình nhặt kinh thư đó lên, đã thấy bốn chữ ghi ngoài bìa quỷ đại chân giải. Anh mở kinh thư ra chỉ thấy nội dung chỉ có ba phần, bao gồm cấm thiên, kỵ thiên, chú thiên. Trong đó, cấm thiên là ghi chép lại 100 loại quỷ cấm thuật, kỵ thiên ghi lại 100 loại quỷ kỵ thuật, chú thiên đương nhiên cũng ghi lại 100 loại quỷ chú thuật. Tổng cộng 300 loại thuật. Hồ Dịch An vừa nhìn bộ kinh thư này mắt đã sáng lên. Ông ta biết những món đồ sư tổ học trước kia chính là sao chép lại một phần từ bộ kinh thư này. Ngô Bình cất kinh thư nói, sau này, ta sẽ giao kinh thư cho quỷ kiếm môn thưa Hồ môn chủ. Kể từ giờ, quỷ kiếm môn đã có thể nâng lên một bậc rồi. Hồ Dịch An vội vàng cúi người lại một cái, đa tạ Ngô công tử. Ngô Bình nói, ta lại giết ít phi quỷ tộc nữa thử xem uy lực của kiếm này ra sao. Thoáng chốc trong thành đã xuất hiện một bóng người chạy như bay xẹt qua. Tốc độ của phi quỷ tộc mệnh danh là kinh người giờ chỉ như rùa đen bò trước mặt của anh. Người này chính là Ngô Bình, anh cầm quỷ thánh kiếm, nhờ dung hợp sức mạnh giữa quỷ thánh kiếm và bản thân khiến sức mạnh của anh tăng lên vượt bậc. Anh đã vượt qua đại thần kiếp với pháp thân cửu chuyển mới như thế, chứ không chắc hắn không thể nào chấp nhận được sức mạnh đáng sợ của quỷ thánh kiếm được. Nhưng khi dung hợp sức mạnh to lớn của quỷ thánh kiếm vào người, sức mạnh của anh cũng đạt đến ngưỡng cửa không thể tưởng tượng được. Vụt. Một nhát chém màu đen vừa vụt qua, đã có một đội phi quỷ tộc bị giết. Đám phi quỷ tộc bị giết kia thả ra hồn, nhưng bị quỷ thánh kiếm hút mất và cuối cùng trở thành một sức mạnh được ngưng tụ cấm kỵ trong kiếm. Chờ đợi một ngày chín mùi, nó có thể hình thành thập nhị trọng cấm. Anh giết được mấy đội, lại có nhiều phi quỷ tộc nhào đến hơn, trong đó có rất nhiều cường giả. Ngô Bình cũng né đi, vừa mở ra quỷ đạo chân giả, chọn một bộ tu luyện quỷ cấm thuật, nó thuộc trong 36 quỷ cấm thuật đã ghi. Tên là Liệt Hồn Phi Nhận. Ngô Bình chỉ đọc qua một lần đã biết cách sử dụng và yêu cầu phối hợp của thuật này với quỷ thánh kiếm, nên bắt đầu luyện ngay. Chưa vài phút, anh đã hiểu rõ nguyên lý của nó lập tức niệm một đoạn chú, sức mạnh trong cơ thể lập tức rung lên theo sau đó là quỷ thánh kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thân kiếm bắn ra 3.000 tia sáng, nhỏ hơn cả tóc, những tia sáng này phát ra màu tím mạnh mẽ dài 3.000 trượng, bay múa đầy trời. Nếu người tinh tế có thể phát hiện ra, những tia sáng này đều do vô số phù văn biện thành, ẩn chứa pháp lực cấm kỵ đáng sợ. Chúng nở rộ như vô số sợi hoa hình thành 3.000 thanh kiếm bay, kéo theo gió xé hơn 1.000 phi quỷ tộc ở xung quanh đang đuổi theo giết Ngô Bình thành 5-7 mảnh. Biến chúng hóa thành từng cục máu thịt lẫn lộn không nhìn rõ, rơi xuống đất. Cùng lúc đó mỗi một kiếm bay đỏ thấm vội vàng hấp thụ sức mạnh hồn phách của chúng, sau đó ồ ạt chạy vào trong quỷ thánh kiếm. Sau khi Ngô Bình thử sức mạnh của quỷ thánh kiếm xong, cũng gọi Hồ Dịch An cùng đi về.
hai người quay về Thần Châu, phát hiện lão tổ Khương gia và Lôi gia đã ở đây. Hai người đang bàn bạc với Nguyệt tổ cái gì đó. Nguyệt tổ thấy Ngô Bình về, vội vàng nói, Lý công tử, có số lượng lớn tu sĩ bại trận đang tụ tập ở địa bàn Khương thị và Lôi thị, họ đang xảy ra chiến tranh nhỏ, chết và bị thương mấy trăm người rồi. Bây giờ, hai nhà đồng ý hợp tác với Nguyệt thị để cùng chiến đấu với địch. Ngô Bình chỉ ừm một tiếng rồi nhìn lướt qua lão tổ Khương gia và Lôi gia nói, thưa nhị vị, tình hình trước kia và bây giờ đã khác rồi. Ta mới vừa đến địa phương bị dị tộc đóng giữ một chuyến, giết mấy ngàn dị tộc và phát hiện ra sức chiến đấu của bọn chúng rất ghê gớm, và lại rất hiếu chiến. Chắc chắc không thiếu việc, bọn chúng thông hiểu về chiến trận. Nếu mọi người vẫn còn chia bè sẻ phái như thế thì hãy sớm bỏ Thần Châu đi, tìm một nơi an toàn mà trốn, còn ai không rời đi vườn tược của gia đình được thì dùng hết tâm mà hợp tác. Chuyện hợp tác này cũng cần người có tâm, sau này có nhiều lúc cần Khương thị và Lôi thị phải nghe theo mệnh lệnh của Nguyệt thị, mọi người hành động thống nhất. Gương mặt của lão tổ Khương gia và Lôi gia đều đen lại, sao vừa qua một ngày Lý công tử này đã đổi sắc với họ rồi. Hồ Dịch An đứng bên cạnh cũng trầm giọng nói, quỷ kiếm môn của ta nhờ công tử mới giữ được cái mạng. Kẻ nào trái lệnh công tử thì kẻ đó chính là kẻ thù của quỷ kiếm môn chúng ta. Hai nhà này đều biết quỷ kiếm môn mạnh thế nào, nếu môn phái này đã hợp tác với Nguyệt thị, thì rất dễ dàng tiêu diệt Lôi thị và Khương thị. Sau khi họ suy nghĩ mặt lợi mặt hai, lão tổ Khương gia ôm quyền nói, Khương thị đồng ý nghe theo sự điều khiển của Nguyệt thị. Lão tổ Lôi gia vừa nghe đành thở dài hết cách, lập tức cũng nói, Lôi thị gia cũng đồng ý nghe theo mệnh lệnh của Nguyệt thị, cùng nhau chống dị tộc. Ngô Bình gật đầu nói, các người họp lại bàn bạc về vấn đề tụ lực lượng lại và thống nhất người chỉ huy một chút đi. Chuyện này là việc nhỏ, đương nhiên đều giao cho người đa mưu túc trí sắp xếp. Anh còn phải lập tức hoạch cho toàn cục lần này. Một lát sau, Ngô Bình đi đến địa bàn Lôi thị, Lôi Vân Thành. Bên ngoài Lôi Vân Thành có mấy ngàn tu sĩ đang tụ tập tại đó, những người này đến từ hai cái môn phái chủ yếu Thất Hiền Tông và Thanh Tiêu Tông. Trong đó Thất Hiền Tông mạnh xếp vị trí thứ hai trong bảng tông môn, Thanh Tiêu Tông xếp vị trí đầu tiên. Hai tông môn này đều bị dị tộc chiếm, số người bị thương và chết vô số. Họ không còn chỗ nào để đi, nên chạy đến Thần Châu vào địa bàn của Lôi thị. Lúc đầu, Lôi thị không cho họ vào thành nên xảy ra xung đột, đánh chết và bị thương rất nhiều người. Bây giờ, hai bên vẫn còn đang giằng co căng thẳng, nhưng Lôi thị đã thiệt hại rất nặng nề. Không dám ra tay với đám tu sĩ không nhà này nữa. Ngô Bình đáp xuống thành, ôm quyền với những người kia nói, chào các vị, ta là đệ tử Nguyên Thủy Đạo Tôn, Lý Huyền Bình. Hiện tại đang quản lý hết mọi việc ở Thần Châu, có chuyện gì các vị cứ nói với ta. Một lão già mặc đồ xanh dẫn đầu ôm quyền nói, Thi Long Đấu, người của Thanh Tiêu Tông. Thanh Tiêu Tông của chúng ta và Thất Hiền Tông bị dị tộc xâm chiếm, tuy chúng ta đã chống trả nhưng không phản kháng được. Không làm gì địch nên đành thua trận rút lui. Bây giờ hai tông không có nhà để về, mong có thể tìm một chỗ an thân ở Thần Châu. Ngô Bình gật đầu, ta biết dị tộc đang tấn công khắp nơi, các ngươi cũng cần một chỗ an thân. Nhưng các ngươi cần đáp ứng một vài điều kiện khi gia nhập vào Thần Châu của ta, chính là các tu sĩ thần thông cảnh và đạo cảnh trong tông phải nghe theo điều lệnh và chấp nhận sắp xếp của một người duy nhất. Các ngươi có thể chấp nhận không? Thi Long Đấu nhíu mày. Thanh Tiêu Tông là một tông môn không thể chấp nhận bị người khác quản lý. Ngô Bình, đó là lựa chọn của các ngươi, đã không chấp nhận được điều kiện thì không thể nào Thần Châu, mời các ngươi đi nơi khác. Thi Long Đấu cười lạnh, nói đến cùng vẫn là các ngươi không cho chúng ta vào Thần Châu phải không? Ngô Bình, các ngươi đã thấy dị tộc rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chém giết tận Thần Châu thôi. Đến lúc đó chúng ta cũng phải tự bảo vệ thành, với yêu cầu tất cả sức mạnh đều phải phối hợp thống nhất. Nếu các ngươi đã không muốn phối hợp thì không cần ở lại. Thi Long Đấu đè giọng hỏi, nếu bọn ta vẫn muốn vào thành thì sao? Ngô Bình rút quỷ thánh kiếm ra, lạnh lùng nói, thanh kiếm này của ta vừa mới giết mấy ngàn phi quỷ tộc, cũng không muốn thêm máu nữa. Nhưng nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể cho các ngươi thấy máu. Ngay sau đó, Ngô Bình phóng ra khí tức đáng sợ từ quỷ thánh kiếm. Thi Long Đấu bị khí tức này chèn ép, không đứng nổi. Cảm giác bản thân như con thuyền gỗ lênh đênh giữa biển rộng đang nổi bão, có thể lật úp bất cứ lúc này. Thoáng chốc những khó chịu trong lòng ông ta đều bị sợ hãi thay thế, lập tức quát lớn, Lý công tử thật sự đã giết mấy ngàn phi quỷ tộc à? Ngô Bình lạnh nhạt nói, chuyện đó còn giả à? Thi Long Đấu hít sâu một hơi,
ông ta biết cục diện trước mắt một tông môn không thể nào đối phó được. Dù sao một cây làm chẳng nên non, cuối cùng mọi người phải hợp tác với nhau mới có khả năng đánh thắng địch mạnh được. Lý công tử, Thanh Tiêu Tông đồng ý chấp nhận điều kiện. Ngô Bình cười, thì tông chủ là người thông minh, chọn rất đúng rồi đấy. Bên kia Thất Hiền Tông tông chủ đi theo cũng đồng ý yêu cầu của Ngô Bình, đồng ý tuân mệnh của Nguyệt Thị và thống nhất hành động. Ngay sau đó, Ngô Bình đã bảo người mở cổng thành Lôi Thị ra, rồi sắp xếp chỗ ở cho đệ tử của hai tông ở Lôi Thị. Xong xuôi mọi chuyện, Ngô Bình lại đến địa bàn của Khương Thị, dùng cách chiêu mộ giống thể hợp được hai tông một môn khác, đón hơn 4.000 tu sĩ vào địa bàn Khương Thị. Sau khi giải quyết xong đống phiền phức này, anh quay lại chỗ ở tiếp tục nghiên cứu Quỷ Thành Kiếm. Anh phát hiện một nội dung diệu kỳ trong Quỷ Thánh Kiếm, khi nó phối hợp với kỹ thuật số 78, khôi binh thuật có thể sắp xếp một hình chiến trận lớn. Thuật này có thể phóng Quỷ Thánh Kiếm ra, chiếm lấy ý chí của một người biến thành khôi binh. Vì vậy anh quyết định sử dụng khôi binh thuật hợp nhất sức mạnh của nhóm tu sĩ thành một thể, nhờ đó sẽ đạt đến hiệu quả về cấm kỵ binh. Thậm chí cách này còn có thể mạnh hơn rất nhiều với cấm kỵ binh, bởi vì sức mạnh trung tâm của khôi binh là Quỷ Thánh Kiếm. Anh có thể dùng sức mạnh của bản thân và Quỷ Thánh Kiếm chia ra vận chuyển vào trong cơ thể của mỗi một người tu sĩ giúp tập thể họ phóng ra cách quỷ đạo nào đó. Giống như là quỷ cấm thuật hoặc là quỷ kỵ thuật. Trong thời gian tiếp theo, Ngô Bình dốc hết sức nghiên cứu 5 loại quỷ cấm thuật, 5 loại quỷ kỵ thuật và 3 loại quỷ chú thuật. Sau khi tu luyện xong, anh chưa kịp cảm nhận được thay đổi thì thấy trời đã sáng. Ngô Bình quyết định thử xem hiệu quả của nó. Đồng thời anh cũng muốn xem một ít tông môn này có phục tùng mệnh lệnh thật hay giả. Nguyệt Tổ vừa ra lệnh, Khương Thị, Lôi Thị, Thanh Tiêu Tông, Quỷ Kiếm Môn đều sôi nổi cử tu sĩ, đệ tử và trưởng lão đạt thần anh cảnh trong tông môn của mình ra nhận lệnh. Ngô Bình đứng ở một mảnh đất trống, đợi nửa giờ những người của các tông môn này mới lục đục đuổi đến. Anh kiểm tra một chút số lượng, hơn 5.700 tu sĩ thần thông cảnh, 145 tu sĩ đạo cảnh, còn có các tông chủ đều đến trình diện. Anh hỏi, các vị tông chủ, gia chủ đã phát tất cả các tu sĩ đạt đến yêu cầu đến hết chưa? Mọi người sôi nổi nói đã gọi hết toàn bộ, Ngô Bình gật đầu nói, tập hợp quá chậm, ta đã đợi ở đây nửa giờ rồi. Nếu dị tộc xâm chiếm, các ngươi cảm thấy bọn chúng cho chúng ta nửa giờ à? Những người phía dưới im lặng không nói, vài người cúi đầu, vài tông chủ chỉ nở nụ cười khổ. Ngô Bình lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên, ta không truy tội. Sau này nếu ta lại gọi các ngươi tập hợp, mọi người đến đây trong vòng vài phút. Nếu kẻ nào chậm trễ, thì phải chấp nhận xử phạt. Anh nói xong đã giơ cao Quỷ Thánh Kiếm lên, sử dụng khôi binh thuật. Ngay lập tức hơn 1.000.000 đường ánh sáng từ trời hạ xuống, rơi xuống đỉnh đầu của mỗi người. Tia ánh sáng chui vào trong cơ thể của những người này, thoát cái đã chiếm được ý thức của họ. Sau đó, kinh mạch mới bắt đầu xuất hiện trong cơ thể bọn họ, nó gọi là quỷ mạch. Sức mạnh của Quỷ Thánh Kiếm chạy qua tia sáng, chui vào trong quỷ mạch của mọi người. Tiếp theo tất cả mọi người đồng thanh tụng một loại chú ngôn, đó là Long Giáp chú đứng thứ 60 của quỷ chú thuật. Tiếng đọc chú ngôn vang lên, đỉnh đầu của mọi người cũng theo đó xuất hiện một cái mai rùa lớn, mai rùa tỏa ra một làn khí ánh sáng bao bọc, bảo vệ mọi người lại. Ngô Bình liên tục ban ra vài mệnh lệnh, tất cả mọi người đều phối hợp cực kỳ hoàn hảo không chút cặn kẽ. Anh cảm giác hiệu quả của khôi binh thuật mạnh hơn cấm kỵ binh trước kia rất nhiều. Một lát sau Ngô Bình thu lại sức mạnh, tất cả mọi người run lên cũng khôi phục lại ý thức của mình. Họ tò mò nhìn nhau, tự hỏi vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Ngô Bình cao giọng nói, các vị, vừa rồi ta sử dụng đạo binh thuật có thể hóa mọi người thành đạo binh trong đoạn thời gian ngắn và có thể sử dụng được đạo pháp mạnh mẽ. Biểu hiện vừa này của mọi người rất tốt. Ta có thể bảo đảm với mọi người rằng với sự phối hợp này chúng ta hoàn toàn có năng lực diệt dị tộc xâm chiếm kia. Đám người này thật sự rất sợ dị tộc tận sâu đáy lòng, dù sao sức mạnh của dị tộc quá mạnh, nhân số lại chiếm ưu thế. Tuy họ đồng ý phối hợp, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy một đám ô hợp làm sao bảo vệ được thần châu. Nhưng khi họ thấy cách hành động của Ngô Bình, đột nhiên trong lòng lại dấy lên vài niềm tin rằng có lẽ họ thật sự đánh bại dị tộc. Ngô Bình trao đổi với họ mấy câu nữa rồi bảo mọi người về, không lâu sau anh đã đến tìm Hồ Dịch An, giao quỷ đạo chân giải cho ông ta. Nội dung trên quyển này đã được anh ghi nhớ hết, vậy nên bộ kinh thư này vô dụng với anh. Nhưng anh biết rõ không có quỷ thánh kiếm giúp sức, quỷ đạo chân giải rất khó tu luyện.
Hồ Dịch An cũng chỉ có thể học được 10 phần trong đó là cùng, mà toàn là nội dung đơn giản. Đêm đó sau khi Ngô Bình liên tục tu luyện mấy ngày, anh đã hoàn thành tu luyện tứ biến, thể chất cũng nhờ đó mà tăng lên một cấp. Lúc anh tiếp tục tu ngũ biến, đột nhiên quỷ thành kiếm liên tục run lên, một sức mạnh quỷ dị tiến vào cơ thể của anh. Sau đó sức mạnh thiên ma bắt đầu dung hợp vào tứ biến rồi biến thành một năng lượng hoàn toàn mới. Mà nguồn năng lực này nhanh chóng cường hóa cơ thể Ngô Bình, tiếp tục tiến hóa. Sức mạnh này làm Ngô Bình bất ngờ, anh không ngờ bản thân đã sử dụng quỷ kỵ thứ 92 trên quỷ đạo chân giải, tên Thiên Quỷ Kim Thân. Khi sử dụng thuật này, cơ thể lập tức hóa thành Thiên Quỷ Kim Thân, đao, thương không thể chém, vạn pháp không làm bị thương. Anh quyết định tu luyện quỷ kỵ thứ 92 tên Thiên Quỷ Kim Thân này. Ngay lập tức, một ngọn lửa vàng thiêu đốt quanh cơ thể anh, nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện ngọn lửa vàng này tạo ra từ vô số thiên quỷ màu vàng. Bọn nó liên tục thổi khí vào cơ thể của Ngô Bình. Lửa vàng liên tục thiêu đốt cơ thể khiến Ngô Bình cảm thấy nguồn năng lượng của thể mình bốc cháy, theo đó là một cơn đau đớn kéo đến. Nhưng anh không những không sợ mà vui vẻ bật cười ha hả. Ngọn lửa vàng thiêu đốt cơ thể anh vài phút, Ngô Bình lại hoàn thành ngũ biến, sau đó bắt đầu tu luyện lục biến. Anh phát hiện khi ngọn lửa vàng này liên tục đốt cũng khiến sức mạnh thiên ma trong cơ thể mình liên tục mất đi. Sau nửa giờ, anh hoàn thành lục biến. Lục biến khác với năm biến trước đó, cơ thể Ngô Bình xảy ra biến hóa vi diệu, làn da của anh xuất hiện một tầng vảy bên ngoài, vảy này hình thành từ năng lượng và có được sức mạnh bảo vệ rất cao. Sau 3 giờ nữa, thất biến hoàn thành. Thất biến khiến anh cảm thấy xương tủy, cơ bắp, thần kinh đã xảy ra thay đổi. Cơ thể cũng có hơn một ít năng lượng khủng khiếp. Nguồn năng lượng này hình thành từ sức mạnh rèn luyện của cơ thể, có ưu điểm của sức mạnh cấm kỵ và đặc điểm của pháp thuật, mỗi giây mỗi phút đều sinh ra một loại năng lượng trong cơ thể anh. Anh từng nghe Lý Thần Đồ nói về sức mạnh này rồi, nó gọi là lực phục thiên. Lực phục thiên không có sức nghịch thiên như lực cấm thiên, nhưng cũng có thể chèn ép được pháp tắc thiên địa, là một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Từ xưa người ta đều, thất biến đã là chúa tể. Dù Ngô Bình không tu luyện bát biến, sau này anh vẫn có thể vững vàng trở thành chúa tể đương thời. Một thế hệ thánh vương. Nhưng tu luyện vẫn tiếp tục, tới sáng sớm hôm sau, năng lượng thiên ma trong cơ thể anh đã tiêu hết, cơ thể cũng sinh ra thay đổi lần thứ hai. Xương tủy, máu, não, thậm chí mỗi một tế bào trong cơ thể của anh đã thay đổi. Những thay đổi này đều khiến cơ thể Ngô Bình mạnh lên mỗi lúc mọi nơi, thậm chí còn tự động thay đổi mạnh lên cao nữa. Dù anh ăn cơm, đi ngủ, việc tiến hóa này vẫn không dừng lại. Đó là sức mạnh của bát biến. Lực cấm thiên trong cơ thể anh cũng thay đổi, do anh tu luyện cấm thiên thần công được một ít lực cấm thiên, nhưng sức mạnh này cũng không là nắm giữ hoàn toàn. Nếu nói lực cấm thiên là một khối lập thể, thì trước đây Ngô Bình chỉ xem nó từ bên ngoài chứ chẳng có chút liên quan nào. Nhưng lúc này, lực cấm thiên trong cơ thể anh sôi trào như lột xác, dần dần biến thành lực cấm thiên thật sự. Nhưng quá trình này rất thoải mái, nửa ngày cũng chỉ có một ít như thế. Cũng may thời gian trôi qua, lực cấm thiên trong cơ thể Ngô Bình cũng có thể chuyển hóa toàn bộ. Lần này, tu luyện đã giúp anh có được thu hoạch lớn rồi. Sau khi, anh nghỉ ngơi một lát lại đi xem đệ nhất kiếm tông. Thực lực đệ nhất kiếm tông của anh rất mạnh, thêm vào đó còn có Thái Hoàng giáo chống lưng, anh không lo gì cả. Nhưng dù sao thiên hạ đã có biến động lớn như thế, anh vẫn muốn đến xem sao. Vạn kiếm tiên giới, đệ nhất kiếm tông. Ngô Bình về đến trần gian, dùng truyền tống pháp trận đi đến đệ nhất kiếm tông. Anh nhìn sơ qua cũng không thấy không khí căng thẳng nào ở đệ nhất kiếm tông, nhưng vài vị sư tôn đã đi đâu mất nên anh đành đi hỏi chút thông tin vài người. Thì ra họ đã dẫn cao thủ đến Thái Hoàng giáo để chi viện cả rồi. Tại kiếm tu quá nhiều ở vạn kiếm tiên giới nên sức chiến đấu rất mạnh dẫn đến dị tộc xung quanh rất khó đến gần. Và lại, thực lưng dị tộc xung quanh giống nhau, nên chúng không thể xâm nhập được. Vận may của Thái Hoàng giáo khá kém, trước đây không lâu vừa đánh với huyền u tiên giới bây giờ phải đụng huyết tộc mạnh mẽ. Nhân số của huyết tộc không nhiều, nhưng có được năng lượng biến đổi con người, chỉ cần bị chúng cắn phải thì con người sẽ trở thành huyết phó. Nhờ đó mà huyết tộc tập trung được 300 vạn đại quân huyết tộc, toàn bộ tấn công vào chân hoàng tiên giới. Hiện nay, Thái Hoàng giáo đang làm thủ lĩnh chân hoàng tiên giới. Vất vả gom được 100 vạn đại quân để chiến đấu. Trận chiến này đều khiến hai bên tổn hao lực lượng, mười mấy vạn quân Thái Hoàng giáo chết và bị thương. Đại quân huyết tộc cũng bị giết hơn 20 vạn binh,
nhưng chuyện đáng sợ nhất là đại quân huyết tộc bổ sung rất nhanh chóng. Nói về sức mạnh thì chân hoàng tiên giới không thua đối thủ, nhưng sức mạnh khôi phục của huyết tộc quá mạnh mẽ. Thỉnh thoảng cách hơn một ngày, quân của chúng có thể sống lại đầy nhiệt huyết. Còn Thái Hoàng giáo bên này sẽ tổn thấy một bộ phần binh lực sau mỗi lần chiến, mà không phục hồi lại được. Nếu cứ tiếp tục như thế, Thái Hoàng giáo vẫn chưa đến một tháng đã tiêu hao hết lực lượng rồi. Đến lúc toàn chân hoàng tiên giới đến biến thành thịt cá, mặc cho huyết tộc cắn nuốt tùy thích. Sau khi Ngô Bình hỏi rõ ràng, lập tức vượt qua truyền tống trận đi đến hoàng tiên giới. Anh vừa mới rời khỏi truyền tống trận, đã nghe tiếng hù hét bên ngoài. Đập vào mắt anh là tu sĩ chân hoàng tiên giới đang vật lộn với đám quái vật hình người, mặt trắng nanh dài trước thành, đám quái vật này hành động nhanh như tia chớp, mỗi lần lướt qua đã giết chết một người, hút lấy máu người đó. Anh vượt qua vài vị tu sĩ, lập tức có một người gọi Ngô Bình, huynh đệ ngăn huyết tộc lại đi, chúng muốn cướp truyền tống pháp trận đấy. Chúng muốn cắt đứt con đường nhỏ tiếp viện của chúng ta. Ngô Bình không nói gì, dứt khoát rút quỷ thánh kiếm ra, cả người hóa thành một đường chớp nhắm thẳng vào nơi nhiều huyết tộc nhất. Nơi này có hơn 100 huyết tộc đang đứng, tu sĩ liên tục bị giết và thua trận rút lui ra sau. Ngô Bình vừa đến đã thấy một đường kiếm phát sáng đường kính 100 mét chém qua đầu, nhát chém đi qua nơi nào đám huyết tộc nơi đó không kịp phản ứng đã bị chém thành thịt nát. Có mấy kẻ cách đó khá xa, vội vàng bỏ chạy lại bị mất đường chém rất đầu, cơ thể vẫn tiếp tục chạy một đoạn rồi ngã nhào ra đất. Sau khi đường ánh sáng của kiếm biến mất, Ngô Bình lập tức cảm giác được quỷ thánh kiếm đang cầm run nhẹ nhẹ sau đó hình thành một sức mạnh hút thật mạnh. Ngay lập tức, hơn 100 cái xác chết của huyết tộc như sống dậy bay vút lên không trung, hình từng từng đường máu rồi tụ vào thành một con sông máu đổ ồ ạt vào trong quỷ thánh kiếm. Dòng máu đổ ào ạt vào trong kiếm cũng khiến Ngô Bình cảm thấy có thêm rất nhiều nguồn năng lượng quái lại trong quỷ thánh kiếm. Chẳng qua, khi nguồn sức mạnh này qua rèn luyện và tinh luyện trong quỷ thánh kiếm lại xuất hiện một ít tính chất đặc biệt. Anh vừa âm thầm nghĩ đến đại tẩy luyện thuật thứ 50 trong quỷ kỵ, thuật này dùng quỷ thánh kiếm để đưa năng lượng của dị chủng vào cơ thể của tu sĩ, giúp họ tăng tu vi và còn nhận được thiên phú mới. Thế bản thân mình có thật sự đang sử dụng thuật này để đưa năng lượng của huyết tộc vào trong cơ thể của mình hay không? Nghĩ đến đây anh lập tức thả tay tu luyện, mà cấm thuật này cũng chẳng khó khăn gì với anh. Thoáng chốc, anh đã có thể thuần thục sử dụng nó rồi. Mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, bấy giờ Ngô Bình giống như một ma thần tuyệt thế trong mắt bọn họ, đám huyết tộc kia dù có mạnh đến mức nào cũng chẳng là gì khi đối đầu với anh. Các vị, Ngô Bình quét mắt nhìn mọi người, ta có thể đưa huyết thiên phú vào cơ thể tu sĩ nhân loại, các vị có muốn thử không? Mọi người ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn nhau cùng chung một câu hỏi. Đột nhiên có một tu sĩ trẻ tuổi đứng dậy, cả người hắn ta đầy máu nhưng chẳng màng mà nói, ta đồng ý thử thưa công tử. Người nhà, bạn bè của ta đều bị huyết tộc giết, ta phải tăng sức mạnh của mình lên để giết nhiều huyết tộc hơn. Ngô Bình gật đầu, anh đi đến trước mặt người đó hỏi, người tên gì? Người trẻ kia nói, Dương Tuấn. Ngô Bình, Dương Tuấn huynh đệ, quá trình này có chút khó chịu, mong người kiên nhẫn mà chịu đựng. Anh nói dứt câu đã đưa quỷ thánh kiếm vào giữa chân mày của hắn ta. Ngay lập tức một nguồn sức mạnh huyết tộc đã được hấp thụ trong kiếm, ào ạt đổ vào giữa mày của hắn ta. Tức thì làn da người thanh niên kia xuất hiện ngọ nguậy, như vô số con giun đang bò bên dưới. Hắn ta chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như sắp nổ, hơn nữa cực kỳ ngứa nhưng hắn ta vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng không rên lấy một tiếng, đến mức đôi mắt mở to đỏ hồng. Một lúc sau, Ngô Bình cảm thấy người trẻ tuổi này đã hấp thụ gần đủ năng lượng của ba tên huyết tộc, nên cất kiếm đi cười nói, cảm giác thế nào? Người thanh niên cảm giác cơ thể mình chưa đầy năng lượng, cơ thể hắn ta vừa nhóm cái đã như tia chớp lao lên cao mấy trăm mét, tốc độ còn nhanh hơn cả huyết tộc. Nên biết rằng hắn ta không chỉ có sức mạnh của huyết tộc mà là tu vi của mình, nên bây giờ sức mạnh của hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều với huyết tộc kia. Mạnh ghê, mọi người lập tức thốt lên. Ngô Bình hài lòng cười nói, thử bộ kiếm pháp chơi. Dương Tuấn gật đầu rút bảo kiếm ra, vừa chém một nhát kiếm, đường sáng của kiếm liên tục lăn qua lộn lại sau trước của hắn ta trông vô cùng khó lường và quỷ dị. Ngô Bình nói, ổn đấy. Hiện tại, với sức mạnh của ngươi, giết sạch huyết tộc kia không phải là chuyện to tát. Đi thôi, đằng kia còn có huyết tộc, ngươi thử sức mạnh của mình đi. Dương Tuấn gật đầu cái rụp rồi phóng về phương xa. Những người còn lại thấy thế cũng muốn thử,
Ngô Bình chọn ra một vài người trẻ tuổi nhất đưa năng lượng huyết tộc trong kiếm vào cho cơ thể họ và sử dụng đại tẩy luyện thuật. Thoáng chốc, năng lượng trong kiếm của anh đã dùng hết, mà anh cũng đã tạo ra 28 cao thủ. Sức mạnh phản ứng, tốc độ, năng lực của bọn họ đều vượt qua huyết tộc, thực lực tiến bộ vượt bậc. Bước tiếp theo, Ngô Bình dẫn 28 cao thủ đã trải qua đại tẩy luyện thuật này, nhào đến huyết tộc đang đứng mà chém giết. Thoát cái, họ đã gặp một đội huyết tộc có tầm 178 chục người. Anh vừa phát lệnh, mọi người được anh dẫn theo lập tức nhảy vào đám huyết tộc, đuổi cùng giết tiệt. Ngô Bình vẫn chưa dùng hết sức mình, anh chỉ đứng xem sức mạnh của 28 tu sĩ kia ra sao. Đập vào mắt anh là Dương Tuấn xông ra trước như đầu tàu, cơ thể vừa lóe lên đã chém chết một con huyết tộc, cơ thể tiếp tục di chuyển đã chém chết một huyết tộc khác. Anh nhìn sang những người khác, không khác biệt với Dương Tuấn mấy. Dường như, họ đã không còn ai là đối thủ trong đám huyết tộc này nữa. Nhưng sức mạnh của mọi người họ khác nhau, anh phát hiện có vài vị đã là tu sĩ thần anh, năng lượng mạnh nhất có thể phát huy sức mạnh huyết tộc đến đỉnh cao. Mà những tu sĩ dưới thần anh cảnh, chỉ có thể phát huy được 8-6 phần của năng lượng. Anh quan sát một lát đã dốc toàn lực giết sạch huyết tộc, rồi nói với 28 người kia, các người về Thái Hoàng giáo với ta. Trong Thái Hoàng giáo, giáo chủ Thái Hoàng với đám người Thẩm Huyền Tông đang thảo luận đối sách. Sau một trận đại chiến, cũng nhờ mấy người Thẩm Huyền Tông bày kiếm trận, chứ không bên ta đã bị tổn thất lớn rồi. Nhưng dù vậy, vẫn có mười mấy vạn người bị chết và bị thương, kết quả này khiến họ không chấp nhận được. Nên biết rằng đám huyết tộc đã bổ sung lính rồi, có thể tấn công vào thành bất cứ lúc nào nữa. Đúng lúc này, Ngô Bình dẫn 28 người đi vào. Thẩm Huyền Tông nhìn thấy đệ tử của mình bật cười nói, Huyền Bình đến rồi à? Ngô Bình gật đầu, giáo chủ, sư tôn, ta đã đánh nhau với huyết tộc trên đường đi đến đây rồi. Những tu sĩ này là do ta huấn luyện ra, mọi người xem thế nào? Giáo chủ Thái Hoàng lập tức đi đến trước mặt nhóm tu sĩ, hỏi xuất thân một lúc mới biết tất cả họ đều là tu sĩ tông môn nhỏ, tư chất không cao, tu vi cũng thế. Nhưng ông ta vừa nhìn đã phát hiện thể chất của họ rất mạnh, giống như cùng loại với huyết tộc. Giáo chủ Thái Hoàng lắp bắp sợ hãi nói, Lý công tử làm sao huấn luyện được họ. Ngô Bình nói sơ qua tình hình, mọi người nghe thế vừa mừng vừa sợ. La Vô Phi nói, nếu có thể huấn luyện mấy chục vạn cao thủ huyết tộc, thì chúng ta chắc chắn thắng rồi. Ngô Bình, trước tiên tìm một nhóm huyết tộc để lấy tinh huyết của họ. Sức mạnh của đám đó đều nằm trong máu. Giáo chủ Thái Hoàng, chuyện đó thì dễ, bây giờ chỗ nào cũng có huyết tộc lãng vãng. Chúng ta chỉ cần cử một ít cao thủ ra ngoài bắt mấy vạn huyết tộc cũng chẳng khó. Ngô Bình gật đầu, được, vậy cử họ đi bắt nhanh đi. Nếu có thể bắt được 3 vạn huyết tộc, ta có thể huấn luyện một vận chiến sĩ. Giáo chủ Thái Hoàng gật đầu, hay cứ cho họ cái tên, gọi là Huyền Bình Quân đi. Ngô Bình xua tay, gọi Huyền Bình Quân không được. Thẩm Huyền Tông cười ha hả, Huyền Bình đừng từ chối. Có lẽ Huyền Bình Quân có thể sẽ thay đổi được thế cục của thiên giới trong tương lai đấy. Ngô Bình cũng không từ chối nữa, anh bảo giáo chủ Thái Hoàng chọn một nhóm người có tiềm lực lớn, tu sĩ trên thần anh cảnh chuẩn bị để đại tẩy luyện thuật. Anh cũng không rảnh, bước tiếp theo ra tiền tuyến giết huyết tộc với những tu sĩ anh dũng. Lần này, anh dẫn theo 28 người bắt tay với hơn 300 tu sĩ cảnh giới nhỏ nhất từ thần kiếp trở lên ra nghênh giặc. Mọi người bay và độn địa ra cổng thành một khoảng đã nhìn thấy ánh lửa trên một tòa thành đang cháy ngút trời, xa xa là tiếng gào thét thảm thương vọng lại. Hiển nhiên, huyết tộc tấn công và phá cái thành nhỏ này rồi, chúng ta tàn sát bá tánh vô tội. Trong ánh mắt của mọi người lập tức lóe lên mang đầy sát khí phải dọn sạch bọn xâm lược này, Ngô Bình vừa ra lệnh đã vọt vào trước. Trong tòa thành này có mấy vạn huyết tộc, quân họ chia ra khắp nơi đi dọn dẹp. Ngô Bình dẫn theo một đội lẻn vào thành. Chọn mấy đội nhỉ thiếu nhân số của huyết tộc xuống tay. Sau khi Ngô Bình hoàn thành tu luyện bát biến, sức mạnh xuất quỷ nhập thần và nhiều cách tấn công hơn trước. Gần như hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội tấn công lại. Sau khi hắn diệt 3 tiểu đội, giết mấy trăm huyết tộc lập tức tìm một nơi vắng và tiến hành tẩy luyện cho 100 người trong đội. Sau đó, bảo họ tự hành động đi săn tiểu đội huyết tộc giết. Ngô Bình tiếp tục giết thêm mấy tên nữa. Hút máu chúng vừa xong đã thấy một đường sấm chớp màu đỏ giáng xuống. Một người huyết tộc có khí tức khủng bố, đứng trước mặt anh. Tên huyết tộc này có 7 cột máu sau lưng, trên đầu có một cái sừng màu bạc, tai nhọn, cao hơn 3 mét, miệng đầy răng nanh,
ngoài làn da là vảy màu xanh lơ, mỗi lúc hô hấp đều là mùi máu. Ánh mắt của Ngô Bình sáng lên, cười nói, ta chém giết nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy một kẻ giống huyết tộc. Đằng sau anh có một người khá hiểu biết về huyết tộc, sợ hãi nói, công tử, hắn là bá tước nhất trung đẳng của huyết tộc đấy. Cấp bậc của huyết tộc rất nghiêm, người mạnh nhất là huyết hoàng, theo đó thứ tự như thần vương, trưởng lão, lĩnh chủ, công tước, bá tước, tử tước, nam tước với huyết phó và huyết nô. Số lượng bá tước rất ít, sức mạnh tương đương với cường giả mới bước vào đạo cảnh. Trong đó, bá tước được chia ra từ nhất đẳng đến tam đẳng, nhất đẳng là mạnh nhất, tam đẳng là yếu nhất. Nhân tộc, người dám giết huyết tộc của ta, đi chết đi. Tên bá tước này vừa gào lên, đột ngột nhào đến cào Ngô Bình. Một đường màu đỏ sáng lên đánh trúng vào Ngô Bình. Choang! Ánh sáng vừa đánh vào trên cơ thể Ngô Bình, cơ thể anh cũng chẳng rụng mất một cọng lông nào. Làn da của anh có khả năng phòng ngự đáng kinh ngạc, tên bá tước què này làm sao làm bị thương anh được. Ta còn nghĩ người ghê gớm thế nào, ai ngờ yếu như gà. Anh vừa dứt lời đã vung trường kiếm lên, một nhát chém sáng lên đã chém bá tước thành hai khúc. Ngay sau đó, máu của hắn ta bay tung tóe trong không trung đã bị quỷ thánh kiếm hấp thụ, hình thành một loại năng lượng càng cao cấp hơn. Ngô Bình rất hài lòng nói, nguồn năng lượng này có thể sử dụng cho một tu sĩ đạo cảnh để giúp hắn ta tăng sức mạnh. Nghĩ như thế, anh lại cường hóa 100 người. Thoáng chốc, hơn 300 người anh dẫn theo đã trải qua cường hóa. Ngô Bình bảo họ tự tách riêng lẻ ra hành động, còn anh phải chuẩn bị giết huyết tộc cao cấp hơn. Vì thế anh dùng dây thừng trói mấy chục huyết tộc, bay lên không trung rồi nói, huyết tộc nơi đây, nhanh chóng đến nhận, không thì chết. Giọng nói của anh rất lớn, mấy vạn huyết tộc trong thành đều nghe được. Ngay tức thì có một đám tử tước, bá tước, thậm chí có hai tên công tước phóng lên cao. Ngô Bình bật cười lớn, rồi nhanh chóng bay đến chỗ khác. Anh muốn tìm một nơi để giải quyết sạch đám huyết tộc này một lần luôn. Hai tên công tước đuổi theo rất nhanh, bọn chúng chia ra từ nhất đẳng công tước và tam đẳng công tước. Sức mạnh của họ tương đương với tu sĩ đạo cảnh trung hậu kỳ, thật sự không coi thường được. Ngô Bình đợi công tước đến gần, đột ngột sử dụng tuyệt thế nhất kiếm. Chỉ là một nhát chém đơn giản đã chém tên công tước kia thành hai khúc, một tên khác thấy thế cũng sợ ngây người. Quỷ thánh kiếm hút máu hắn xong, tâm trạng Ngô Bình rất vui vẻ nói với công tước khác, lại đây. Công tước kia đã thấy sức mạnh của Ngô Bình, vì thế quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn ta vừa mới quay người đầu đã bị chém rớt. Ngô Bình lại hút năng lượng của hắn ta lần nữa. Ngô Bình vừa giải quyết hai công tước, sáu tên bá tước cũng lũ lượt kéo đến. Anh lập tức đến chào đón, sử dụng thiên ảnh kiếm pháp, trăm vạn ánh sáng từ nhát chém hợp lại thành sát trận. Thoát cái, vây bọn đó trong trận, bá tước chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang chém thành từng máu bay tung tóe. Sau đó, những giọt máu kia đã bị quỷ thánh kiếm hút sạch. Sau đó còn có mấy chục tên tử tước đến, bọn chúng vừa đến Ngô Bình đã lật tay, kiếm trận bao phủ bọn chúng nhẹ nhàng giải quyết sạch. Ngô Bình dùng thời gian nửa ngày đã diệt sạch hơn 8 vạn huyết tộc trong thành, anh lại bày sát trận ở ngoài thành. Đám huyết tộc cũng đừng hòng chạy thoát. Anh giết mấy vạn người cũng xem là tu vi rất xuất sắc rồi, nhưng đổi lại vắt kiệt sức mình. Bước tiếp theo, đại đội của Thái Hoàng giáo đuổi đến đã dẫn tất cả bá tánh trong thành rời đi. Vì lỡ huyết tộc còn quay lại đây trả thù, hơn 6 thành bá tánh này ở trong thành sẽ chết chắc. Ngô Bình về Thái Hoàng giáo trước. Nghỉ ngơi một lúc đã lợi dụng quỷ thánh kiếm tiếp tục bồi dưỡng cao thủ. Lần này anh hút được năng lượng của hai gã công tước, anh gọi hai tu sĩ đạo cảnh tầng 6 đến, tiến hành tẩy lễ cho họ. Hai tu sĩ chịu đựng việc tẩy lễ xong, sức mạnh đã rõ ràng tăng lên. Bọn họ tìm được vài tu sĩ đạo cảnh tầng 8 ngay tại đó đánh thử, kết quả còn ưu thế hơn họ tưởng, có thể thấy sức mạnh họ tăng vô cùng rõ ràng. Và lại bọn họ năng lực khôi phục và lực bảo vệ cũng tăng lên rất nhiều. Những cao thủ cùng cấp rất khó đánh họ bị thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 219.